Lời này mặc dù không sai, nhưng ta chung quy vẫn có chút bất an. Phong hành thiên chủ lắc đầu, lập tức quay đầu lại nhìn băng thiên, nói. Dùng tính cách đám người Thương Khung Minh, còn có Chí Tôn Minh kia nữa, sau khi biết rõ Lục Lâm Thiên bất phàm sẽ liều lĩnh để đối phó. Bọn hắn hiện giờ tuy rằng đã dục dịch, tuy nhiên lại không liều lĩnh. Trừ phi là bọn hắn cũng đã sớm có chuẩn bị, bằng không, không thể như vậy được. Có lẽ ngươi suy nghĩ nhiều, Lục Lâm Thiên một mực bị người chú ý, bọn hắn muốn ra tay cũng không có cơ hội đâu. Băng Thiên nói nhỏ, huống chi lần này chúng ta cũng không phải duy nhất, có lẽ bọn hắn biết rõ coi như đối phó Lục Lâm Thiên rồi cũng còn thần thú thế giới Long Huyền, cùng với không ít kiệt xuất các thế giới khác, hơn nữa các thiên địa khác lần này cũng không thiếu nhân tài. Chỉ mong vậy à. Phong hành thiên chủ khẽ thở dài. Hy vọng là ta thật sự suy nghĩ nhiều. Băng thiên nhìn qua cửu tuyệt tháp khổng lồ trong không gian u ám kia, nói nhỏ. Ngươi nói Lục Lâm Thiên có thể thành công không, thất tuyệt hoàng tôn lưu lại thứ này không biết đã bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu thế hệ thiên phú tuyệt đỉnh đều từng thử qua, nhưng lại không một ai có thể thành công cả. Trong cửu tuyệt tháp còn chưa có chân lý niết bàn giả và lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm đi vào, cho nên. Chỉ mong có hy vọng đi. Phong hành thiên chủ nói xong chữ cuối cùng, thân ảnh phiêu giật đã hoàn toàn biến mất khỏi không gian u ám này rồi. Chỉ mong vậy, thời gian đã không nhiều lắm rồi. Băng thiên thì thào nói nhỏ, sau đó cũng hoàn toàn biến mất. Thời gian từ từ trôi qua, trong toàn bộ 3.000 đại thế giới, đoạn thời gian này không biết vì sao cũng tiến nhập một loại bình tĩnh vi diệu, cũng không có đại sự gì xảy ra cả. Mà ngay cả trong thương khung chiến trường cũng bình tĩnh hơn không ít. Đại quân khắp nơi tựa hồ cũng bắt đầu chờ đợi gì đó. Trong mật địa thiên giới cũng cực kỳ bình tĩnh, trừ một ít nhân vật mới ra, lớp trẻ lần trước đều như bỗng dưng biến mất hết vậy, rất ít người nhìn thấy. Vèo. 10 năm sau, thân ảnh phong hành thiên chủ xuất hiện ở trước cửu tuyệt tháp, từ xa nhìn qua cửu tuyệt tháp như một con hung thú vắt ngang trong hư không kia, thì thào nói nhỏ. Tiến vào tầng thứ 7 rồi sao? 20 năm sau. Phong hành thiên chủ nhìn vào cửu tuyệt tháp khổng lồ, trong ánh mắt già nua mang theo vẻ rung động, nói. Tầng thứ 8 rồi. 50 năm sau, phong hành thiên chủ đứng trước cửu tuyệt tháp khổng lồ, trong con người thâm thúy vô biên vô hạn cũng khó được lộ ra vẻ khiếp sợ, thì thào nói nhỏ. Tầng thứ 9 rồi, tiểu tử chịu đựng a hát, chứ ngươi ra, sợ rằng trong thượng thanh thế giới không còn ai có thể thành công nữa rồi. Thời gian dần dần trôi qua. Toàn bộ 3.000 thế giới đều ở trong một loại không khí an tĩnh, không có bao nhiêu đại sự xảy ra. Trong loại yên tĩnh vi diệu này, trong nháy mắt đã qua hơn 100 năm. Cũng không biết từ đâu, tất cả đại gia tộc đỉnh tiêm trong thượng thanh thế giới đều đột nhiên bắt đầu lần nữa chấn động, mật địa thiên giới, mật địa nhân giới đều có động tĩnh. Thậm chí trong toàn bộ 3.000 đại thế giới cũng đều có một loại chấn động không hiểu, toàn bộ 3.000 đại thế giới đều đang chuẩn bị lấy cùng một việc. Phần phật, trong không gian lờ mờ, khí tức duyệt tuyệt khủng bố tràn ngập, hình thành vòng xoáy khủng bố, xoay tròn như lôi đình phong bạo, sợ rằng bất luận kẻ nào một khi tới gần, đều sẽ phải nhận lấy ảnh hưởng cực kỳ khủng bố. Huống chi thêm vào các loại diệt tuyệt chi khí khủng bố kia, thứ này trong thiên địa lại có bao nhiêu người tâm trí và căn cơ có thể vững chắc ở trong đó mà không chịu ảnh hưởng cơ chứ? Có, ít nhất là có một người, đó chính là Lục Lâm Thiên. Trong vòng xoáy cực kỳ khủng bố kia, Lục Lâm Thiên ngồi khoanh chân, thân hình lại có thêm khí tức nguy nga như núi lớn khiến cho vòng xoáy diệt tuyệt chi khí khủng bố kia cũng không cách nào dung chuyển được. Lấy Lục Lâm Thiên làm trung tâm, ở giữa có 9 cổ khí tức ngập trời từ trong cơ thể hắn tràn ra. 9 cổ khí tức kinh khủng phân biệt lộ ra đại từ chi khí, làm cho tâm thần người khoan khoái dễ chịu. Đại bi chi khí, khiến nhân tâm sinh thương cảm. Diệt tuyệt chi khí, khiến người hung thần sát phạt. Bạo lệ chi khí, khiến người hung hãn, vô diệt chi khí, khiến nhân tâm sinh tử vong. Còn có 3 cổ khí tức lạ lẫm, nhưng lại càng thêm kinh khủng. 3 cổ khí tức này làm lòng người sinh tuyệt diệt, có thể tuyệt diệt tất cả sinh linh, tuyệt diệt thái cổ đại địa, tuyệt diệt trường thiên vô tận, có thể hủy thiên tuyệt địa. 9 cổ khí tức phóng lên trời, lập tức ngưng tụ ở quanh thân Lục Lâm Thiên trở thành 9 bức cổ đồ bí vân hư ảo, 9 cổ khí tức khủng bố khiến nhân tâm rung động. Lục Lâm Thiên không biết đã ngây người bao lâu trong không gian này rồi, hắn như một lão tăng nhập định vậy, toàn thân nếu không phải có 9 cổ khí tức kia đang chấn động thì phảng phất như đã tỏa hóa rồi vậy. Trong không gian lờ mờ,
có hai đạo thân ảnh đứng nhìn qua Cửu Tuyệt Tháp khổng lồ. 130 năm. Phong Hành Thiên Chủ ánh mắt khẩn trương ngưng trọng nhìn Cửu Tuyệt Tháp khổng lồ trước mặt, nói nhỏ. Tiểu tử Lục Lâm Thiên kia đã hơn 80 năm không có bất luận động tĩnh gì rồi, hắn ở trong tầng thứ 9 đã trọn vẹn ngây ngốc hơn 80 năm rồi. Băng Thiên ở bên nghe vậy, nhìn Cửu Tuyệt Tháp khổng lồ kia, nói nhỏ. Có lẽ không có vấn đề gì đâu, bất quá thật là kỳ quái, vì sao vẫn chưa có động tĩnh, đám người bọn hắn sắp phải đi vào thương khung chiến trường rồi. Thời gian không còn nhiều lắm, hy vọng sẽ không xuất hiện vấn đề, bằng không tội của ta sẽ lớn lắm. Phong Hành Thiên Chủ nói nhỏ, trong hai mắt thâm thúy cũng nổi lên chấn động. Băng Thiên nghe vậy, nói nhỏ. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, dùng căn cơ vững chắc, tâm trí mạnh mẽ của tiểu tử kia, lại là chân lý niết bàn giả, đại thừa diệt thế tinh thần kiếp cũng có thể chống lại, chắc hẳn Cửu Tuyệt Tháp này cũng không làm gì được hắn đâu. Phong Hành Thiên Chủ nghe vậy, trên gương mặt già nua thần sắc vẫn cực kỳ ngưng trọng, nói nhỏ. Tuy rằng nói thì nói thế, bất quá tu vi của hắn dù sao còn thấp, trong Cửu Tuyệt Tháp, ngay cả ta và Hoàng Phủ Minh Long cũng chỉ có thể dừng lại ở tầng thứ 8, dù là ta cũng không dám vọng động, không lẽ a hát. Nhìn qua bộ dáng Phong Hành Thiên Chủ, Băng Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ. Oanh, vào thời khắc này, toàn bộ Cửu Tuyệt Tháp tự dưng lặng yên run lên, trong thiên địa lờ mờ kia lập tức có năng lượng thiên địa bắt đầu lặng yên không một tiếng động tiến nhập trong Cửu Tuyệt Tháp. Ầm ầm. Một sát na kia, trong thiên địa lờ mờ, giờ khắc này phảng phất như có thứ gì đó thức tỉnh vậy, trong hư không bắt đầu phát ra tiếng oanh minh trầm thấp, như có vạn thú đang lao nhanh ở phương xa vậy. Trong mảnh không gian lờ mờ này, năng lượng thiên địa cũng đang kịch liệt chập trùng. Chuyện gì xảy ra vậy? Biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến sắc mặt Băng Thiên khẽ giật mình, ánh mắt lập tức nhìn tới trong Cửu Tuyệt Tháp khổng lồ ở đằng kia. Hẳn là Lục Lâm Thiên đã có động tĩnh. Mắt nhìn về trước, gương mặt già nua của Phong Hành Thiên Chủ cũng nổi lên chấn động không nhỏ. Băng Thiên nghe vậy, lập tức hỏi Phong Hành Thiên Chủ. Không phải là tiểu tử Lâm Thiên kia thật sự thành công đấy chứ, Cửu Tuyệt chi khí của Thất Tuyệt Hoàng Tôn bị hắn lĩnh ngộ thành công rồi. Con người thâm thúy vô biên vô hạn của Phong Hành Thiên Chủ cũng nhìn chăm chú vào Cửu Tuyệt Tháp khổng lồ, trong mắt xẹt qua thần sắc kích động, nói. Cái này cũng không biết được, bất quá động tĩnh này có quan hệ với Lục Lâm Thiên, trong Cửu Tuyệt Tháp hiện giờ cũng chỉ có mỗi mình hắn thôi. Phần Phật Á. Trong khoảng thời gian ngắn, trong hư không lờ mờ, năng lượng thiên địa chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt. Một cỗ năng lượng thiên địa không ngừng từ trong không gian lờ mờ này thẩm thấu ra, liên tục tiến vào trong Cửu Tuyệt Tháp, một cỗ tuyệt diệt chi khí cuồng bạo kinh khủng tràn ngập. Tuyệt diệt chi khí cuồng bạo như thế khiến cho hai người Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên cũng phải cảm thấy chấn động. Khí tức tuyệt diệt khủng bố và năng lượng thiên địa chấn động càng lúc càng cường hãn, càng ngày càng mênh mông bàng bạc, cuối cùng như lôi đình tràn ngập trong không gian u ám bao la. Không ngừng quay chung quanh Cửu Tuyệt Tháp khổng lồ, phát ra âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc. Rầm rầm rầm. Bỗng dưng, trong không gian lờ mờ, vòng xoáy tuyệt diệt chi khí khủng bố nổ tung, giống như một quả bom ném vào trong không gian mờ mịt này vậy. Không gian bạo tạc nổ tung, tầng tầng không gian rung động bay vụt kích tán, từng đạo vết nứt không gian treo ở không gian phía trên. Theo vòng xoáy các loại tuyệt diệt chi khí nổ tung, động tĩnh khủng bố cũng lập tức biến mất bình tĩnh trở lại. Hai người Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên hai mặt nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau, Băng Thiên chấn động, nói nhỏ. Động tĩnh thật không nhỏ a, tên kia rốt cục đã làm gì trong Cửu Tuyệt Tháp thế, là thành công hay là đột phá? Cái này cũng không biết tên kia đã xảy ra chuyện gì, trong Cửu Tuyệt Tháp tràn đầy các loại tuyệt diệt chi khí, ngay cả ta cũng không dám xông vào. Phong Hành Thiên Chủ nói. Xuy. Ngay khi lời Phong Hành Thiên Chủ vừa dứt, trong Cửu Tuyệt Tháp khổng lồ, trên tầng thứ 9 có một đạo thân ảnh lướt xuống. Một nam tử áo bào xanh lập tức lăng không lơ lửng trên không gian âm u mờ mịt này, đạp không đứng lơ lửng, áo bào xanh phần phật cổ đáng, hai mắt nhắm chặt ngay khi hắn dừng lại đột nhiên mở ra, trong hai con ngươi một đen một trắng tựa như nhật nguyệt xoay tròn, hai cổ tinh mang bắn ra, bên trong thái cổ chi khí lại nương theo một cỗ tuyệt diệt chi khí ngập trời. Ầm ầm. Theo hai mắt Lục Lâm Thiên mở ra, quang mang hắc bạch luân chuyển trong mắt, tựa hồ trong hư không lờ mờ này cũng chỉ có một mình hắn tồn tại, dưới tuyệt diệt chi khí khủng bố cũng khiến cho Cửu Tuyệt Tháp khổng lồ kia cũng theo đó lần nữa ầm ầm run lên. Một lát sau, tất cả khí tức đều thu liễm không còn nữa.
Đa tạ tiền bối. Sau một lúc, Lục Lâm Thiên quay người nhìn về phía Cửu Tuyệt Tháp kia cúi đầu một cái hành lễ thật sâu, sau đó thân ảnh mới đáp xuống bên người Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên nói. Bái kiến Phong Hành Thiên Chủ, Băng Thiên Lão Ca. Ngươi thế nào rồi? Hai người Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên chăm chú nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên, hai cổ hơi thở cũng điều tra trên người Lục Lâm Thiên, tựa hồ như muốn nhìn trộm gì đó. Cũng không tệ lắm, tiểu tử còn có việc, đi trước một bước. Lục Lâm Thiên dứt lời liền xé mở một đạo vết nứt không gian trước người sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Lục Lâm Thiên, nhớ rõ 7 ngày sau các ngươi sẽ phải đi vào thương khung chiến trường rồi đấy. Phong Hành Thiên Chủ nói với Lục Lâm Thiên, lời vừa dứt, vết nứt không gian cũng lập tức khép lại. Khí tức trên thân tiểu tử Lâm Thiên này vì sao như thế khó có thể dò xét như vậy, hiện giờ ngay cả ta cũng không cách nào dò xét được rồi, vừa rồi đến cùng có đột phá không vậy? Hai mắt Băng Thiên tràn đầy nghi hoặc. Phong Hành Thiên Chủ nhíu mày, nói nhỏ. Khí tức của hắn, ta cũng khó có thể dò xét thấu. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lúc Lục Lâm Thiên trở lại trong Sơn Phong Đình Viện, Thái A đã xuất quan, nhìn thấy Lục Lâm Thiên lập tức hành lễ. Khí tức tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh cao trên người hắn hiện giờ khiến Lục Lâm Thiên cũng cực kỳ thỏa mãn. Miễn lễ. Lục Lâm Thiên dứt lời liền lập tức biến mất trước người Thái A, khiến cho Thái A cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong phòng, Lục Lâm Thiên sau khi bố trí một đạo cấm chế liền gọi ra thiên trụ giới, lập tức tiến vào trong thiên trụ giới. Rầm rầm. Thiên trụ giới tầng thứ tư. Còn có một cỗ năng lượng thiên địa kinh khủng còn sót lại đang dần dần tràn vào trong cơ thể một đạo thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp. Thân ảnh kia lơ lửng trên bầu trời, chung quanh một cỗ năng lượng áo nghĩa mộc thuộc tính ngưng tụ hình thành một cái vòng xoáy lan tràn ra. Dưới năng lượng mộc thuộc tính nồng đậm, không gian chung quanh bóng hình xinh đẹp kia khẽ lắc lư, hoàn toàn vặn vẹo lấy, cả phiến không gian to như vậy đều nổi lên gợn sóng, tầng tầng chấn động lan tràn ra. Thân ảnh xinh đẹp kia đúng là Bắc Cung Vô Song, ngoại giới hơn 130 năm, trong thiên trụ giới tầng thứ tư lại qua hơn 5.000 năm rồi. Trong thời gian dài dòng buồn chán như thế, bởi vì Lục Lâm Thiên ở trong Cửu Tuyệt Tháp cho nên Bắc Cung Vô Song cũng không cách nào ra khỏi thiên trụ giới được. Ánh mắt Lục Lâm Thiên rơi vào trên người Bắc Cung Vô Song ở xa xa, động tĩnh trong thiên trụ giới lúc Lục Lâm Thiên đang bế quan cũng vẫn có thể cảm nhận được. Vừa mới bởi vì mình lần nữa đột phá cho nên khiến trong thiên trụ giới cũng tràn vào đại lượng năng lượng thiên địa, khiến Bắc Cung Vô Song đang ở biên giới đột phá cũng dựa vào thiên trụ giới đột phá. Phần phật, ngay khi một cỗ năng lượng thiên địa cuối cùng trong không gian tràn vào cơ thể Bắc Cung Vô Song thì một cỗ khí tức mới cũng đột nhiên từ sâu trong cơ thể Bắc Cung Vô Song phô thiên cái địa bạo tuôn ra. Khí thế đột nhiên phóng lên trời, mang theo không gian gợn sóng bay thẳng lên không trung. Nương theo một đạo cột sáng lục sắc tràn ngập mà ra, khiến cho thân hình đều bay bổng lên, quần màu lục cũng cổ đãng bồng bềnh, tóc sau đầu bay múa. Không nghĩ tới thiên phú nha đầu kia lại mạnh như vậy, có thể dung hợp mộc chi thánh nguyên đến tình trạng hoàn mỹ thế này, thật sự là hiếm thấy a hát. Trong đầu Lục Lâm Thiên, kim sắc tiểu đao cũng cảm thấy chấn động bên ngoài, kim mang nhàn nhạt quanh quẩn mà ra, âm thanh truyền ra trong đầu Lục Lâm Thiên. Đao thúc. Tốc độ Vô Song đột phá quá nhanh, có thể nào ảnh hưởng đến căn cơ không? Lục Lâm Thiên mắt nhìn bóng hình linh lung xinh đẹp trước mắt, trong mắt lại là có chút lo lắng. Đúng là có chút quá nhanh, bất quá dung hợp mộc chi thánh nguyên, loại đột phá quá nhanh này tuy rằng có chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng vẫn trong khống chế, về sau nghĩ biện pháp củng cố vững chắc là có thể giảm ảnh hưởng đến tình trạng thấp nhất, không có gì trở ngại cả. Kim sắc tiểu đao nói với Lục Lâm Thiên. Vậy sao? Lục Lâm Thiên mắt thấy thân ảnh xinh đẹp kia không ngừng tràn ra khí tức đáng sợ, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ và cười khổ, nói nhỏ. Không nghĩ tới Vô Song lại đột phá khủng bố như thế, nếu không phải ta lại lần nữa đột phá thì sợ rằng phải xấu hổ đến chết mất rồi. Ngươi tu luyện chính là hỗn độn âm dương quyết, nếu ngươi muốn cưỡng ép đột phá, đã sớm không chỉ có tu vị hiện tại rồi, nhưng như vậy đối với ngươi lại không có chút chỗ tốt nào cả. Kim sắc tiểu đao nói với Lục Lâm Thiên. Cấp độ tu vị ngươi hiện giờ tuy rằng không cao, nhưng đủ để vượt cấp đánh chết đối thủ, đây mới là tầm quan trọng của căn cơ, một ngày kia nếu ngươi có thể thành công, tu vị cấp độ căn bản sẽ không thành vấn đề, mà điều kiện tiên quyết là phải xem căn cơ ngươi có đủ để thừa nhận hay không thôi. Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức hỏi kim sắc tiểu đao. Đao thúc, nơi mà ngươi nói là nơi nào?
Trong đầu trầm mặc một hồi, kim sắc tiểu đao mới tiếp tục nói. Việc này có lẽ còn cần một thời gian ngắn nữa, có một số việc hiện giờ ta cũng không quá rõ ràng, những năm gần đây ta cũng không biết mọi thứ đã biến thành dạng gì rồi. Sau khi ta khôi phục lại, đến lúc đó tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, đây chính là trách nhiệm của ta. Ầm ầm. Dưới khí tức chấn động kinh khủng trên người Bắc Cung Vô Song, toàn bộ không gian lúc này đột nhiên run rẩy, khí tức cường hãn chấn khai gợn sóng không gian, một cỗ uy thế chấn động tâm phách lan tràn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng ngưng trên người Bắc Cung Vô Song, khóe miệng lộ ra một đường cong vui vẻ, thì thào nói nhỏ. Xem ra lần này nhất định có hắc mã ngang trời xuất thế, hiệu quả của Mộc Chi Thánh Nguyên thật cường hãn. Các ngươi dường như là muốn đi thương khung bí cảnh gì đó tranh đoạt đúng không? Kim sắc tiểu đao hỏi Lục Lâm Thiên. Toàn bộ 3.000 đại thế giới tranh đoạt Hồng Hoang Điện, đồn đãi vị trí Hồng Hoang Điện chính là nơi linh khí hội tụ trong thiên địa này, bên trong có Hồng Hoang chi khí mà tất cả tu luyện giả đều điên cuồng theo đuổi. Ở trong Hồng Hoang Điện dùng Hồng Hoang chi khí tu luyện, ngoại trừ có tác dụng cực lớn đối với tu vị ra, còn có thể miễn đi hồng kiếp. Lục Lâm Thiên nói với kim sắc tiểu đao. Hồng Hoang chi khí, hồng kiếp, nhớ ngày đó, căn bản cũng không có bao nhiêu người gặp phải hồng kiếp cả. Hồng Hoang chi khí tuy rằng chân quý, bất quá cũng không đến mức khiến cả 3.000 đại thế giới đều phải điên cuồng tranh đoạt. Kim sắc tiểu đao nói nhỏ, sau khi dứt lời, lập tức tiếp tục nói với Lục Lâm Thiên. Bất quá Hồng Hoang chi khí cũng không phải là phàm vật, tuy rằng ngươi đã hấp thu qua thứ còn chân quý hơn, bất quá hấp thụ nhiều Hồng Hoang chi khí một chút đối với ngươi cũng có chỗ tốt rất lớn, đến lúc đó có thể tranh giành một phen. Còn thêm chân quý hơn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, lập tức cũng không để ý nữa, nhìn tới trước, khí tức trên người Bắc Cung Vô Song sau một lúc lâu cuối cùng cũng đã lắng xuống. Sau khi tất cả dần dần bình tĩnh lại, bóng hình xinh đẹp kia lơ lửng đứng đó, hai mắt nhắm chặt, toàn thân tản ra một loại khí tức thanh nhã cao quý tự nhiên, cứ thế im im lặng lặng lơ lửng giữa không trung, giống như không ăn khói lửa nhân gian vậy. Xuy. Trên gương mặt tinh xảo kia mở ra đôi mắt sáng ngời, trong mắt một cỗ tinh mang màu xanh lá mãnh liệt bắn lên trời cao, khí tức quanh thân bỗng nhiên tăng vọt, khí tức cuồng bạo chấn động khiến không gian đã sớm như thời không loạn lại càng thêm cuồng bạo. Phần phật, một cỗ uy áp cực độ cường hoành từ trong thân hình uyển chuyển kia tràn ngập ra, từng đạo không gian gợn sóng không ngừng chấn động ra rung động cuốn khắp trời đất. Tứ nguyên hóa hồng, sợ rằng sau khi đám người phong hành thiên chủ biết được cũng phải khiếp sợ a. Khóe miệng Lục Lâm Thiên lộ ra đường cong vui vẻ, nhìn thân ảnh kia lộ ra vẻ cực kỳ vui mừng. Vốn cho là có thể đột phá đến tam nguyên hóa hồng đã là cực kỳ khủng khiếp rồi, không nghĩ tới có thể dung hợp Mộc Chi Thánh Nguyên hoàn mỹ như thế. Tứ nguyên tiểu siêu phàm, thiên phú của tiểu nha đầu kia cũng thật không thể tưởng tượng nổi. Kim sắc tiểu đao ở trong đầu Lục Lâm Thiên thì thào nói nhỏ. Lâm Thiên, bóng hình xinh đẹp Bắc Cung Vô Song lóe lên, lập tức đã rơi vào bên người Lục Lâm Thiên, khí tức thu liếm, toàn thân tản ra một loại khí chất tự nhiên cao quý khiến người không dám nhìn thẳng. Chúc mừng tứ nguyên tiểu siêu phàm A. Lục Lâm Thiên khuôn mặt khẽ mỉm cười. Lập tức thần sắc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói. Ồ, Bắc Cung Vô Song dịu dàng cười cười, cười có thể khuynh thành, thấy thần sắc kinh ngạc trên mặt Lục Lâm Thiên, đôi mắt dễ thương chấn động, hỏi Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, làm sao vậy? Nàng thu liễm lại khí tức trên thân, thậm chí ngay cả ta cũng khó có thể dò xét đấy. Lục Lâm Thiên dò xét khí tức trên người Bắc Cung Vô Song khí trước mặt, khí tức Bắc Cung Vô Song hoàn toàn thu liễm. Không ngờ ngay cả bản thân hắn cũng khó mà dò xét được. Bắc Cung Vô Song nghe vậy, khuôn mặt tinh xảo cũng lộ ra một chút nghi hoặc, hàm răng khẽ mở, nói với Lục Lâm Thiên. Ta cũng không biết, ta cảm giác sau khi dung hợp Mộc Chi Thánh Nguyên thì toàn thân đều đã xảy ra không ít biến hóa. Tiểu tử, nhà đầu kia dung hợp hoàn mỹ Mộc Chi Thánh Nguyên, đã thoát thai hoán cốt một lần, sau khi thu liếm khí tức người bình thường tự nhiên khó có thể dò xét được rồi, cái này cũng không có gì kỳ quái cả. Âm thanh kim sắc tiểu đao lại vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nghe vậy, lúc này mới cười nói với Bắc Cung Vô Song. Vậy vừa đúng lúc, chúng ta dường như sắp phải tiến vào trong thương khung chiến trường rồi, đến lúc đó tận lực thu liếm khí tức, nói không ngừng sẽ có không ít tác dụng đâu đấy. Tốt, ta nghe lời chàng. Bắc Cung Vô Song khẽ gật đầu cười cười, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Chúng ta tiến vào trong thương khung bí cảnh. Đến lúc đó doanh nhi các nàng có thể vào cùng không? Cái này,
Ta cũng không biết, bất quá đến lúc đó cường giả thế hệ trước ngoài hóa hồng cảnh đều không thể tiến vào, sợ rằng đến lúc đó nghĩa phụ và sư phụ bọn họ cũng không thể. Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Trong thương khung chiến trường có quy củ, một khi đột phá hóa hồng cảnh, vậy thì không thể tiến vào trong thương khung chiến trường. Đây cũng là quy định bất thành văn mà lưỡng đại liên minh và các thế lực hỗn tạp phải tuân thủ, trừ phi là muốn khiến cho 3.000 đại thế giới sớm xảy ra đại chiến cuối cùng. 7 ngày sau đó, sáng sớm, mây mù mờ ảo, trong dãy núi, trong một thủy vực bao la, một đài chiến đấu khổng lồ đến mấy vạn mét như một khối lục địa cực lớn lơ lửng trong đó, phong cách cổ xưa trang trọng, khí thế phi phàm. Siêu siêu. Sáng sớm. Giữa không trung đài chiến đấu liền có thêm từng đạo thân ảnh phá không lao đến, lập tức đều đáp xuống trên chiến đài. Từng đạo thân ảnh đáp xuống, đều là thanh niên nam nữ trẻ tuổi, từng đạo thân ảnh đáp xuống, đều yên tĩnh im ắng, khuôn mặt ngưng trọng, ánh mắt lại mang theo vài phần nóng bỏng chờ mong. Từng đạo thân ảnh nam nữ trẻ tuổi đáp xuống, sau một lát, lấy Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, Lý Tương, Băng Nhu, Hỏa Vũ, Mộc Tử Kỳ cầm đầu lớp trẻ cổ tộc cũng đã đến đủ. Mấy người Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần đáp xuống trên chiến đài, từng người khẽ đối mắt với nhau, sau đó lập tức lẳng lặng mà đứng. Siêu siêu. Lần nữa có hơn 10 đạo thân ảnh đáp xuống, đi đầu là một nam tử cẩm bào, cái cằm nhọn lộ ra một đường cong yêu mỹ, lông kéo đến tóc mai, ánh mắt lạnh lùng, lẳng lặng mà đứng, lộ ra khí thế băng lãnh. Người này đến khiến mấy người Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, Mộc Tử Kỳ cũng khẽ động. Mái tóc dài đen kịt như gấm vóc của nam tử cẩm bào kia vẻn vẹn chỉ dùng một sợi dây buộc sau ót, tóc mái rủ xuống hai bên cổ khiến tăng thêm vài phần phiêu giật, không phải hoàng gia hoàng giật thì có thể là ai nữa. Siêu siêu. Lần nữa hơn 10 đạo thân ảnh phá không đáp xuống trước mấy người cổ tộc, đi đầu một mỹ nữ tuyệt thế, áo trắng phủ thân, làn váy khẽ nhúc nhích, sau đó lẳng lặng mà đứng, không gian chung quanh cũng ẩn ẩn lộ ra vẻ rung động. Bên người nữ tử bạch y có một nam tử dáng người to lớn cao ngạo, màu da cổ đồng, ngũ quan rõ ràng đứng đó, thân hình cao ngất đứng thẳng trên chiến đài, giống như điêu khắc vậy, còn người u ám thâm thúy có chút đảo qua mọi người ở đây, lộ ra vẻ cuồng dã không câu nệ. Hai người này tự nhiên là hai người Phong Du Du và Phong Phách Nam Phong gia, hai người này đến, cũng lập tức khiến đám người yên tĩnh trở nên bạo động, chỉ là trên chiến đài đa số thân ảnh vẫn một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người như đang chờ đợi lấy gì đó. Xoẹt. Thẳng đến khi không gian lại lần nữa nổi lên chấn động, từng đạo thân ảnh già nua xuất hiện trên chiến đài, đúng là đám trưởng lão cổ tộc và trưởng thượng của hai đại liên minh Lôi Quang trưởng lão, Đường Ám trưởng lão, Lý Hậu Minh trưởng lão, Băng Cổ trưởng lão, Hỏa Khánh trưởng lão, Mộc Nguyên trưởng lão, Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc Hoàng giả, Phục Ma Hoàng giả, Linh Thai Hoàng giả, Dược Phương, Ngọc Linh Tử, Kiền Khôn chân nhân, Nhàn Vân Hoàng giả. Bái kiến chư vị trưởng lão, trưởng thượng. Theo mọi người hàng lâm, hơn vạn cường giả trẻ tuổi trên chiến đài cũng đột nhiên cung kính hành lễ. Giống. Xa xa trong viễn không, một tiếng sư giống xuyên thấu trời cao, một đầu thiên sĩ tuyết sư khổng lồ lập tức xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, đi đầu lại là một tiểu nha đầu 5-6 tuổi bộ dáng đáng yêu, sau lưng là một nam tử áo xanh đang đứng thẳng ở đó cùng một số người khác. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư có trọn vẹn chừng hơn 100 người. Là Lục Lâm Thiên đã đến, hắn hiện giờ thế chính là thánh chủ Tuyên Cổ Điện rồi. Còn có Lục Kinh Vân, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lam Linh, Lữ Tiểu Linh. Mạc Kình Thiên, Lục Linh, Thái A, Lục Đào, Lục Lộ, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong, Dạ Vị Ương, Đạm Thai Tuyết Phi, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa đều đã đến. Độc Nhất Đao, Giang Đảo Lưu bọn hắn cũng đến rồi. Một nhóm người này đến, trong đám người yên tĩnh ở đây rốt cục nổi lên tiếng nghị luận nhao nhao, gây ra bạo động còn lớn hơn lúc người Phong gia đến nữa. Bá bá. Trong đám người đứng đầu, đám Phong Du Du, Phong Phách Nam, Hoàng Giật cũng phức tạp nhìn qua. Không có ý tứ, ta đã tới chậm một chút. Lục Lâm Thiên nhìn qua cả vạn người trên chiến đài, ánh mắt cuối cùng đảo qua trên thân ba người Hoàng Giật. Phong Phách Nam, Phong Du Du, áo bảo xanh run lên, thân ảnh mang theo Lục Lộ đáp xuống bên cạnh đám người. Siêu siêu. Đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lục Kinh Vân, Lục Linh, Thái A, Mạc Kình Thiên, Đạm Thai Tuyết Phi, Dạ Vị Ương, Lục Thiểu Hùng, Lục Đào, Lục Lộ, Khuất Đao Tuyệt cũng theo Lục Lâm Thiên đáp xuống.
Từng đạo thân ảnh lẳng lặng rơi vào sau lưng Lục Lâm Thiên, có chút khom người hành lễ với chúng trưởng lão và trưởng thượng. Bái kiến chư vị trưởng lão, bái kiến chư vị trưởng thượng. Miễn lễ. Đường ám trưởng lão thu hồi ánh mắt khỏi thân đám người Lục Lâm Thiên, lớn tiếng nói. Hôm nay các ngươi đều tụ tập ở trên chiến đài, có lẽ cũng biết cần làm chuyện gì rồi, giờ ta chỉ nói ngắn gọn thôi, sáng sớm ngày mai, các ngươi liền phải đi vào trong thương khung chiến trường. Đến lúc đó, các ngươi liền đại biểu cho toàn bộ thượng thanh thế giới, vinh dự thượng thanh thế giới, phải nhờ vào các ngươi tới tranh thủ rồi. Âm thanh cuồn cuộn quanh quẩn trên trời cao bao la, vang vọng bên tai mọi người. Chúng ta sẽ toàn lực ứng phó, làm lớn mạnh thượng thanh thế giới. Phong Phách Nam cao ngất mà đứng, lớn tiếng nói. Lớn mạnh thượng thanh thế giới. Hoàng Giật tiến lên, khí thế lãnh thúc cuốn ra ngoài. Lớn mạnh thượng thanh thế giới. Từng đạo tiếng gầm, lập tức hội tụ, như lôi đình vang vọng khắp chiến đài. Sốt cục phải tiến vào rồi sao? Lục Lâm Thiên thì thào nói nhỏ, dưới tiếng gầm bực này, dù là hắn cũng có chút tâm huyết sôi trào. Lần này chính là tranh đấu đỉnh phong giữa những người cùng thế hệ trong 3.000 thế giới, cũng là một lần quyết đấu đỉnh phong nhất trong cùng thế hệ 3.000 đại thế giới. Lục Lộ ngẩng đầu, đôi mắt to linh động nhìn Lục Lâm Thiên, âm thanh non nớt nói. Cha, con cũng muốn đi vào thương khung chiến trường. Im lặng. Lục Lâm Thiên đặt ngón trỏ lên miệng làm ra thủ thế im lặng, nói nhỏ với tiểu nha đầu. Đã nói Tuyết Sư thúc thúc con mang con tới đài chiến đấu. Con sẽ không đi thương khung chiến trường nữa mà, trong đó cường giả quá nhiều, không phải là nơi con nên đi đâu. Hừ, không để ý tới cha nữa. Tiểu nha đầu buông tay Lục Lâm Thiên, đáng yêu trừng mắt với Lục Lâm Thiên sau đó ủy khuất chạy tới trong ngực Bắc Cung Vô Song. Lục Lâm Thiên lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía đường ám trưởng lão, âm thanh của ông ta lần nữa truyền đến. Sáng sớm ngày mai tiến vào trong thương khung chiến trường, vẫn quy củ cũ. Thượng thanh thế giới 9 đại quân bộ, phân biệt do 9 vị thống lĩnh khống chế, Đường Gia Quân, Đường Dần là tổng thống lĩnh. Tuân mệnh. Đường Dần nghe vậy, ánh mắt lập tức nhảy lên, thân hình lập tức rời bước tiến lên, một bộ trường bào màu trắng khoác lấy một cái bạch sắc phi phong, trên người tràn ra một cỗ khí tức to lớn cao ngạo khiến người khác cảm giác như đang đối mặt với một ngọn núi khổng lồ vậy, giờ phút này, một cỗ khí tức hắc ám chấn động ra. Bái kiến Đường thống lĩnh. Đội hình Đường Gia ngay ngắn mà đứng trong đệ tử cổ tộc, còn có không ít thanh niên nam nữ bên ngoài Đường Gia cũng theo đó cung kính hành lễ, có lẽ đều là lớp trẻ của các đại gia tộc trong phạm vi thế lực Đường Gia. Lôi Gia Quân, Lôi Tiểu Thiên làm tổng thống lĩnh. Lôi Quang trưởng lão tiến lên, nhìn mọi người trên chiến đài nói. Tuân mệnh. Lôi Tiểu Thiên bước tới bên người Đường Dần, áo tím tóc đen, bồng bềnh giật giật, toàn thân ẩn ẩn có quang mang lưu động. Trong con mắt đen nhánh trên khuôn mặt tuấn lãng có điện mang chớp động, khiến linh hồn người phải rung động. Bái kiến Lôi thống lĩnh. Đám thanh niên nam nữ đệ tử Lôi ra lập tức cung kính hành lễ. Mộc Gia Quân, Mộc Tử Kỳ làm tổng thống lĩnh. Đồng Sự Quân, Hỏa Vũ làm tổng thống lĩnh. Băng Gia Quân, Băng Nhu làm tổng thống lĩnh. Lý Gia Quân, Lý Tương làm tổng thống lĩnh. Hoàng Gia Quân, Hoàng Giật làm tổng thống lĩnh. Phong Gia Quân, Phong Du Du làm tổng thống lĩnh. Mộc Nguyên trưởng lão, Băng Cổ trưởng lão, Lý Hậu Minh trưởng lão, Hoàng Hiên trưởng lão tiến lên, từng đạo âm thanh hùng hồn rơi xuống. Tuân mệnh. Sáu người Mộc Tử Kỳ, Hỏa Vũ, Băng Nhu, Lý Tương, Hoàng Giật, Phong Du Du lách mình tiến lên, đứng song song với Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, sáu cỗ khí tức chấn động, khiến cho máu huyết toàn bộ những người trên chiến đài đều sôi trào. Bái kiến Mộc thống lĩnh. Bái kiến Hỏa thống lĩnh. Đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi lập tức ngay ngắn hướng hành lễ. Nhậm Ngã Hành tiến lên, tóc dài màu đen có chút tán loạn, ánh mắt như thần, ngẩng đầu nhìn qua mọi người trên chiến đài, lớn tiếng nói. Đại quân lưỡng đại liên minh chiến thiên liên minh, Vạn Thiên, Lục Lâm Thiên làm tổng thống lĩnh, khống chế đại quân lưỡng minh. Âm thanh cuồn cuộn rơi xuống, từng đạo ánh mắt đám người đứng ngoài xem đều rơi vào trên người Lục Lâm Thiên. Không có bao nhiêu người có vẻ ngạc nhiên cả. Cái này giống như đều đã trong dự liệu của mọi người rồi vậy, không có gì phải kỳ quái. Thế nhưng bản thân Lục Lâm Thiên cảm thấy rất bất ngờ, ánh mắt khẽ nhấc, lập tức trong mắt tinh mang khẽ nhúc nhích. Lần này chính là một hồi tranh đấu đỉnh phong giữa người cùng thế hệ 3.000 đại thế giới, trong không khí bực này,
Lục Lâm Thiên cũng khó tránh khỏi cảm thấy máu nóng trong cơ thể sôi trào, lập tức tiến lên song song mà đứng với đám người Phong Du Du, Hoàng Dật, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, nhìn Nhậm Ngã Hành, nói. Tuân mệnh, bái kiến Lục thống lĩnh. Trên chiến đài, đám thanh niên nam nữ Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu, Tĩnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa đều cung kính hành lễ, tiếng gầm hội tụ, vang vọng trời cao. Chín đại quân bộ, chín người thống lĩnh, chín người các ngươi từ giờ trở đi sẽ đại biểu cho toàn bộ thượng thanh thế giới. Đường ám trưởng lão nhìn chín người Lục Lâm Thiên, Phong Du Du, Hoàng Dật, Mộc Tử Kỳ nói. Nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hoàng hôn, mây mù dày đặc trùng chiếm giữ trên bầu trời, mặt trời tới gần đường chân trời giống một đoàn hỏa cầu sắp dập tắt, ở trong khe hở mây mù bắn ra một mảnh dài hẹp đỏ thẫm, buông xuống nơi dãy núi. Trong một đại điện to lớn cổ xưa, chín người Lục Lâm Thiên, Phong Du Du, Hoàng Dật đứng trong đại điện, trước người chỉ có hai người, chính là Băng Thiên và Phong Hành Thiên Chủ. Phong Hành Thiên Chủ nhìn chín người, nói. Chín người các ngươi thân là Tổng thống lĩnh chín đại quân bộ lần này, cũng gánh vác trách nhiệm thượng thanh thế giới, các ngươi có rõ ràng trách nhiệm mình phải gánh vác chưa? Phong Du Du ngẩng đầu, đôi mắt sáng khẽ nhúc nhích, hàm răng khẽ mở, nói. Ta nhất định sẽ vì thượng thanh thế giới đoạt được một tòa hồng hoang điện, thỉnh lão tổ yên tâm. Thực lực của ngươi không ngờ trong cùng thế hệ không hề kém, bất quá lần này yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây, thực lực tuy rằng rất trọng yếu, nhưng các nhân tố khác cũng không thể bỏ qua. Nói tóm lại, trong chín người các ngươi, bàn về kinh nghiệm đến cũng chỉ có một người là phong phú nhất. Phong Hành Thiên Chủ nói nhỏ. Theo lời Phong Hành Thiên Chủ vừa dứt, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Lục Lâm Thiên. Mọi người lòng dạ biết rõ, trong chín người, hiện giờ vô luận là thực lực hay là kinh nghiệm thì Lục Lâm Thiên đều là đệ nhất nhân. Đối mặt với ánh mắt mọi người, Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng. Tầm quan trọng của Hồng Hoang Điện người bình thường không biết nhiều lắm, nhưng chín người các ngươi rõ ràng nhất, không biết bao nhiêu năm thượng thanh thế giới chúng ta cũng không tranh đoạt Hồng Hoang Điện rồi. Phong Hành Thiên nói với mọi người. Lần này, các ngươi không thể để nó mất được. Chúng ta sẽ toàn lực mà làm. Hoàng Dật gật đầu, ánh mắt kiên định. Lần này thượng thanh thế giới chúng ta đối với việc tranh đoạt Hồng Hoang Điện mục tiêu là ít nhất một tòa, phải tranh giành 2-3 tòa. Ánh mắt Phong Hành Thiên Chủ đảo qua trên người mọi người cuối cùng dừng trên người Lục Lâm Thiên, nói. Lục Lâm Thiên, ngươi thấy thế nào? Ta. Lục Lâm Thiên mắt nhìn Phong Hành Thiên Chủ ngẩn người, lập tức nói. Ta cũng sẽ toàn lực mà làm, tận lực tranh thủ một tòa. Không phải hết sức, mà là nhất định. Băng Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Dùng thực lực của ngươi, một tòa không có vấn đề, bất quá mục tiêu của ngươi phải là đệ nhất tòa, có được đệ nhất tòa Hồng Hoang Điện, mới có thể đặt tương lai cho thượng thanh thế giới. Quan trọng vậy sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên chớp chớp, cũng biết Hồng Hoang Điện trọng yếu, bất kể là ai một khi có thể tiến vào Hồng Hoang Điện, đều có thể đến thất nguyên tiểu viên mãn mà không cần độ hồng kiếp. Mà đệ nhất tòa Hồng Hoang Điện là có chỗ tốt lớn nhất. Một khi có thể tiến vào đệ nhất Hồng Hoang Điện đều có thể đến bát nguyên tiểu viên mãn mà không cần độ hồng kiếp, đồng thời hồng hoang chi khí trong Hồng Hoang Điện này cũng là nồng nặc nhất, tiến vào trong đó tu luyện, đối với cấp độ hóa hồng cảnh cũng có chỗ tốt rất kinh người, cái này đủ để giúp toàn bộ thượng thanh thế giới bồi dưỡng được gần trăm siêu cấp cường giả tương lai. Lần này sau khi Hồng Hoang Điện đổi chú, lần tiếp theo Hồng Hoang Điện mở ra cũng là 1.500 năm sau rồi, mà khi đó, vừa vặn có một đại sự, đến lúc tất cả đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lần này sợ rằng sẽ là lần cuối cùng Hồng Hoang Điện trong thời gian ngắn gần đây, cho nên lần tranh giành Hồng Hoang Điện lần này đối với toàn bộ 3.000 đại thế giới đều đặc biệt trọng yếu. Ai có thể chiếm cứ được một tòa Hồng Hoang Điện, vậy thì đến lúc đó toàn bộ đại thế giới cũng có thể chiếm cứ được một đường sinh cơ. Bởi vậy lớp người trẻ tuổi các ngươi lần này, tất cả đại thế giới đều đã toàn lực ném tài nguyên bồi dưỡng. Tăng lần này đồng lứa các ngươi xuất hiện rất nhiều yêu nghiệt, đối thủ lần này mà các ngươi phải đối mặt so với những lần trước cũng không biết phải cường hãn hơn gấp bao nhiêu lần nữa. Tiếng nói khẽ dừng lại, Băng Thiên nhìn qua Lục Lâm Thiên, tiếp tục nói. Bởi vì 1.500 năm sau sẽ có một đại sự xảy ra, chuyện kia đủ để lan đến toàn bộ cường giả 3.000 đại thế giới, bởi vậy các ngươi lần này tranh đoạt Hồng Hoang Điện quả thật cực kỳ trọng yếu, trong đó đệ nhất tòa Hồng Hoang Điện càng thêm quan trọng. Hoàn toàn có khả năng ảnh hưởng đến tương lai thượng thanh thế giới. Thúc tổ, thường xuyên nghe các trưởng lão nhắc tới chuyện đại sự kia, vậy đến cùng đó là đại sự gì,
nó sẽ lan đến toàn bộ tất cả cường giả trong 3.000 đại thế giới sao? Đôi mắt sáng ngời của Băng Nhu nhìn qua Băng Thiên hỏi, âm thanh như thiên âm. Nghe Băng Nhu hỏi, đám người Phong Du Du, Hoàng Giật, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên cũng đều nhìn qua Băng Thiên, tựa hồ ngay cả bọn hắn cũng không rõ đó là đại sự gì. Băng Thiên nhìn qua mọi người, nói. Nếu các ngươi có thể tiến vào Hồng Hoang Điện, đến lúc đó sau khi đi ra từ trong Hồng Hoang Điện tự nhiên sẽ biết rõ, hiện giờ nhiệm vụ quan trọng của các ngươi là Hồng Hoang Điện, tổng cộng 9 tòa Hồng Hoang Điện, bất luận tòa nào cũng không hề dễ tranh đoạt đâu. Băng Thiên dứt lời, Phong Hành Thiên Chủ liếc nhìn qua mọi người, cuối cùng nói với Phong Du Du. Nhà đầu, người biết tư cách tranh đoạt Hồng Hoang Điện, sợ rằng bọn họ vẫn còn chưa rõ đâu, người nói với bọn họ đi. Vâng, Lão Tổ. Phong Du Du khẽ gật đầu với Phong Hành Thiên Chủ, lập tức bóng hình xinh đẹp có chút xoay người, nhìn 8 người Lục Lâm Thiên, Hoàng Giật, môi son khẽ nhếch, nói. Tranh đoạt Hồng Hoang Điện không phải bất luận kẻ nào cũng có tư cách đâu. Lần này người tiến vào trong thương khung bí cảnh chỉ riêng mật địa thiên giới thượng thanh thế giới đã có trên vạn người, còn có mật địa địa giới, mật địa nhân giới nữa, người hai mật địa này tiến vào chiến trường cộng lại cũng không ít hơn 5 vạn. Bởi vậy chỉ riêng người thượng thanh thế giới tiến vào thương khung bí cảnh đã không ít hơn 6 vạn rồi. Thật đúng là không ít. Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt cũng khẽ nhúc nhích, 6 vạn người này đều là 6 vạn người đỉnh phong nhất trong cùng thế hệ. 6 vạn người nghe không ít, bất quá 6 vạn người bình quân phân đến các trung thiên thế giới trong đại thiên thế giới thì một trung thiên thế giới chỉ có 60 người. Mà nếu bình quân phân đến một cái tiểu thiên thế giới thì sợ rằng một bàn tay cũng đếm không đủ. Cho nên, 6 vạn người trên thực tế cũng không có bao nhiêu. Bất quá một cái đại thế giới 6 vạn người tiến vào trong thương khung chiến trường, vậy thì toàn bộ 3.000 đại thế giới cộng lại đã gần 200 triệu đỉnh phong cùng thế hệ, thật sự không ít chút nào. Phong Du Du tiếp tục nói. Thượng thanh thế giới chúng ta gần như 6 vạn người cùng thế hệ tiến vào trong thương khung bí cảnh, đồng thế hệ các đại thế giới khác tiến vào thương khung chiến trường đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Cho nên không có khả năng đồng thời tranh đoạt Hồng Hoang Điện, bởi vậy cuối cùng chỉ có kẻ có được 72 khối lục địa, tổng cộng 72 người mới có thể có tư cách tranh đoạt Hồng Hoang Điện. 72 khối lục địa là thứ gì? Lục Lâm Thiên hỏi Phong Du Du. Phong Du Du nghe vậy, đôi mắt sáng nhìn sang Lục Lâm Thiên đang muốn nói chuyện thì Hoàng Giật đã nhìn Lục Lâm Thiên, khí tức lãnh túc có chút chấn động, nói nhỏ. 72 khối lục địa. Là 72 khối lục địa ở sâu trong thương khung chiến trường, mỗi khối lục địa đều cực kỳ khổng lồ, không hề kém một thế giới đơn lẻ. 72 khối lục địa kia bình thường đều bị phong ấn lấy, sẽ chỉ đồng thời mở ra vào một ngày nào đó, chỉ có chiếm được trước một khối lục địa, đạt được hồng hoang lệnh trong đó mới có tư cách tranh đoạt 9 tòa hồng hoang điện ở nơi sâu nhất trong thương khung chiến trường. Thì ra là thế, ta đã hiểu. Lục Lâm Thiên Đại Khái đã hiểu, khẽ gật đầu với Hoàng Giật. Ngươi vẫn không rõ, chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Hoàng Giật tiếp tục nói với Lục Lâm Thiên. Cũng không phải cướp đoạt lấy một trong 72 khối lục địa là có thể có được hồng hoang lệnh, còn có chuyện càng khó hơn nữa, trung ương 72 khối lục địa sẽ có chủ nhân lần trước cướp đoạt được 72 khối lục địa tọa chấn. Bản thân 72 người bọn hắn chính là 72 người mạnh nhất lần trước, đại đa số còn mới vừa đi ra từ trong hồng hoang điện, trải qua 1.500 tu luyện trong hồng hoang điện. Thực lực có thể nghĩ. Không phải chỉ có 9 tòa hồng hoang điện sao, sao đại đa số đều tiến vào hồng hoang điện thế? Lục Lâm Thiên phát hiện ra chỗ nghi hoặc, khó hiểu hỏi Hoàng Giật. Băng Thiên tiếp lời nói với Lục Lâm Thiên. Đó là bởi vì lưỡng đại liên minh đã từng có minh ước, chỉ cần là người trong liên minh của mình có bất kỳ một người của đại thế giới nào tiến nhập vào trong đội hình 72 người cuối cùng kia. Đến lúc đó bất kể là cuối cùng do đại thế giới nào đạt được hồng hoang điện cũng phải chia danh ngạch tiến vào cho những người đã nhận được hồng hoang lệnh, mỗi người bình quân phải được phân cho 4 danh ngạch tiến vào hồng hoang điện, tổng cộng là 252 danh ngạch, một mặt là không thể để cho bất luận đại thế giới nào về sau một nhà độc đại. Mặt khác như thế cũng công bình hơn một chút, nếu không, hai đại liên minh cũng không giữ vững được lâu như vậy rồi. Nói như vậy, 72 người cuối cùng đạt được hồng hoang lệnh. Cho dù cuối cùng không đạt được một trong 9 tòa hồng hoang điện cũng có thể vì đại thế giới của mình tranh thủ được 4 danh ngạch tiến vào hồng hoang điện sao? Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Đúng là như thế. Băng Thiên nhẹ gật đầu, lập tức nói. Bất quá các thế lực như Tuyên Cổ Điện, Phi Thiên Đạo Tặc, Thiên Địa Các không ở trong này, người của bọn hắn nếu tranh đoạt được,
danh ngạch đều sẽ thuộc về người của bọn hắn. Bọn hắn và hai đại liên minh không phải chung đường, nhưng cũng phải tuân thủ quy tắc tranh đoạt của Hồng Hoang Điện. Băng Thiên dứt lời, Hoàng Dật lúc này mới nói tiếp với Lục Lâm Thiên. Người cuối cùng tranh đoạt được Hồng Hoang lệnh còn phải đối mặt với một cửa ải cuối cùng, đó chính là tiếp được một chiêu từ kẻ có được Hồng Hoang lệnh lần trước, bằng không sẽ không cách nào đạt được Hồng Hoang lệnh. Hồng Hoang lệnh sẽ truyền cho người trong thế giới của kẻ có Hồng Hoang lệnh lần trước, đến lúc đó tên kia có thể trở thành một trong 72 người sở hữu Hồng Hoang lệnh. Cái này cũng quá không công bằng đi. Lục Lâm Thiên sững sờ, cái này thật sự quá không công bằng, kẻ có được Hồng Hoang lệnh lần trước, bản thân bọn hắn đã là 72 người mạnh nhất lần trước, như Hoàng Dật nói, 72 người bọn hắn đều là vừa vặn đi ra từ trong Hồng Hoang Điện, trải qua 1.500 tu luyện trong Hồng Hoang Điện, thực lực có thể nghĩ, phải chống lại bọn hắn một chiêu mới có thể đoạt được Hồng Hoang lệnh, mặc dù chỉ cần chống lại một chiêu mà không phải là đánh bại, nhưng việc này cũng quá khó khăn rồi. Băng Thiên nghe vậy, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Không có gì không công bằng cả, giữa thiên địa này vốn đã không có chuyện công bằng rồi, tất cả đều phải dựa vào thực lực nói chuyện, nếu ngay cả một chiêu của kẻ có được Hồng Hoang lệnh lần trước vậy thì cũng không xứng đạt được Hồng Hoang lệnh. Thực lực chống lại một chiêu cũng không có, vậy thì dù có nhận được Hồng Hoang lệnh cũng không có cơ hội tranh được một trong 9 tòa Hồng Hoang điện. Theo lời Băng Thiên vừa dứt, Hoàng Dật lại nói. Nếu kẻ có được Hồng Hoang lệnh lần trước trên một trong 72 khối lục địa tranh đoạt là người trong bản liên minh còn may, đối phương mặc dù sẽ vì đại thiên sau lưng mình tranh thủ được 4 danh ngạch Hồng Hoang điện mà toàn lực ra tay ngăn cản, nhưng dù sao cũng không đến mức động sát tâm. Dừng lại một chút, Hoàng Dật nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Bất quá nếu kẻ có được Hồng Hoang lệnh lần trước trên một trong 72 khối lục địa ngươi muốn chiếm cứ là người Thiên La Minh vậy thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Đối phương chắc chắn sẽ dùng một chiêu toàn lực chu sát chúng ta. Mà kẻ có được Hồng Hoang lệnh lần trước là người Thương Khung Minh chúng ta mà gặp phải người Thiên La Minh tất nhiên cũng sẽ toàn lực động thủ đánh chết đối phương. Cho nên bình thường để đảm bảo an toàn thì lúc lựa chọn chiếm 72 khối lục địa đều sẽ lựa chọn bản liên minh để tranh đoạt. Tinh mang trong mắt Lục Lâm Thiên chấn động, xem ra Hồng Hoang điện quả nhiên không dễ đạt được như vậy, khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi Hoàng Dật hỏi. Mỗi một đại thế giới đều toàn lực tranh đoạt 72 khối lục địa kia, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu đại quân tham dự tranh đoạt đây? Phong Du Du nói nhỏ. Bình thường mỗi đại thế giới đều sẽ phái ra 10 quân đoàn nhất lưu, không phải là toàn bộ, nếu là toàn bộ vậy thì cũng là lúc 3.000 đại thế giới phải dung chuyển rồi, hậu quả dù bất luận kẻ nào cũng khó mà khống chế nổi. 10 quân đoàn nhất lưu, nhiều như vậy sao? Lục Lâm Thiên cũng có chút động dung rồi. Đối với biên chế quân đoàn trong Thương Khung chiến trường Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ gì cả, quân đoàn nhất lưu cơ bản đều là quân đoàn chủ chiến, mỗi quân đoàn đều có trên mấy ngàn vạn người, cường giả như mây, người tu vị tuyên cổ cảnh chiếm đa số. 10 cái quân đoàn nhất lưu, đây chính là mấy tỷ đại quân toàn bộ 3.000 đại thế giới đều hội tụ sẽ là cảnh tượng mênh mông hùng hậu đến bực nào chứ, đến lúc đó nhất định sẽ là một hồi huyết chiến, chém giết đến rung trời. Dựa theo lần trước, trong thượng thanh thế giới chúng ta trên căn bản là bát đại cổ tộc từng cái chọn ra một quân đoàn nhất lưu, người trong hai đại liên minh là nhiều nhất, nhưng thực lực của tên thống lĩnh đó cũng là người yếu nhất trong 9 thống lĩnh, cho nên cũng xuất ra hai quân đoàn nhất lưu. Phong Du Du nói với Lục Lâm Thiên. Nhưng lần này lại không giống. Phong Hành Thiên chủ nhìn mọi người, tiếp lời nói. Những năm qua 9 thống lĩnh sẽ vào lúc tranh đoạt Hồng Hoang lệnh cuối cùng đề cử ra một người làm thống soái. Nhưng lần này trong 9 người các ngươi ta muốn sớm an bài Lục Lâm Thiên làm thống soái, những người khác có ý kiến gì không? Phong Hành Thiên chủ dứt lời, ánh mắt Hoàng Dật có chút khẽ động, lập tức liếc nhìn qua Lục Lâm Thiên, không ngờ lại là người đầu tiên gật đầu, nói. Lục Lâm Thiên vô luận là thực lực hay kinh nghiệm trong Thương Khung chiến trường đều là mạnh nhất, ta tự nhiên không có ý kiến, sẽ toàn lực phối hợp, chỉ là thân làm thống soái, trách nhiệm trên vai sẽ càng thêm nặng nề đấy. Chúng ta cũng không có ý kiến. Đám Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, Hỏa Vũ, Mộc Tử Kỳ. Phong Du Du cũng gật đầu, cong môi nói nhỏ. Ta cũng không có ý kiến. Vậy thì như thế đi, thời gian không còn sớm, các ngươi đều trở về sớm an bài chút đi, sáng sớm ngày mai tiến vào trong Thương Khung chiến trường. Phong Hành Thiên chủ nói với mọi người. Quần phong xa xa, hoàng hôn dần dần buông xuống, một mảnh thủy vực bao la. Nơi trời nước giao nhau vẫn còn lưu lại một vòng đỏ ửng nhàn nhạt dần tàn lùi, trời đất cũng theo đó trở nên hôn ám.
Màn đêm buông xuống, như một tấm lưới lớn màu xem, lén lút vung xuống bao phủ lấy toàn bộ đại địa. Trên bầu trời u lam, ngôi sao dần dần hiển hiện, một vòng loan nguyệt từ sâu trong trời cao như một thanh loan đao tách ra quang mang của mình. Trong đại sảnh Sơn Phong Đình Viện, Độc Cô Ngạo Nam mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Lần này đi vào không phải chuyện đùa, ngươi và Kinh Vân, Cảnh Văn, Vô Song đều cẩn thận một chút. Con biết rồi. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, trong mắt ánh mắt lại lộ ra vài phần chờ mong. Đỉnh phong cùng thế hệ trong toàn bộ 3.000 đại thế giới, ta cũng muốn kiến thức thử một phen, không biết so thượng thanh thế giới thì thế nào. 9 tòa hồng hoang điện, đệ nhất tòa hồng hoang điện tận lực đạt lấy. Độc Cô Ngạo Nam trường bào nhẹ bay, trong lúc vô hình lộ ra một loại cuồng ngạo. Sẽ dốc toàn lực. Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong hai tròng mắt lại tràn đầy chiến ý. 9 tòa hồng hoang điện, một tòa có thể thiếu đi. Chí Thánh Đại Đế cười cười, thân hình to lớn mang theo một cỗ khí thế chống trời, hai mắt phảng phất nhu hòa như trăng sáng, tóc dài màu bạc ngang vai không gió mà bay, khí tức tự dưng bá đạo, nói. Còn có Kinh Vân, cũng phải đoạt lấy một tòa đấy. Đệ tử tự nhiên hết sức, đến lúc đó lại đến thỉnh sư công tiến vào trong hồng hoang điện. Lục Kinh Vân lộ ra một nụ cười đầy tà khí, trong ánh mắt nghiêm nghị lộ ra vài phần ngạo nghễ. Chí Thánh Đại Đế vỗ bả vai Lục Kinh Vân cười ha ha, nói. Ha ha, hảo tiểu tử, thật quá giống cha ngươi mà. Đoan Mộc Khung Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt mang đến cho người một loại cảm giác mênh mông như biển cả, nói nhỏ. Lâm Thiên, một thân tạp học của ta, Thái A còn học nhiều hơn cả ngươi, đến lúc đó có Thái A phụ trợ ngươi, chắc hẳn sẽ giúp ích được rất nhiều, ta cũng không cần quá mức lo lắng nữa. Yên tâm đi sư phụ, các ngài ở trong mật địa thiên giới tĩnh tâm tu luyện là tốt rồi. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Sáng sớm, bên ngoài mật địa thiên giới, trên dãy núi non trùng điệp, không ngớt không ngừng tràn đầy mây mù lượn lờ, trên vô tận hải vực có đến hơn vạn thân ảnh lơ lửng giữa không trung, một cỗ khí tức bắt đầu khởi động, khiến cho toàn bộ không gian đều nổi lên chấn động. Xoẹt! Trên không trung, vòng xoáy không gian bắt đầu khởi động, từng đạo thân hình như vạch phá bầu trời tiến vào trong vòng xoáy không gian không thấy đâu nữa. Đám người Phong Hành Thiên Chủ, Băng Thiên, Lôi Quang Trưởng Lão, Đường Ám Trưởng Lão, Nhậm Ngã Hành, Quỷ Cốc Hoàng Giả nhìn từng đạo thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt cũng nổi lên chấn động. Không biết lần này bọn hắn đi vào sẽ có kết quả gì, thượng thanh thế giới ta cũng muốn trở mình a. Băng Thiên thấp giọng nói nhỏ. Một khi tiến vào trong thương khung chiến trường, kết quả đã không phải là chúng ta có thể đoán được nữa. Cho dù là đám người Chí Tôn Điện, Thiên La Minh cũng sẽ có cố kỵ không dám động tâm tư gì, cho nên tất cả đều phải dựa vào bản thân bọn hắn rồi. Gương mặt già nua Phong Hành Thiên Chủ khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói nhỏ. 1.500 năm trước, 6 vạn người tiến vào trong thương khung chiến trường, cuối cùng còn lại không đến mấy ngàn người, lần này không biết có thể còn lại bao nhiêu đây. Trong không gian mông mông bụi bụi, đại địa có chút khô hạn, sơn mạch tiêu điều, năng lượng thiên địa so với bên ngoài kém hơn rất nhiều. Nếu so sánh với hỗn độn thế giới thì lại càng thêm cách biệt một trời, không thể nào so sánh. Trong hư không bao la, không gian bình nguyên vô biên vô tận, một đám người rậm rạp đứng đó. 10 đội hình, 10 cái phương trận, mỗi một phương trận đều trên 100 vạn người. Tổng cộng hơn 1.000 vạn thân ảnh đứng đó, thân ảnh đều thẳng tắp cao ngất, khí tức huyết tinh sát phạt tỏa ra khiến không gian yên tĩnh này lại thêm vài phần áp lực. Vị đạo huyết tinh này nếu không trải qua từng tràng chém giết thì không thể nào có chấn động huyết tinh mãnh liệt như thế được. Xoẹt! Đột nhiên, trong hai đạo trùng động thế giới trên không bỗng nổi lên chấn động kịch liệt. Vù vù! Dưới không gian chấn động kia, khí tức trong phương trận do cả ngàn vạn người bày trận cũng bắt đầu nổi lên chấn động. Siêu 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 siêu! Chỉ một lát ngắn ngủi, trong hai đạo trùng động thế giới kia có vô số lưu quang cấp tốc vọt ra, từng đạo lưu quang lướt đi. Nương theo một cỗ khí tức hùng hồn hàng lâm, khiến cho toàn bộ không gian gió nổi mây phun. Từng đạo thân ảnh lách mình lướt đi, lưu quang thu liếm, nguyên một đám thanh niên nam nữ lơ lửng giữa không trung, cũng không qua bao lâu đã có gần 5 vạn thân ảnh chiếm giữ giữa không trung, rậm rạp chằng chịt, giống như che khuất cả bầu trời vậy. 5 vạn thanh niên nam nữ, khí tức thấp nhất cũng là tu vị niết bàn cảnh, tu vị tuyên cổ cảnh chiếm đa số. Xoẹt! Theo hai cái trùng động thế giới khép lại mọi thứ cũng khôi phục lại bình tĩnh,
Đạo trùng động thế giới thứ ba trên không lúc này rốt cục nổi lên chấn động, theo đạo không gian trùng động thứ ba kia chấn động, ánh mắt ngàn vạn nhân ảnh bên dưới và mấy vạn thanh niên nam nữ trên không cũng đều nhìn qua, từng tia ánh mắt nổi lên chấn động. Siêu siêu, từng đạo thân ảnh cầu vồng lướt đi lơ lửng giữa không trung, một cỗ mênh mông khí tức hàng lâm, làm cho chu trống không đầu run rẩy, bực này khí tức, so về vừa mới cái kia gần 5 vạn người tới khí tức, rõ ràng cho thấy cao hơn một cấp độ. Từng đạo cầu vồng lướt đi, theo cầu vồng thu liếm, từng đạo thân ảnh lăng không đứng lơ lửng, từng đạo thân hình cao ngất, ánh mắt tinh mang chấn động. Quân bộ Phong gia quân bái kiến Phong thống lĩnh. Quân bộ Mộc gia quân bái kiến Mộc thống lĩnh. Quân bộ Đồng sự quân bái kiến Hỏa thống lĩnh. Quân bộ Đường gia quân bái kiến Đường thống lĩnh. Quân bộ Liên minh bái kiến Lục thống lĩnh. 900 vạn người trong 9 phương trận bên dưới đều cung kính quỳ một gối hành lễ. Đội hình 5 vạn thanh niên nam nữ trên không mảng lớn đạp không quỳ xuống, cung kính nói với mấy thân ảnh cao ngất đứng đằng kia, tiếng gầm cuốn khắp nơi, vang vọng trời cao. Lục gia quân nghênh đón Lục soái. Cuối cùng một tiếng hét lớn vang tận mây xanh, trong phương đội hình cuối cùng, 100 vạn thân ảnh thẳng tắp mà đứng ngay ngắn quỳ một gối xuống hành lễ. Người đi đầu trong phương trận này, đúng là đám cường giả hạch tâm Lục gia quân như Huyết Ưng, Cuồng Thử, Trình Tinh, Cát Bạch Mị, Trương Lăng Phong, Hổ Sư, Trần Đặc Tiến, Truy Mệnh, Phá Thổ, Phong Hỏa, từng đạo âm thanh ngay ngắn hét lớn. Lục gia quân bái kiến Lục soái, Thiếu soái, Phó soái, cung nghênh Lục soái, Thiếu soái, Phó soái trở về. Tiếng quát quanh quẩn, khí thế bắt đầu khởi động, không hề dưới bất luận một phương trận nào cả, khiến cho bọn người Phong Du Du, Hoàng Dật, Phong Phách Nam, Lôi Tiểu Thiên, Mạc Kình Thiên, Nhậm Tiêu Dao cũng phải ghé mắt nhìn nhau. Bọn hắn không khó biết rõ, lúc trước trong thời gian bị xử phạt trong thương khung chiến trường, Lục Lâm Thiên đã sớm chính thức thành lập nên thế lực cho mình, Lục Gia Quân, một cỗ thế lực bên ngoài bát đại cổ tộc và lưỡng đại liên minh. Miễn lễ, thân hình Lục Kinh Vân kéo dài qua không gian hơn 1000, thân hình cao ngất như một thanh trường thương lơ lửng giữa không trung, lăng lệ như sơn phong, bất động đứng đó. Không nghĩ tới khí thế Lục Gia Quân cũng không yếu a. Lam Linh nhìn xuống dưới, trên người vẫn mặc một bộ kính trang màu lam nhạt cực kỳ yêu thích của mình, cả người lộ ra nóng bỏng hấp dẫn, tư thế hiên ngang, kiệt ngao bất tuần, chỉ là trong những năm dài rằng rặt này, tuế nguyệt đã sớm rửa sạch đi vẻ trẻ trung, nhưng nhiều ra một loại hàm xúc thú vị, giống như rượu mạnh vậy, bắt đầu hương thuần nội liếm, vào lưỡi lưu hương. Trước hộ hoàng đội, phổ tướng cung kính đứng đó, vừa vặn ở ngay bên người Lam Linh, nghe vậy nói nhỏ. Khởi bẩm thiếu phu nhân, Lục gia quân lúc trước chính là do thập đại quân đoàn tạo thành, bọn hắn dưới sự dẫn dắt của thiếu chủ đã sớm tôi luyện lột xác, đoán chừng hiện giờ sẽ không dưới một quân đoàn nhất lưu nào cả, cái thiếu chỉ là người cầm lái thôi. Theo lời vô tướng nói với Lam Linh vừa dứt, trong phương trận Lục gia quân bên dưới mọi người lập tức đứng dậy, từng đạo ánh mắt đều rơi vào trên người nam tử áo xanh trên không kia. Hơn 1000 năm không gặp. Nhưng nam tử áo xanh kia đã sớm được khắc sâu trong nội tâm tất cả mọi người Lục gia quân rồi, đó chính là quân hồn của Lục gia quân. Đám người Huyết Ưng, Cuồng Thử, Trình Tinh, Cát Bạch Mị, Trương Lăng Phong, Hổ Sư ngay ngắn đứng phía trước, một cỗ khí tức hùng hồn bắt đầu khởi động ra, lúc trước lựa chọn nam tử áo bào xanh lơ lửng trên không kia, đó là bởi vì trong lòng bọn hắn đều đã sớm nhận định, nam tử áo bào xanh nhất định sẽ có một ngày vững vàng đặt chân lên đỉnh phong. Tên của hắn đủ để chấn động cả 3000 đại thế giới, đi theo bên người hắn, ngày sau bọn hắn nhất định có thể trèo lên được độ cao mà bản thân vốn khó mà với tới. Mà bây giờ, mọi người biết rõ lựa chọn trước kia của mình thật không sai, nam tử áo bào xanh bá đạo lăng tuyệt kia đã sớm chói mắt hơn bất kỳ một người đỉnh phong cùng thế hệ nào của cổ tộc trong thượng thanh thế giới. Danh hào của hắn, từ lâu đã sớm vang vọng khắp toàn bộ thương khung chiến trường thậm chí là toàn bộ 3000 đại thiên rồi. Dãy núi không ngớt, hoang vô tiêu điều. Trên một ngọn núi cao ngất, bỗng dưng, một cỗ khí tức nóng bỏng âm hàn lăng không chấn động lan tràn ra. Trong dãy núi chung quanh, chỉ một thoáng khí tức nóng bỏng đã tràn ngập ra, khiến cho dãy núi chung quanh trong nháy mắt liền như tạo thành một mảnh núi lửa vậy. Xuy. Trên ngọn núi, một đạo thân hình áo lam ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, hai cổ tinh mang nóng bỏng bắn ra. Khiến không gian trên ngọn núi tầng tầng cuốn ra ngoài, nổi lên chấn động giống như liệt hỏa vậy. Còn sớm, không gấp. Thân ảnh áo làm thì thào nói nhỏ, khóe miệng lộ ra một đường cong vui vẻ, lập tức hai mắt lại lần nữa đóng chặt,
khí tức nóng bỏng trong dãy núi chung quanh trong nháy mắt hư không tiêu thất không thấy đâu nữa, trong dãy núi hoang vô tiêu điều tất cả đều khôi phục lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong khu kiến trúc cung điện cổ xưa, trong đại điện, trong tổng bộ quân bộ liên minh, Lục Lâm Thiên gặp được mấy người Hạo Thần Hoàng Tương, Nhược Linh Đạo Nhân, Khôn Thủy Tôn Tương, còn có Băng Thiên Lý, Mục Hân Nhiên, Cô Lang, mà ngay cả Mộ Linh Lạc quân đoàn Thiên Hạm cũng ở trong đó. Lục thống lĩnh, để ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là đoàn trưởng quân đoàn Thiên Hạm Mộ Quang Diệu, một trong các quân đoàn nhất lưu mạnh nhất liên minh. Hạo Thần Hoàng Tương cung kính giới thiệu với Lục Lâm Thiên một đại hán trung niên cao gầy bên người. Hiện giờ vô luận là thực lực hay địa vị, trong lòng Hạo Thần Hoàng Tương cũng rất rõ ràng, nam tử áo bào xanh trước mắt này đã không phải là hắn có thể so sánh được nữa. Nam tử áo bào xanh này lúc trước bị trừng phạt tiến vào thương khung chiến trường, nhưng bây giờ đã đạt đến độ cao có thể khống chế toàn bộ tương lai thượng thanh thế giới. Bái kiến Lục thống lĩnh. Trung niên đại hán cung kính hành lễ, hắn thân mặc nho phục, ngũ quan thanh tú nhã nhặn, nhưng khí tức trên thân lại là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, thậm chí đã nửa chân đạp vào hóa hồng cảnh. Có lẽ chỉ cần gặp được một cơ hội liền có thể đột phá, chỉ có điều ở trong thương khung chiến trường muốn đột phá đến hóa hồng cảnh, cũng có chút khó khăn. Miễn lễ. Lục Lâm Thiên ý bảo đại hán trung niên trước mắt miễn lễ, quân đoàn Thiên Hạm lúc đầu Lục Lâm Thiên ở trong thương khung chiến trường cũng thường xuyên được nghe nói đến, là quân đoàn nhất lưu chủ chiến trong liên minh, thực lực rất mạnh, chính là một trong mấy quân đoàn mạnh nhất trong quân bộ liên minh. Nhìn qua trung niên nho phục kia, sau đó nhìn qua Mộ Linh Lạc trước người, Lục Lâm Thiên cũng đã sớm nghe nói qua, Mộ Linh Lạc chính là đại tiểu thư quân đoàn Thiên Hạm, trung niên nho phục này có lẽ chính là phụ thân Mộ Linh Lạc rồi. Nghe vậy, theo Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, Mộ Quang Diệu đã đứng thẳng người lên, tiếp tục cung kính nói với Lục Lâm Thiên. Lục thống lĩnh, không biết Tam Kỳ trưởng thượng hiện giờ thế nào rồi? Tam Kỳ sư bá một mực đang bế quan, ta cũng không gặp được, bất quá vẫn rất mạnh khỏe. Lục Lâm Thiên nói với Mộ Quang Diệu, nghe nói Mộ Quang Diệu này chính là đệ tử ký danh của Tam Kỳ sư bá. Mà lúc ở trong mật địa thiên giới, Lục Lâm Thiên cũng có hỏi Phong Hành Thiên Chủ về tình huống Tam Kỳ lão nhân. Từ trong miệng Phong Hành Thiên Chủ biết được, Tam Kỳ lão nhân một mực đang bế quan, nghe nói là đã sớm triệt để dung hợp nghịch thiên tà long, thực lực đột phá không ít, nhưng vẫn còn đang trong bế quan tiềm tu. Lần này liên minh quân bộ vốn là muốn phái ra hai quân đoàn nhất lưu giao cho Lục thống lĩnh, nhưng nghĩ đến bây giờ Lục gia quân cũng đã bất phàm, có lẽ vận dụng Lục gia quân, đối với Lục thống lĩnh mà nói ngược lại sẽ thích hợp hơn nhiều. Tăng thêm bên trên cũng có quyết đoán, bởi vậy liên minh quân bộ quyết định vận dụng Lục gia quân. Đương nhiên, liên minh quân bộ cung cấp vật tư mà Lục gia quân cần thiết, mặt khác quân đoàn Thiên Hạm cũng giao cho Lục thống lĩnh. Hạo Thần Hoàng Tương nói với Lục Lâm Thiên. Không có vấn đề. Lục Lâm Thiên không có chút liền khẽ gật đầu. Thượng thanh thế giới chỉ vận dụng 10 quân đoàn, nếu liên minh quân bộ phái ra 2 quân đoàn, vậy thì người Lục gia quân tất nhiên khó có thể gia nhập. Vận dụng Lục gia quân đối với mình đích thật thích hợp hơn nhiều. Sau khi ở trong quân bộ liên minh gần 3 giờ Lục Lâm Thiên mới rời đi, tiếp nhận quân đoàn Thiên Hạm, còn có tình huống chiến cuộc trong toàn bộ thương khung chiến trường, những chuyện rườm rà này quả thật không ít. Lần này không phải là từng binh sĩ tác chiến, cũng không phải một cái quân đoàn, cộng thêm 8 quân đoàn của bát đại cổ tộc tổng cộng là 10 cái quân đoàn, mấy tỷ đại quân đều nằm trong tay mình. Còn có gần như 6 vạn người trẻ tuổi đỉnh phong nhất toàn bộ thượng thanh thế giới lần này, cùng với tiền đồ tương lai thượng thanh thế giới đều ở trong tay mình, Lục Lâm Thiên không thể không cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút lơ là. Bởi vì lần này có vận dụng Lục gia quân bởi vậy ở trong quân đoàn Thiên Hạp, quân bộ liên minh cũng gia nhập thêm không ít cường giả tuyên cổ cảnh ngoài quân đoàn Thiên Hạp, trong đó có cả bọn người Nhược Linh Đạo Nhân, Khôn Thủy Tôn Tương, Kiền Hỏa Tôn Tương, còn có Cô Lang, Băng Thiên Lý, Mục Hân Nhiên. Còn lần này tranh đoạt hồng hoang lệnh, ngoại trừ đỉnh phong cùng thế hệ lần này như bọn Lục Lâm Thiên gia, bất luận người tu vị hóa hồng cảnh nào cũng không thể tham dự vào được. Đây cũng là quy củ bất thành văn mà toàn bộ 3.000 đại thế giới đều một mực tuân thủ, cho dù là Thương Khung Minh cũng vậy. Ai cũng rõ ràng, một mực bảo trì loại quy định này, một khi có người muốn nhúng tay phá hư, vậy thì đến lúc đó toàn bộ 3.000 đại thế giới đều sẽ náo động, bởi vậy tất cả thế lực bất kể như thế nào cũng sẽ không phá hư loại quy định chung này. Sau khi rời khỏi quân bộ liên minh, Lục Lâm Thiên liền về tới tổng bộ tạm thời của Lục Gia Quân. Trong đại điện, đám nhân vật trọng yếu của Lục Gia Quân truy mệnh, Huyết Ưng, Phá Thổ,
Phong Hỏa, đám người trẻ tuổi của Linh Vũ thế giới như Lục Linh, Lục Kinh Vân, Thái A, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh, Vân Hồng Lăng, Lăng Thanh Tuyệt, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong, Đạm Thai Tuyết Vi, Dạ Vị Ương cũng ở trong đó. Bọn người truy mệnh, Huyết Ưng, Phá Thổ, Cuồng Sư ngay ngắn mà đứng, trong nội tâm nhìn không được kích động, hơn 1000 năm rồi, Lục Soái rốt cục trở về thương khung chiến trường. Còn có Thiếu Soái Lục Kinh Vân, Phó Soái Lục Linh, toàn bộ tam đại cự đầu Lục gia quân đều đã trở về, mọi người không khó tưởng tượng, trong thời gian sắp đến, thời khắc mà Lục gia quân vang vọng toàn bộ thương khung chiến trường đã đến, vì ngày hôm nay, bọn hắn một mực đều đang chuẩn bị lấy. Từ trong miệng bọn truy mệnh, Phá Thổ, Lục Lâm Thiên biết được hiện giờ Lục gia quân ở trong quân bộ liên minh đã tiến nhập vào hàng ngũ quân đoàn nhất lưu rồi, chỉ có điều sau khi bọn người Lục Kinh Vân và nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam, sư phó Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên tiến nhập mật địa thiên giới thì Lục gia quân một mực không có ai dẫn dắt cả. Nhân số Lục gia quân trong quân đoàn nhất lưu có lẽ không phải nhiều nhất, nhưng các loại thủ đoạn như chiến hạm và khôi lỗi, hợp kích đại trận của Lục gia quân trong toàn bộ quân đoàn nhất lưu của Thượng Thanh thế giới lại trổ hết tài năng, khiến cho người không dám khinh thị. Sau khi bọn người Lục Kinh Vân tiến nhập thương khung chiến trường, toàn bộ Lục gia quân cũng đang tận lực nghỉ ngơi lấy lại sức, một mực không có động tác lớn nào cả. Tất cả mọi người Lục gia quân đều đang chờ đợi quân hồn Lục gia quân trở về. Trong đại điện, Lục Lâm Thiên nhìn đám người hạch tâm Lục gia quân, đây chính là thành viên thế lực của chính mình, những năm gần đây, Lục gia quân đã dần dần lớn mạnh. Chỉ là những năm gần đây này, tu vị đám người truy mệnh, Phá Thổ, Hổ Sư tuy rằng đều có tiến bộ nhưng tiến bộ lại không lớn. Trong thương khung chiến trường, coi như là có linh tinh thì cũng rất khó có tiến bộ quá lớn. Truy mệnh đang mặc một thân trường bào ám sắc, lưng đeo áo choàng ngắn màu xanh, hai hàng lông mày như kiếm, ánh mắt tinh mang chấn động, nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Lục Soái, những người Thiên La Minh kia lúc này cũng đã bắt đầu tụ tập, giờ chúng ta có phải cũng nên động thủ rồi không? Lục Lâm Thiên nhìn truy mệnh, mỉm cười nói nhỏ. Việc này ngày mai lại quyết định cũng không muộn, cứ đợi bọn hắn đi. Còn phải đợi ai, chẳng lẽ chúng ta còn có giúp đỡ sao? Huyết Ưng có huyết y bao phủ toàn thân, ngay cả đầu cũng bọc một cái mũ dài, toàn thân tràn ngập một cỗ huyết tinh, trong ánh mắt nghi hoặc lập lòe tia máu, người bình thường nhìn qua, thậm chí sẽ sinh ra một loại cảm giác không rét mà run. Nghe vậy, Lục Linh nói với Huyết Ưng nói. Lần này chúng ta chính là cùng hành động với bát đại cổ tộc. Lục Linh phó soái, ta nghe nói bình thường hẳn là hai đại liên minh một mình hành động, không phải đến cuối cùng mới hội tụ cùng với cổ tộc tranh đoạt hồng hoang lệnh sao? Cuồng Thử thân hình nhỏ gầy như người lùn, mặt như thiếu niên, nhưng nói chuyện lại tràn đầy ra vẻ, hai mắt lộ ra tinh mang. Thái A mỉm cười, vỗ bả vai Cuồng Thử nói. Cuồng Thử đoàn trưởng, sư phụ ta đã được phong làm thống soái rồi, khống chế tất cả quân đoàn của bát đại cổ tộc và lưỡng đại liên minh, bởi vậy lần này chúng ta sắp sửa cùng nhau hành động, như vậy mới có lợi với đại cục. Đã là thống soái rồi sao? Trương Lăng Phong, Hổ Sư, Trình Tinh Đẳng nghe vậy, đều có chút khiếp sợ, lập tức mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cát Bạch Mị nhìn qua Lục Lâm Thiên, một thân trang trí khác thường làm nổi bật lên vẻ đáng yêu khá lạ, dịu dàng cười nói. Trước xin chúc mừng Lục Soái. Lần này thanh danh Lục gia quân chúng ta nhất định có thể vang vọng thương khung chiến trường. Lục Lâm Thiên đứng dậy mắt nhìn mọi người, tinh mang trong mắt khẽ nhúc nhích, nói. Tất cả mọi người trước tiên chuẩn bị tốt một chút đi, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ không còn được hưởng cuộc sống bình yên nữa đâu. Nghe vậy, Cát Bạch Mị mỉm cười, bà búi tóc đen buộc đơn giản lên một chút, còn lại rủ xuống bên cổ, càng lộ vẻ quyến rũ, cong môi hàm răng khẽ mở, nói. Chúng ta đã chuẩn bị đã lâu rồi, chỉ chờ Lục Soái về thôi. Sáng sớm hôm sau, trong đại điện, đám người Phong Du Du, Hoàng Giật, Phong Phách Nam, Lôi Tiểu Thiên, Mộc Tử Kỳ, Đường Dần. Còn có đoàn trưởng quân đoàn Thiên Hạ Mộ Quang Diệu, Lục Kinh Vân, Lục Linh, Thái A, còn có đoàn trưởng phó đoàn trưởng các quân đoàn thuộc bát đại cổ tộc, tăng thêm đám người quân bộ liên minh Nhược Linh Đạo Nhân, Băng Thiên Lý, Mục Hân Nhiên tổng cộng hơn 10 người tụ tập. Lục Lâm Thiên không chút khách khí ngồi ngay ngắn trên thượng thủ, Phong Du Du ngồi ngay ngắn bên trái thượng thủ, phía bên phải là Độc Cô Cảnh Văn và Lam Linh. Đối với hành quân, Lục Lâm Thiên rất rõ ràng, dùng tâm trí hai người Độc Cô Cảnh Văn và Lam Linh không hề thua kém bất cứ người nào cả.
bái kiến Lục thống soái. Tất cả đại quân đoàn đoàn trưởng và phó đoàn trưởng đều rất rõ ràng thân phận Lục Lâm Thiên nên đều cung kính hành lễ. Miễn lễ. Lục Lâm Thiên vùng ống tay áo lên, ý bảo mọi người miễn lễ, nhìn qua tất cả mọi người, thực lực tám đoàn trưởng không khác lắm với Mộ Quang Diệu, đều có thực lực tiếp cận hóa hồng cảnh, chỉ có điều lại không có bất kỳ người nào đặt chân đến hóa hồng cảnh chính thức cả, việc này có lẽ có quan hệ đến quy định bất thành văn hóa hồng cảnh không được tham dự thương khung chiến trường. Mọi người sau khi phân chia nhau ra ngồi, Phong Du Du liền khẽ nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói nhỏ. Mọi người đã đến đông đủ rồi. Lục Lâm Thiên nhẹ gật đầu với Phong Du Du, nhìn mọi người trong đại điện, sau đó nói. Hồng Hoang Điện còn nửa năm nữa mới mở ra, người lần trước tham gia nửa năm sau mới ra được, nửa năm sau 72 khối lục địa kia cũng sẽ đồng thời mở ra, nói cách khác chúng ta còn có nửa năm thời gian. Trong thời gian nửa năm này, các đại thế giới đều sẽ chuẩn bị tốt cho việc tranh đoạt 72 khối lục địa có được Hồng Hoang lệnh, bằng không đến lúc đó chúng ta căn bản không thể nào chen vào được. Khi đó các đại thế giới vô số đại quân hội tụ, mục tiêu đều sẽ là 72 khối lục địa kia, tất sẽ là một đường chém giết tranh đoạt. Hoàng Giật ghé mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên, vẫn lạnh lùng như cũ, tiếp tục nói. Dựa theo tình huống lần trước mà xem, đến thời khắc cuối cùng tranh đoạt 72 khối lục địa kia, ít nhất phải đến một nửa đại quân đại thế giới trọng thương, có thậm chí là toàn quân bị diệt. Lục Lâm Thiên nghe vậy, trong nội tâm cũng khó tránh khỏi có chút cảm xúc. Đoạn đường này chém giết tới, số sinh linh vẫn là khó có thể tính toán, đây mới thực sự là thương khung chiến trường, so sánh với lúc trước mình ở bên ngoài thương khung chiến trường hoàn toàn cách biệt một trời một vực. Tranh đoạt một khối hồng hoang lệnh mà thôi, Lục gia quân ta chưa từng biết lùi bước đâu. Lục Kinh Vân lẳng lặng ngồi thấp giọng nói nhỏ, khí thế toàn thân lại nguy nga mênh mông như một tòa núi lớn khó lay chuyển, một cỗ khí tức sát phạt cực kỳ thu liễm dần dần chấn động. Thương khung chiến trường, đúng là thiên đường cho sát phạt áo nghĩa. Không ít ánh mắt nhìn Lục Kinh Vân, nhưng lại không người nào dám lộ ra vẻ kinh thường với thanh niên này. Tất cả thanh niên các đại cổ tộc đều rất rõ ràng thực lực Lục Kinh Vân mạnh như thế nào. Cho dù là các quân đoàn trưởng ngồi đây cũng đều biết rõ hung danh của Lục Kinh Vân tại thương khung chiến trường, Lục gia quân có thể quật khởi nhanh như vậy, không thoát khỏi quan hệ đến Lục Kinh Vân này. Hôm nay gọi mọi người đến đây. Tổng cộng cũng chỉ có hai chuyện. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người nói, từng tia ánh mắt nghe vậy, cũng đều lập tức rơi vào trên người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người nói. Thứ nhất, ta đối với mọi người chỉ có một yêu cầu, một khi giao thủ với Thiên La Minh, vậy thì tất cả đều phải nghe theo ta, ai dám cãi lời, ta sẽ không khách khí, cảm thấy làm không được thì hiện giờ có thể rời đi, ta sẽ không cưỡng cầu. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Mắt nhìn nhau, ánh mắt mọi người các đại quân đoàn lập tức đều rơi vào trên thân bọn người Phong Du Du, Đường Dần, Hoàng Giật, Lôi Tiểu Thiên. Ngươi là thống soái, quân lệnh như sơn, ai dám không theo, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Phong Du Du nói nhỏ, ánh mắt thánh khiết kia lại nhiều ra một loại lăng lệ ác liệt. Quân lệnh như sơn, không ai dám không theo. Theo lời Phong Du Du vừa dứt, đám Hoàng Giật, Đường Dần, Mộc Tử Kỳ, Băng Nhu đều gật đầu. Miệng Lục Lâm Thiên lộ ra đường cong thỏa mãn, nhìn mọi người nói. Đã như vậy, vậy thì mọi người trở về chuẩn bị một chút đi, sau hoàng hôn, đại quân xuất phát. Thống soái, nhanh vậy sao? Lý Tương cảm thấy rất ngoài ý muốn. Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Ta nhận được tin tức, một quân đoàn đại thế giới của Thiên La Minh ở ngay phía trước không xa, chúng ta hoàng hôn xuất phát, dùng hành trình đại quân. Rạng sáng là chúng ta có thể đuổi tới rồi, đây là trận chiến đầu tiên của chúng ta. Vâng, nghe vậy, mọi người nghe vậy trong mắt mọi người đều bắn ra tinh mang, nguyên một đám lập tức trở về chuẩn bị, từng người điều động mấy ngàn vạn đại quân, cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Sau khi mọi người rời đi, Lục Lâm Thiên và Lục Kinh Vân, Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh tạm thời đến một đình viện, Bắc Cung Vô Song, Vân Hồng Lăng cũng có mặt. Lâm Thiên. Người biết phía trước có người Thiên La Minh từ lúc nào thế? Độc Cô Cảnh Văn nghi hoặc hỏi Lục Lâm Thiên, nàng rất rõ ràng Lục Lâm Thiên một mực không hề ra ngoài, còn tin tức của Lục gia thì nàng cũng biết toàn bộ. Lục Lâm Thiên nghe vậy, cười thần bí, nói. Ngẫu nhiên phát hiện thôi, thiên cơ bất khả lộ, đến lúc đó sẽ biết. Vừa dứt lời, thần sắc trên mặt Lục Lâm Thiên lập tức nghiêm lại nhìn bọn người Lục Kinh Vân, Bắc Cung Vô Song, nói. Trong thương khung chiến trường không phải chuyện đùa,
các ngươi nhất định phải cẩn thận, không thể có bất kỳ chủ quan nào đâu đấy. Đám Lục Kinh Vân, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng gật đầu, lần này phải đối mặt với điều gì, trong lòng mọi người đều hiểu rất rõ. Lâm Thiên, ngươi cũng phải cẩn thận chút đấy. Lữ Tiểu Linh nói với Lục Lâm Thiên, phía dưới trang phục, hai chân thon dài cao gầy, hai bên eo nhỏ mềm yếu không xương còn treo hai thanh đoản kiếm chừng nửa xích tinh mỹ, tóc đen thật dài buộc ở sau ót, trong vẻ tuyệt mỹ mang theo một tia cuồng dã, tuế nguyệt cũng không lưu lại bất luận dấu vết nào trên người nàng cả. Ta biết rồi. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, trong mắt tinh mang chấn động, thấp giọng nói nhỏ. Vì linh vũ thế giới, Hồng Hoang Điện nhất định phải đoạt được. Cha, bọn người Long Thúc và Dương Quá Đại Bá, còn có Tâm Đồng cô có lẽ đều đi vào thương khung chiến trường đúng không? Lục Kinh Vân hỏi Lục Lâm Thiên. Hẳn là vậy, không bao lâu nữa là có thể gặp mặt bọn họ rồi. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không khỏi chờ mong. Đã lâu như vậy không được gặp đại ca rồi, không biết lần sau gặp mặt, thực lực đại ca sẽ đạt đến tình trạng nào đây? Hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây, tà dương như máu, hào quang bắn ra bốn phía. Tà dương như máu tựa như ảo mộng đâm vào mắt ngươi chiếu lên dãy núi Tiêu Điều, kim quang sáng chói, thôn thiên ốc nhật, tự dưng lộ ra tiêu sát lăng liệt. Cũng đã tới lúc rồi, khởi hành đi. Trên một ngọn núi, Lục Lâm Thiên nhìn đại quân hạo hạo đáng đáng, che khuất bầu trời, bao phủ đại địa trong sơn mạch, ánh mắt cũng tuôn ra chút nóng bỏng, lập tức ống tay áo run lên, vung bàn tay lên, lập tức chui vào trong một khung mị ảnh khôi lỗi tỏa giá trước người. Siêu 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 siêu. Cùng lúc này, cả phương thiên địa này đều rung rung không ngớt, đông đảo khí tức hùng hồn minh mông bỗng nhiên chấn động, vô số khôi lỗi tỏa giá lơ lửng giữa không trung, như châu chấu lướt qua vậy, vô số thân ảnh đại quân lướt vào trong đám khôi lỗi tỏa giá. Xuất phát. Vô số khôi lỗi tỏa giá nổ vang, lập tức phá không mà đi, như mảng lớn mây đen bao phủ thiên địa, phô thiên cái địa bay về Upsilon T về trước. Động tĩnh lớn như thế khiến vô số ánh mắt ở chung quanh đều sôi trào. Không ít cường giả lơ lửng lên trên không, mắt nhìn đám đông khôi lỗi tỏa giá kia đi xa, ai cũng hiểu rõ, hiện giờ đại chiến điên cuồng lại lần nữa bắt đầu rồi, đại chiến lan đến gần toàn bộ 3.000 đại thế giới. Giết chóc huyết tinh điên cuồng sắp bắt đầu. Chém giết điên cuồng, huyết tinh sẽ tràn ngập trời xanh, giết chóc cuốn ngang toàn bộ chiến trường. Màn đêm dần dần tiêu tán, ánh trăng nhàn nhạt treo cao. Rầm rầm rầm. Ngay khi đêm tối bị ánh dương quét qua, trên quần phòng ở phương đông tuôn ra ánh mặt trời đầu tiên, trong một mảnh sơn mạch bao la, âm thanh năng lượng âm bạo bỗng nhiên trầm thấp bộc phát vang vọng, trong sơn mạch không ngớt, một hồi đại chiến đột ngột bộc phát. Ầm ầm. Các loại công kích năng lượng áo nghĩa như mưa rào xẹt qua trời cao, năng lượng kình khí như pháo hoa tản ra chói mắt, mấy tỷ đại quân lấy nhân tộc làm chủ xen lẫn thú tộc đang vây công lấy mấy ngàn vạn minh linh trong sơn mạch. Ô, ô, từng tiếng hét lớn chói tai, khí tức âm hàn điên cuồng bắt đầu khởi động. Trong đám đông minh linh chủng tộc còn có cả lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc, nguyên một đám cũng lập tức hóa thành phệ hồn linh thân và lang linh chân thân khổng lồ bành trướng, hung hăng va chạm với đại quân nhân tộc. Rầm rầm rầm. Những tiếng va chạm khủng bố vang vọng khắp không trung, giữa không trung vô số thân ảnh đỡ Upsilon.ng nhau, từng đạo lưu quang bay về Upsilon T, năng lượng áo nghĩa lan tràn. Ầm ầm. Giờ phút này, cả thiên địa đều đang run rẩy, sát khí, mùi huyết tinh tràn ngập trời cao, bao phủ cả một phương thiên địa này. Chúng ta bị thương khung minh bao vây rồi, chạy mau. Chạy mau, người thương khung minh quá đông đi. Ngao, ô, tiếng kêu thảm thiết và tiếng kêu rên thê lương quanh quẩn, khí tức khủng bố cuốn khắp nơi, tiếng chém giết trùng thiên nương theo đó vang vọng, dưới từng tiếng kêu thảm thiết, có không ít người phải tự bạo, năng lượng khủng bố nổ tung phô thiên cái địa. Chỉ là trong đại chiến bực này, hồn anh tự bạo thực lực không đủ khiến động tĩnh cũng trở nên không chút đáng kể. Chỉ có thể bị bao phủ trong tiếng năng lượng nổ vang như sấm rền ở khắp mọi nơi. Trốn, tất cả mọi người chạy mau, mau báo cho quân đoàn khác đến cứu viện. Trên không trung, một đạo lang linh chân thân khổng lồ kéo dài qua giữa không trung, tu vị nhất nguyên hóa hồng bạo tuôn ra, khí thức âm hàn cuốn khắp mọi nơi, trong đại chiến chém giết điên cuồng bực này, cũng đủ để khiến cho bộ phận người phải chú ý đến. Còn muốn chạy trốn, đáng tiếc kiếp sau người cũng không có cơ hội nữa đâu. Lời nói lạnh như băng lạnh nhạt vang lên, vào lúc này, trong chiến trường chém giết hỗn loạn,
một đạo huyết quang phóng lên trời, lời vừa dứt đã xuất hiện trước thân Lang Linh chân thân. Ngay dưới ánh mắt rung động của mọi người, huyết bạch lưu quang lui lại, một thanh niên mang trường bào thân hình cao ngất như trường thương xuất hiện, so về thân hình thì hoàn toàn không đáng kể, nhưng khí thế toàn thân lại mênh mông nguy nga như một tòa núi lớn không thể lay chuyển. Duệ Kim Hồn Đao. Dưới mày kiếm, hai con người bỗng nhiên khẽ động, huyết bạch quang mang như lợi phủ thoáng cái bắn phá hư không, nương theo trên người có một loại sát khí bàng bạc như phong bạo cuốn ngang trời cao, kim mang hiển hiện ở hư không sau lưng, huyết bạch đại đao sau lưng lập tức bổ tới Lang Linh chân thân trước người. Xoẹt á! Một đao bổ ra, tiêu sát chi khí cuốn khắp, đao mang mang theo âm thanh âm bạo vô cùng bén nhọn, như thiểm điện vạch phá không gian, những nơi đao mang kim sắc đi qua, gợn sóng không gian hóa thành cho tàn, hiển lộ ra một đạo vết nứt không gian thật dài. Xíu, yêu yêu. Lang Linh chân thân cấp độ nhất nguyên hóa hồng kia dưới tình huống không kịp né tránh, đạo đao mang kim sắc kia dùng xu thế bôn lôi bổ ra vòng năng lượng phòng ngự âm hàng của hắn. Rầm rầm rầm. Đao mang nhập vào cơ thể, một đao hai nửa, Lang Linh chân thân khổng lồ lập tức nứt vỡ từng khúc, đao mang còn thừa rơi xuống dưới sơn mạch tiêu điều bên dưới, các ngọn núi liên tiếp nổ tung nứt vỡ, đinh tai nhức óc, vô số đá vụn bắn lên trời cao. Thiếu soái Lục gia quân lại mạnh mẽ hung hãn thế sao? Phần đông ánh mắt đều nhìn tại cái này một thanh niên trên người, vạn chúng mục rung động. Trong tay Lục Kinh Vân nắm một khỏa linh tinh nhất nguyên hóa hồng, tay kia nắm lấy đại đao, hét lớn một tiếng. Giết, một tên cũng không để lại. Giết, từng tiếng chém giết, như tiếng sấm rền vang vọng trên không trung, cả phương thiên địa này thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Thời gian dần dần trôi qua, theo đám trẻ tuổi đình phong trong cùng thế hệ các đại thế giới tiến vào thương khung chiến trường, chém giết điên cuồng cũng diễn ra hết sức căng thẳng, tất cả thế lực lớn trong thiên địa đều tập trung ánh mắt vào thương khung chiến trường. Chỉ có điều đang ở trong thương khung chiến trường thì người bên ngoài thương khung chiến trường không thể nhúng tay vào được, tất cả đều phải dựa vào người bên trong tự mình khống chế tất cả thôi. Mỗi một ngày, đều có vô số sinh linh vẫn lạc trong thương khung chiến trường, mỗi một ngày, đều có đại thế giới vừa buồn vừa vui. 3.000 đại thế giới, mỗi đại thế giới thực lực cũng không phải đều ngang nhau, có mạnh tự nhiên cũng có yếu. Thời gian nháy mắt đã qua 5 tháng, trong tranh đấu thương khung chiến trường, có đại thế giới quật khởi, cũng có đại thế giới bị dìm ngập trong chém giết điên cuồng này. 5 tháng, theo toàn bộ 3.000 đại thế giới, lấy thương khung minh và thiên la minh cầm đầu chém giết khiến vô số sinh linh vẫn lạc. Một đường đi đến chỗ hồng hoang điện ở sâu trong thương khung chiến trường. Một đường tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thây ngã vạn dặm, máu chảy thành sông. Trong thượng thanh thế giới, cách mỗi vài ngày đều có ngọc giản truyền vào trong mật địa thiên giới, tình huống thượng thanh thế giới trong thương khung chiến trường trong mật địa thiên giới đều có thể biết được với tốc độ nhanh nhất. Trong đình viện phong cách cổ xưa, ngọc giản trong tay phong hành thiên ảm đạm, hai mắt khép hở khẽ mở ra, ánh mắt như thâm thúy vô biên vô hạn. Thế nào rồi? Băng thiên nói với phong hành thiên chủ. Chúng ta không chọn lầm người, tổn thất mặc dù có, bất quá so về những năm qua thì căn bản không thể nào so sánh được. Lần này thượng thanh thế giới chúng ta có thể một lần hành động xoay người hay không, toàn bộ đều phải dựa vào tiểu tử kia rồi. Nhà đầu Du Du tuy rằng giờ thực lực cũng không yếu, bất quá muốn khống chế toàn cục, cũng khó có thể so sánh với tiểu tử kia được. Phong hành thiên chủ nói, còn một tháng nữa thôi, không biết đến lúc đó đám tiểu gia hỏa kia cuối cùng có thể đạt được mấy tòa hồng hoang điện. Băng thiên nói nhỏ, ánh mắt phong hành thiên chủ khẽ nhúc nhích, nói nhỏ. Lục lâm thiên một tòa hồng hoang điện không thành vấn đề, nhà đầu Du Du và Lục Kinh Vân đều có lực tranh giành, hy vọng có lẽ đều rất lớn, những người khác đoán chừng không có cơ hội gì rồi. Dứt lời, ánh mắt phong hành thiên chủ ngưng lại, khẽ thở dài. Chỉ có điều muốn tranh giành hồng hoang điện, chỉ dựa vào thực lực một người cũng vô dụng. Trước hết phải tranh đoạt được hồng hoang lệnh. Nếu đến lúc đó không có được vài ba khối hồng hoang lệnh thì nha đầu Du Du và Lục Kinh Vân cũng mất đi tư cách, ba khối hồng hoang lệnh, phải đồng thời chiếm đóng ba khối đại lục, áp lực thật sự quá lớn, dùng quân đoàn trong tay bọn họ, căn bản khó có thể làm được. Băng thiên nghe vậy, có chút cúi đầu trầm mặc một hồi mới nói với phong hành thiên chủ. Yên tâm đi, bọn hắn biết rõ quy tắc, đến lúc đó tự nhiên sẽ an bài tốt thôi. Tất cả phải dựa vào tiểu tử kia rồi. Phong hành thiên chủ nói nhỏ. Trong một khung khôi lỗi tọa giá, mấy người cầm đầu chủ yếu Lục Lâm Thiên, Lục Linh, Thái A,
Lục Kinh Vân, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Phong Du Du, Hoàng Dật, Phong Phách Nam, Lôi Tiểu Thiên. Đều ở đây. Từng đạo thân ảnh phân tịch mà ngồi, mọi người từ mật địa thiên giới đến đây, trải qua năm tháng khí tức trên người so với trước kia đều nhiều ra một loại huyết tinh sát khí lăng liệt, năm tháng chém giết kịch liệt, khiến tâm cảnh và hòa khí chất mỗi người đều dần dần bị ảnh hưởng xảy ra không ít biến hóa. Năm tháng, mấy tỷ đại quân thượng thanh thế giới giờ cũng đã vẫn lạc không ít hơn 5.000 vạn. Lớp trẻ đỉnh phong trong mật địa thiên giới, mật địa địa giới, mật địa nhân giới cũng vẫn lạc hơn mấy ngàn. Diệt địch 1 vạn, tự thương 800, bên trong hỗn chiến, một ít thương vong căn bản không cách nào tránh khỏi được. Nhưng nếu so với minh linh của Thiên La Minh vẫn lạc thì sau mỗi lần đại chiến thương vong của thượng thanh thế giới quả thật có thể dùng không cần để ý để hình dung. Mỗi một trận chiến, thượng thanh thế giới cơ hồ đều toàn thắng, chưa từng thua trận. Năm tháng, trong đại quân thượng thanh thế giới, địa vị của Lục Lâm Thiên cũng đã triệt để vững chắc. Thành tích mỗi một trận chiến đều toàn thắng đủ để khiến cho tất cả mọi người phải tâm phục khẩu phục. Thậm chí không lâu trước, đại quân thượng thanh thế giới đồng thời bị mấy cái đại thế giới Thiên La Minh, gần 20 quân đoàn vây khốn trên một khối đại lục, cuối cùng bọn người Hoàng Dật, Phong Phách Nam, Lục Kinh Vân, Lục Linh ra tay, hạm đội khổng lồ của Lục gia quân tăng thêm hạm đội quân đoàn Thiên Hạm toàn lực đuổi giết, lại có Phong Du Du toàn lực ra tay. Quân lực dưới tình huống lấy một địch hai không ngờ đại quân thượng thanh thế giới cuối cùng chỉ vẫn lạc 3.000 vạn người, nhưng lại đánh tan tác đội hình đối phương hầu như không còn. Lục Lâm Thiên thân làm thống soái, ở trong trận chiến ấy, dùng sức một mình chu sát 10 tên tổng thống lĩnh quân đoàn minh linh, chu sát mấy trăm minh linh tuyên cổ cảnh, danh vọng sau trận chiến ấy cũng đạt đến đỉnh phong. Sau trận chiến ấy, thân ảnh nam tử áo bào xanh sát khí ngập trời. Bá đạo lăng tuyệt cũng khắc sâu vào trong lòng mọi người đại quân thượng thanh thế giới. Còn một tháng nữa là đến lúc 72 khối đại lục đồng thời mở ra rồi. Trong khôi lỗi tọa giá, Lục Lâm Thiên nhìn mọi người đang ngồi nói. Quân đoàn có thể còn sót lại đến giờ, mỗi cái đều có thực lực hàng đầu, càng ngày càng khó mà chống đỡ được. Phong Du Du cong môi nói nhỏ. Đúng vậy, có thể đi đến một bước này, bất luận quân đoàn nào cũng đều có chỗ bất phàm của mình cả. Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười với Phong Du Du, trong năm tháng này, giữa chúng nữ cũng đã bồi dưỡng ra tình cảm sâu đậm, tình cảm giữa nữ nhân rất kỳ diệu, có đôi khi có thể chỉ vì một câu liền có thể trở nên cực kỳ thân thiết. Lấy thực lực thống soái và toàn bộ đại quân thượng thanh thế giới hiện giờ, có lẽ cũng không sợ bất luận quân đoàn nào cả. Lý Tương nói với mọi người, thật sự chúng ta không sợ bất luận quân đoàn nào. Lục Lâm Thiên tự tin hé miệng cười cười, nhìn qua nói nhỏ. Theo ta được biết, trên 72 khối đại lục kia, mỗi khối chỉ có một khối hồng hoang lệnh thôi đúng không? Hoàng Dật nhẹ gật đầu, nói. Trên mỗi một khối đại lục tự nhiên chỉ có một khối hồng hoang lệnh, dùng thực lực chúng ta hiện giờ, đến lúc đó cướp lấy một khối hồng hoang lệnh có lẽ không có vấn đề gì quá lớn. Lời nói vừa dứt, Hoàng Dật có chút khẽ động, nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Chẳng lẽ Lục Soái muốn đoạt được hai khối hồng hoang lệnh sao? Lục Lâm Thiên cười cười, nhìn qua Hoàng Dật, nói. Không phải hai khối, tạm thời 3 khối A. 3 khối hồng hoang lệnh. Mọi người nghe vậy ánh mắt đều kinh biến không ít, Lôi Tiểu Thiên lập tức nói với Lục Lâm Thiên. 3 khối hồng hoang lệnh, đây chính là phải đồng thời tranh đoạt 3 khối đại lục mới được, 72 khối đại lục cùng lúc mở ra, cũng đều không cùng một chỗ, đại quân thượng thanh thế giới chúng ta sợ rằng cũng không có thực lực đồng thời đi tranh đoạt 3 tòa đại lục đâu. Tranh đoạt 3 khối đại lục, thế tất phân tán binh lực, cái này quá mạo hiểm rồi. Đám Đường Dần, Mộc Tử Kỳ cũng đều lộ vẻ ngưng trọng. Ai cũng rõ ràng, 72 khối đại lục, mỗi một khối đại lục đến lúc đó đều có mấy chục gần trăm đại thế giới tranh đoạt. Đại quân thượng thanh thế giới nếu còn muốn phân ra 3 đi tranh đoạt 3 đại lục căn bản chính là lực bất tòng tâm. Lục Lâm Thiên nhìn qua mọi người, thần sắc trên mặt vẫn lạnh nhạt, nói nhỏ. Mọi người đừng quên. Tranh giành cuối cùng cũng chỉ đơn giản là giữa Thương Khung Minh và Thiên La Minh thôi, chỉ cần đi vào đại lục, binh lực nhiều ít đã không phải là trọng điểm nữa, chỉ cần đủ thực lực là được rồi. Nghe vậy, ánh mắt Lam Linh khẽ nhúc nhích, lập tức Kiều Nhan cười cười, nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Ta hiểu rồi, ý của ngươi là mượn nhờ lực lượng toàn bộ Thương Khung Minh, đến lúc đó đồng thời tranh đoạt 3 khối đại lục đúng không? Chỉ dựa vào lực một thế giới, tự nhiên không cách nào thành công được rồi. Lục Lâm Thiên nhẹ gật đầu. Lục Soái,
Ngay khi Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, bên ngoài khôi lỗi tọa giá, âm thanh của phong hỏa đã vội vàng truyền đến, âm thanh dồn dập, tựa hồ như đã ra chuyện lớn gì đó vậy. Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt lập tức nhảy lên, ống tay áo khẽ nhúc nhích, đại môn khôi lỗi tọa giá mở ra, truy phong hỏa ảnh cũng lập tức tiến vào trong khôi lỗi tọa giá, sau khi thi lễ với đám người cổ tộc đang ngồi đây liền lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Lục soái, thám tử của chúng ta phát hiện Minh Linh có đại động tĩnh. Nghe vậy, ánh mắt đám người Phong Du Du, Hoàng Giật cũng lập tức nhìn lại. Phong Hỏa, đến cùng chuyện gì, còn không mau nói. Lục Linh quát với Phong Hỏa, tính nhẫn nại của hắn cũng không được tốt lắm. Phong Hỏa nuốt xuống từng ngụm nước bọt, tựa hồ mới vừa cấp tốc chạy về, nói. Thám tử của chúng ta phát hiện thân ảnh Tu La tộc và Dạ Xoa tộc còn có La Sát tộc nữa. Cái gì? Phong Hỏa vừa dứt lời, ánh mắt bọn người Phong Du Du, Hoàng Giật, Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên, Mộ Quang Diệu đã bỗng nhiên đại biến. Tu La tộc, Dạ Xoa tộc, La Sát tộc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng nổi lên không ít chấn động, trong chủng tộc Minh Linh, năm đại chủng tộc cường hãn nhất, mỗi một chủng tộc đều có được thiên phú kinh khủng nhất, thiên phú của năm đại chủng tộc này thậm chí cũng không dưới thiên sinh linh vật bao nhiêu. Đồng lứa đỉnh tiêm trong tộc chúng càng có thể đánh đồng với thiên sinh linh vật đánh đồng. Năm đại chủng tộc này lần lượt là Thiên Ma tộc, Tu La tộc, Thần Linh tộc, La Sát tộc, còn có Dạ Xoa tộc. Đối với Dạ Xoa tộc trong ngũ đại chủng tộc Minh Linh, Lục Lâm Thiên đã sớm được tiếp xúc, cũng rất rõ ràng thiên phú bọn hắn danh bất hư truyền. Người Dạ Xoa nhất tộc rất khủng bố, đặc biệt là đối với nhân tộc và thú tộc lại càng cực kỳ khó đối phó. Người Dạ Xoa nhất tộc ngoại trừ thiên sinh linh vật ra, tựa hồ là có thể đoạt xá tất cả sinh linh, đặc biệt là nhân tộc và thú tộc, thiên phú đoạt xá kia quả thật cực kỳ khủng bố. Có thể nói nhân tộc trong 3.000 đại thế giới chỉ có thể xem như một chủng tộc yếu đuối thôi. Về phần người Tu La tộc và La Sát tộc, Lục Lâm Thiên cũng đã nghe nói qua, bất quá lại chưa có cơ hội tiếp xúc. Lúc này trong ngũ đại chủng tộc Minh Linh đã có tam đại chủng tộc đồng thời hiện thân ở chung quanh, trong lòng Lục Lâm Thiên hoàn toàn có thể khẳng định, chuyện bực này không thể nào là trùng hợp được. Phong Hỏa, có biết bọn hắn hội tụ bao nhiêu người không? Lục Lâm Thiên nói với Phong Hỏa. Phong Hỏa vội vàng nói. Nhân số không ít, bất quá thám tử của chúng ta không dám tới gần, 10 tên thám tử, 9 tên bị cường giả Thiên La Minh cảm giác được đánh chết tại chỗ, chỉ có một trọng thương hồn anh trốn về được thôi. Xem ra, lần này bọn hắn tụ tập sợ rằng là có mục tiêu, mà mục tiêu này đa phần là thượng thanh thế giới chúng ta rồi. Hoàng Giật tỏa ra khí tức lạnh lùng, nói nhỏ. La Sát tộc có thiên phú tốc độ, ở mặt lĩnh ngộ không gian áo nghĩa có chỗ hơn người. La Sát nhất tộc nam cực xấu, nữ tử nhưng lại cực đẹp, bất kỳ một nữ tử La Sát nhất tộc nào cũng cực kỳ xinh đẹp yêu mị. Dừng lại một chút, Hoàng Giật tiếp tục nói. Tu La nhất tộc cũng là nam tử cực xấu, nữ tử lại cực kỳ đoan chính mỹ mạo, chỉ có điều người Tu La nhất tộc kiêu ngạo dị thường. Người Tu La nhất tộc đều vì mình thân là Tu La nhất tộc mà cảm thấy vẻ vang, tâm tư đố kỵ cũng rất nặng, không hề để chúng tộc khác vào mắt, cũng không cho phép bất luận kẻ nào ưu tú hơn chủng tộc mình. Thiên phú của bọn hắn cũng cực kỳ khủng bố, tính cách hiếu chiến, chính là loại cuồng chiến nhất trong chủng tộc Minh Linh. Dạ Xoa nhất tộc lại có thiên phú đoạt xá khủng bố, cũng cực kỳ khó đối phó. Ánh mắt Lục Lâm Thiên một mực trầm tư gì đó, sau khi Hoàng Giật nói xong liền nhìn mọi người nói. Mọi người từng người trở về chuẩn bị, đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, ta đi ra ngoài một chuyến. Cha, con đi với cha. Lục Kinh Vân nói với Lục Lâm Thiên. Không cần, con trấn thủ Lục gia quân là được rồi. Lục Lâm Thiên dứt lời, thân ảnh bỗng dưng hoàn toàn biến mất khỏi ghế ngồi. Thực lực Lục soái tựa hồ càng ngày càng mạnh a. Nhìn qua nơi thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất, Lôi Tiểu Thiên nói nhỏ. Đường Dần híp mắt lại, nói nhỏ. Không biết hiện giờ thực lực Lục soái đã đạt đến loại tình trạng nào rồi, thật nhìn không thấu a. Đều trở về chuẩn bị đi, Dạ Xoa tộc, Tu La tộc, La Sát tộc. Người tam đại tộc này đã lộ diện, sợ rằng có mưu đồ lớn, Lục soái cây to đón gió, tăng thêm mấy tháng này chúng ta rảo sát nhiều Minh Linh như vậy, sợ rằng bọn hắn cũng ngồi không yên được nữa rồi. Phong Du Du nói với mọi người. Dãy núi trùng điệp, tiêu điều điều tiêu sát. Bốn phía một tòa sơn mạch khổng lồ, hội tụ đông nghịt các thân ảnh, rậm rạp chằng chịt, từ giữa không trung bao quát nhìn lại, giống như một bầy kiến chằng chịt bao phủ khắp cả sơn mạch vậy. Một cỗ khí tức âm hàn chấn động,
khiến cho xa xa nhìn lại, hơn nửa bầu trời đều lờ mờ không ánh sáng, tựa như đêm đen. Trên ngọn núi, hơn 10 đạo thân ảnh đứng đó, không ít đều có bộ dáng quái dị. Có người thân người đầu thú, cũng có người thân thú đầu người, hoặc là đầu trâu mặt ngựa, thậm chí còn có 3 đầu 1 cánh tay, hoặc là 2 đầu 3 cánh tay đủ cả, nhưng mỗi người đều có khí tức âm hàn bàng bạc, khiến lòng run sợ. Trong đó cũng có không ít người bộ dáng nhân loại bình thường, đều là thanh niên nam nữ, khí độ bất phàm. Đặc biệt là 3 thanh niên nam tử đi đầu. Nam tử bên trái bộ dáng tuấn lãng, nhưng toàn thân trong lúc mơ hồ tràn ra một cỗ sát khí u ám, hai con người đang nhìn vào hư không, tựa hồ như đang dò xét gì đó. Nam tử chính giữa bộ dáng lại vô cùng xấu xí, đầu có mấy nhúm tóc ngắn màu đỏ dựng ngược, thân hình rắn chắc lỗ võ hữu lực, tê nhưng trên mặt lại cực kỳ tự ngạo. Nam tử thứ ba, bộ dáng xấu xí có thể sánh được với nam tử thứ hai, chỉ là thân hình gầy hơn một chút. Phía trước chính là người thượng thanh thế giới rồi, giết nhiều sinh linh chủng tộc minh linh chúng ta như vậy, cũng đến lúc nên trả giá thật nhiều rồi. Nam tử tuấn lãng đầu tiên thu hồi ánh mắt khỏi hư không, nhìn hai nam tử bộ dáng cực xấu bên người nói. Hừ, một cái thượng thanh thế giới mà thôi, nghe nói lục lâm thiên kia là chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, còn trở thành thánh chủ tuyên cổ điện, ta ngược lại rất hứng thú với tử lôi huyền đỉnh kia đấy. Nam tử xấu xí thân hình rắn chắc, lộ vẻ hữu lực chính giữa chau mày lại, ngạo khí nghiêm nghị. Lục lâm thiên kia hẳn là không kém, bất quá lần này không thể để hắn thoát được. Nam tử xấu xí gầy gò nói nhỏ, lập tức nói với hơn 10 người sau lưng. Người âm linh tộc, ám quỷ tộc các ngươi đã chuẩn bị xong hết chưa? Nghe vậy, một thân ảnh toàn thân khí tức âm hàn chấn động, đầu thú thân người tiến lên trước nói. Đều chuẩn bị xong. Đoán chừng bọn người ải linh tộc sáng sớm ngày mai là có thể đuổi tới, đến lúc đó đủ để vây khốn đám người thượng thanh thế giới kia rồi. Hừ, đám người thượng thanh thế giới cho rằng đem hội tụ tất cả mọi người một chỗ là được sao, vừa vặn một lần hành động triệt để xóa tên thượng thanh thế giới khỏi nơi này luôn. Thanh niên xấu xí đầy ngạo khí trong mắt xẹt qua sát ý, trầm giọng nói. Truyền lệnh xuống, sáng sớm ngày mai động thủ, nhổ tận gốc đám người thượng thanh thế giới kia. Trên không trung, mây mù lờ mờ mờ ảo, một đạo thân ảnh áo bào xanh hiển hiện trên không trung, mắt nhìn xuông vô số thân ảnh rậm rạp bên dưới, nhíu mày lại, lập tức thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, từ đầu đến cuối cũng không có bất cứ người nào có thể phát hiện ra. Vào đêm, màn đêm bao phủ trời xanh. Dưới ánh trăng nhu hòa, trên một ngọn núi, một đạo thân ảnh áo bào xanh từ từ đáp xuống. Theo thân ảnh áo bào xanh đáp xuống, không ít thân ảnh trên ngọn núi lập tức nghênh đón. Lâm Thiên, thế nào rồi? Bắc Cung Vô Song hỏi Lục Lâm Thiên. Chủng tộc Minh Linh có không ít quân đoàn đã đến, Phệ Hồn nhất tộc, Lang Linh nhất tộc, Âm Linh tộc, Ám Quỷ tộc đều đến đủ, còn có Dạ Xoa tộc, Tu La tộc, La Sát tộc cũng đã ở phía trước. Lục Lâm Thiên nhìn qua bọn người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lục Kinh Vân, Lục Linh, Mạc Kình Thiên, Thái A, Lăng Thanh Tuyệt trên ngọn núi, nói. Nhân số không ít. Sợ rằng cộng lại cũng trên 40 quân đoàn. Nhiều như vậy sao? Nghe vậy, Vân Hồng Lăng cũng biến sắc, 40 quân đoàn minh linh, tính sơ qua cũng là hơn 1 tỷ minh linh đại quân, đội hình như thế, sợ rằng dùng che khuất bầu trời cũng khó có thể hình dung được. Ánh mắt Lục Kinh Vân xẹt qua tinh mang huyết bạch nhàn nhạt, lập tức ngẩng đầu nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Cha, thực lực của bọn hắn thế nào? Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên nở nụ cười. Nói với Lục Kinh Vân, thực lực chỉnh thế cũng không tệ lắm, dù sao cũng có Dạ Xoa tộc, Tu La tộc, La Sát tộc. Những người trẻ tuổi đỉnh tiêm trong ba tộc này đã tới nhị nguyên hóa hồng. Những người còn lại còn có không ít nhất nguyên hóa hồng. Đây coi như là đội ngũ mạnh nhất mà mấy tháng này chúng ta gặp phải. Ba nhị nguyên hóa hồng, muốn chết sao? Nghe vậy ánh mắt Lục Kinh Vân chấn động, khí tức sát phạt trong mắt bắn ra. Đám người này hẳn định sáng sớm ngày mai động thủ, bọn chúng đã vây chúng ta vào trong, định một lần tiêu diệt thượng thanh thế giới. Tuy rằng đám người này không đáng lo lắng, nhưng mà phải khiến cho tổn thất của thượng thanh thế giới chúng ta giảm xuống mức thấp nhất mới được. Lục Lâm Thiên nói xong, lập tức nhìn Lục Kinh Vân và Thái A rồi nói tiếp. Kinh Vân, Thái A, Lục gia quân giao cho hai ngươi, chuẩn bị ngày mai đại chiến một hồi. Thông chi tất cả các đại quân đoàn bày trận suốt đêm. Chuẩn bị chiến tranh. Đến lúc đó cố gắng không nên liều mạng,
đợi giải quyết hết hóa hồng cảnh và tuyên cổ cảnh của đám người kia xong, tất cả sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Vâng, sư phụ. Hai người Thái A, Lục Kinh Vân gật đầu, hai người lập tức thả người nhảy xuống ngọn núi. Mắt thấy hai người Thái A và Lục Kinh Vân xuống dưới sắp xếp, Lục Lâm Thiên đứng chắp tay, ánh mắt trầm tư nhìn về phương xa, dường như đang cân nhắc gì đó. Tuy rằng bọn chúng nhiều người, thế nhưng chỉ có ba nhị nguyên hóa hồng cầm đầu, đối với chúng ta mà nói, hẳn là không có uy hiếp quá lớn. Chàng còn lo lắng gì vậy? Hai mắt Lăng Thanh Tuyền khẽ đảo, chậm rãi đi tới bên người Lục Lâm Thiên, thân ảnh xinh đẹp lẳng lặng đứng đó, mái tóc dài màu đen xõa xuống vai, khuôn mặt trắng nõn không chút son phấn. Những năm này, thời gian cũng không làm phai mờ khí chất giống như tiên tử hạ phàm của nàng, chỉ là phần cao ngạo lại yếu bớt đi không ít mà lại tăng thêm vài phần vũ mị. Dạ Xoa tộc, Tu La tộc, La Sát tộc, tộc nhân của ba tộc này tuy rằng cũng không tính là yếu, nhưng mà hẳn không phải là đám người mạnh nhất trong những người cùng thế hệ. Ta cũng không quá để ở trong lòng. Lục Lâm Thiên thấp giọng nói, lập tức nhìn về phía Lăng Thanh Tuyền rồi cười khổ, thở dài một câu. Con đường tu luyện tàn khốc, mạnh được yếu thua, số mệnh của vạn vật nằm trong sự khống chế của Lão Thiên. Trong thương khung chiến trường, mỗi một ngày đều có vô số sinh linh trong các đại thiên thế giới vẫn lạc. Nghe vậy vẻ mặt Lăng Thanh Tuyền biến hóa một chút, nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Chàng suy nghĩ cho linh vũ thế giới sao? Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu, nhìn màn đêm mờ ảo phía trước trong thương khung chiến trường, nói. Không có thực lực thì không có cách nào thủ hộ tất cả mọi người bên cạnh. Ta không phải là người vĩ đại, chuyện sống chết của người khác không liên quan tới ta. Ta cũng không có năng lực quản, có lẽ có một ngày nào đó, sau khi ta có thực lực kia sẽ quản một chút. Nhưng mà hiện tại ta chỉ hy vọng có thể bảo vệ tất cả những người bên cạnh, bảo vệ tất cả những thứ có quan hệ với ta mà thôi. Nói xong, Lục Lâm Thiên ngừng một chút, mãi sau mới thở dài, nói. Chỉ là đột nhiên ta có cảm giác trách nhiệm trên người càng ngày càng nặng, ta sợ có một ngày ta sẽ không bảo vệ nổi tất cả mọi người. Cho nên chàng mới tranh thủ kiếm vài cái hồng hoang điện, muốn để cho người linh vũ thế giới đi vào trong đó hay sao? Bắc Cung Vô Song nhẹ nhàng bước lên, thân ảnh xinh đẹp từ từ đứng cạnh Lục Lâm Thiên, nói. Yên tâm đi. Không bao lâu nữa tất cả người trong linh vũ thế giới sẽ mạnh mẽ tới mức đứng vững trong 3.000 đại thiên thế giới này. Đó là chuyện sớm muộn mà thôi. Lục Lâm Thiên nhìn Bắc Cung Vô Song cười cười, lập tức nói với chúng nữ bên cạnh. Ngày mai sợ rằng sẽ là một hồi đại chiến, các nàng đến lúc đó phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, còn có thiếp ở đây, chàng cứ xử lý chuyện của mình là được rồi. Bắc Cung Vô Song thay Lục Lâm Thiên phủi phủi một ít cho bụi trên áo bào xanh, bờ môi son khẽ mở, nói. Còn có thiếp ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hy vọng là thế. Lục Lâm Thiên mỉm cười, dùng tu vi của Bắc Cung Vô Song hiện tại, tự nhiên có được thực lực nói ra được những lời này. Nói xong, nhìn nữ tử thanh nhã trước mắt, hai tay hắn khẽ kéo, lập tức ôm thân hình mềm mại này vào trong eo en di ngực. Đôi môi khỏa lấp bờ môi son mềm mại kia. Được rồi, đám người Kinh Vân nói không chừng một lát nữa sẽ trở lại, bị nó nhìn thấy cũng không hay. Bắc Cung Vô Song nhẹ nhàng giãy khỏi vòng tay của Lục Lâm Thiên, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, khí tức quanh thân chấn động như ẩn như hiện, khiến cho lòng người nhộn nhạo. Lâm Thiên, Bạch Linh tỷ cùng Âm Nha Đầu, Doanh Nha Đầu, Thành Nhi không biết hiện tại có đi vào trong thương khung chiến trường hay không? Vân Hồng Lăng tiến lên hỏi Lục Lâm Thiên. Đối với việc Lục Lâm Thiên thân mật với Bắc Cung Vô Song nàng bỏ qua, lúc này nàng đang bận nghĩ tới nhi tử bảo bối của mình. Không có cách nào xác định, ta luôn dặn người của chúng ta chú ý, nhưng hiện tại cũng còn chưa có tin tức. Lục Lâm Thiên nhíu mày, hiện tại đã trôi qua 5 tháng mà còn chưa có tin tức đám người đại ca Dương Quá cùng Tiểu Long. Thương khung chiến trường này không phải là lớn bình thường, cũng không biết hiện tại bọn họ đang ở nơi nào. Diện tích của thương khung chiến trường cực lớn. Muốn gặp được bọn họ cũng không dễ dàng, đến lúc gặp tự nhiên sẽ gặp được bọn họ. Lữ Tiểu Linh nói, màn đêm, ánh trăng bao phủ khiến cho cả sơn mạch nhìn qua lại càng tiêu điều, lạnh lẽo. Trên một vách núi dựng đứng cao ngất có một đạo quang mang huyết sắc chấn động, khiến cho không gian chung quanh chấn động ngày càng kịch liệt. Siêu! Một lát sau, đạo quang mang huyết sắc kia từ từ thu liếm, một đạo thân ảnh xinh đẹp dần dần hiển hiện. Một ngụm chọc khí từ trong đôi môi màu đỏ kia tràn ra, hai con mắt yêu mị màu đỏ đang nhắm chặt khẽ nhúc nhích.
Bỗng nhiên, hàm răng trắng ngà bên trong đôi môi son của thân ảnh xinh đẹp kia mở ra, âm thanh giống như chuông bạc quanh quẩn trên vách núi đá dựng đứng. Tử Quỳ, ngươi tới rồi còn không đi ra sao? Ngươi cho rằng ta không có cách nào phát hiện ra ngươi sao? Thực lực của tỷ tỷ càng ngày càng mạnh. Âm thanh vang lên, không Gina nổi lên chấn động, lập tức một đạo thân ảnh mềm mại, xinh đẹp xuất hiện ở trên vách núi đá dựng đứng. Bộ dáng nhìn như 28, 29 tuổi, trên người mặc hoa bào màu tím nhạt, đường vòng cung toàn thân mê người, ngại ngùng, e ấp giống như trời sinh đã vậy. Nhà đầu nhà ngươi tới từ lúc nào vậy? Nữ tử đang khoanh chân ngồi từ từ đứng dậy, bộ cung trang màu đỏ giống như máu tươi lưu chuyển bao phủ thân hình mềm mại động lòng người giống như không xương. Khuôn mặt tinh xảo, kiều diễm, mị hoặc, tăng thêm thân hình uyển chuyển kia giống như một loại upsilon với dụng vọng của tất cả nam nhân vậy. Nữ tử mặc hoa bào màu tím nhạt bên cạnh nữ tử này cũng là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng mà so với nữ tử mị hoặc này mà nói, bỗng nhiên kém sắc hơn rất nhiều. Muội theo đám người trung sở thế giới tới đây, sau đó nghe các nàng nói tỉ tỉ ở nơi này cho nên lập tức tới đây. Nghe vậy nữ tử mặc hoa bào màu tím nhạt khẽ cười nói, khuôn mặt tinh xảo, làn da óng ánh, ôn nhu như ngọc, nhưng hai tròng mắt lại có màu tím nhạt như ẩn như hiện. Khí chất cao quý, trang nghiêm, khiến cho người ta tự nhiên cảm thấy kính nể không dám xem thường, người này không phải là Đông Phương Tử Quỳ thì còn có thể là ai được nữa. Chỉ là Đông Phương Tử Quỳ so với nữ tử mặc cung trang màu đỏ bên người lúc này tự dưng lại ảm đạm vài phần. Nữ tử mặc cung trang màu đỏ kia ngoài cao quý đoan trang ra còn có cảm giác kiều mị, trang nhã. Coi như người còn có chút lương tâm. Nữ tử mặc cung trang màu đỏ nhìn qua Đông Phương Tử Quỳ dịu dàng cười, trong đôi mắt đỏ hồng hiện lên sự vui vẻ, hai cái má lúm đồng tiền xuất hiện, kiều mị, trang nhã khiến cho tim người ta đập thình thịch, môi son khẽ mở, nói. Nghe nói lần trước ngươi đi Tuyên Cổ Điện gặp người chân lý Niết Bàn kia, cũng chính là Lục Lâm Thiên Lĩnh Ngộ Áo Nghĩa Kỳ Lạ thứ năm đúng không? Vâng, tỷ tỷ cũng biết hắn sao? Đông Phương Tử Quỳ gật đầu, lập tức nhìn qua nữ tử trước mắt, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Khanh khách, nữ tử mặc bộ cung trang màu đỏ cười khanh khách, cười đến mức thân hình mềm mại động lòng người kia run run. Âm thanh giống như chuông bạc lại giống như ma âm truyền A, miệng nói. Đâu chỉ là biết hắn, xem ra lần này khó trách khỏi không gặp lại gia hỏa này rồi. Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ 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 quen biết hắn? Đông Phương Tử Quỳ lại càng thêm nghi hoặc. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử mặc cung trang màu đỏ hiện lên nụ cười vui vẻ, nụ cười tươi như hoa, giống như hoa anh túc, bên trong sự diễm lệ lại mang theo độc dược, khí tức huyết sát quanh thân giống như vô hình chấn động, hai mắt nhìn Đông Phương Tử Quỳ, mỉm cười nói. Đâu chỉ quen biết. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết ha. Nói xong, nữ tử mặc cung trang màu đỏ thì thào nói. Gia hỏa này sao lâu như vậy còn chưa tới tìm ta? Tới lúc đó ta sẽ tìm hắn tính sổ. Sáng sớm, trong không gian tiêu điều có sương sớm nhàn nhạt còn chưa tán đi. Nhìn từ phía xa như có như không, giống như một tấm lụa mỏng mềm mại đang bay múa trên không gian vậy. Ầm ầm, bỗng nhiên trong thiên địa này lập tức vang lên tiếng nổ mạnh. Giống như tiếng sấm vang vọng không thôi trên không trung. Âm thanh vang vọng từ xa tới gần, khiến cho đám sương sớm mờ ảo bị xua tán ra chung quanh. Khi đám sương sớm dần dần tiêu tán, một mảng mây đen kịt từ bốn phía thiên địa nhanh chóng kéo tới. Sau khi đám mây đen kịt này tới gần thì mới có thể nhìn rõ, đó là vô số thân ảnh rậm rạp, chằng chịt, là một đại quân khổng lồ che khuất bầu trời. Khí tức âm hàn lan tràn. Tàn sát bừa bãi khiến cho thiên địa vừa mới sáng sớm lại lập tức lâm vào trong bóng đêm lờ mờ, ánh mặt trời cũng khó có thể chiếu xuyên qua đại quân khổng lồ này. Khí tức âm hàn lan tràn mang theo sát khí không thèm che giấu khuếch tán, khiến cho thiên địa bốn phía run rẩy nhẹ nhẹ. Trên một ngọn núi cao ngất có không ít thân ảnh nhìn bốn phía, trong mắt âm thầm nổi lên chấn động. Trên ngọn núi, Phong Du Du mặc y phục trắng như tuyết, khí tức thánh khiết lại mang theo mấy phần sát phạt, sắc bén. Đối mặt với đại quân phô thiên cái địa kia, tinh mang trong mắt khẽ nhúc nhích. Khí tức chung quanh khiến cho không gian quanh thân nàng nổi lên rung động, chấn động như ẩn như hiện, miệng thấp giọng nói. Số lượng không ít, ước chừng 10 ức người. Nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đến rồi sẽ không đi được. Thân ảnh xinh đẹp của Lam Linh cũng đứng đó, y phục trên người bao phủ đường cong động lòng người, khí chất giống như một đầu báo mẹ, trong mắt nàng không có bất kỳ sự lo lắng nào. Ngược lại còn tràn ngập vẻ chờ mong, một loại chờ mong giết chóc.
Trong vòng mấy tháng này, Lam Linh tung hoành trong đại quân hàng ước người cũng khiến cho tất cả mọi người phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Tung hoành trong hàng ước đại quân, có đôi khi không liên quan tới thực lực, hoàn toàn là do thiên phú. Trong 5 tháng ở thương khung bí cảnh này, ba người Lam Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Thái A, ba người này khống chế lục gia quân cũng khiến cho tất cả quân đoàn của Thượng Thanh thế giới khiếp sợ. Dưới sự khống chế của ba người này, chiến lực của lục gia quân phát huy tới mức tận cùng, năng lực điều binh khiển tướng ngay cả đám người cổ tộc cũng tự nhận không có cách nào làm được. Đám minh linh chủng tộc kia đang chuẩn bị tiến công. Đôi mắt của Độc Cô Cảnh Văn nhì bốn phía, ánh mắt khẽ đảo, trên khuôn mặt động lòng người dần dần nổi lên khí tức sát phạt lạnh như băng. Khí chất trong một thời gian ngắn chuyển thành lạnh lẽo như băng. Ầm ầm. Trong bốn phía thiên địa, âm thanh đại quân minh linh chủng tộc di chuyển vang dội không thôi, càng ngày càng kịch liệt. Vô số thân ảnh minh linh chủng tộc bay về Upsilon T tới, cuối cùng đem trọn đại quân của Thượng Thanh thế giới bao phủ trong phiến thiên địa này. Khí tức âm hàn khủng bố tràn ngập ra phiến thiên địa này khiến cho linh hồn người ta run run. Giữa không trung, dẫn đầu có trên trăm cường giả đứng thẳng, từng đạo khí tức vô cùng cường hãn khiến cho không gian chung quanh chấn động, gió nổi mây phun. Trong đó có không ít cường giả hóa hồng cảnh. Trước trăm đạo thân ảnh đều là người cường hãn này có ba thanh niên lơ lửng trên không trung, dẫn đầu là một nam tử xấu xí, thân hình rắn chắc có lực. Người này nhìn đại quân Thượng Thanh thế giới trước mặt, tiếng cười cuồng ngạo cùng với tự phụ vang vọng trên không trung, nói. Lục Lâm Thiên có nghe rõ không? Chỉ cần ngươi giao ra Tử Lôi Huyền Đỉnh, sau đó lại khấu đầu ba cái trước mặt bà Vũ ta là ngày hôm tay ta sẽ tha cho đám nhân loại nhỏ bé của Thượng Thanh thế giới các ngươi. Ha ha! Siêu! Tiếng cười to vang vọng trên không trung, chỉ là tiếng cười này còn chưa có dứt, một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh đã xuất hiện trước mặt đại quân minh linh chủng tộc. Nghe tiếng hét lớn cuồn cuộn kia, trên khuôn mặt cương nghị của nam tử mặc áo bào xanh khẽ nở nụ cười lạnh nhạt. Ánh mắt không có bất kỳ chấn động nào mà chỉ lạnh nhạt nói. Các ngươi chính là ba người của Tu La tộc, La Sát tộc, Dạ Xoa tộc sao? Nam tử mặc áo bào xanh đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến cho trên trăm cường giả dẫn đầu đột nhiên rung động. Người này xuất hiện không ngờ bọn họ lại không có bất kỳ cảm giác nào, trong mắt tất cả đều hiện lên vẻ cảnh giác. Trong ba người đứng đầu, nam tử xấu xí, thân hình gầy gò kia bỗng nhiên dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi nói. Ngươi là ai? Cẩn thận, hắn là Lục Lâm Thiên của Thượng Thanh thế giới. Trong ba người, thanh niên tuấn lãng kia lập tức nói, ánh mắt bỗng nhiên run lên. Hắn còn chưa có tự mình gặp qua Lục Lâm Thiên, thế nhưng trong tư liệu mà tộc nhân thu thập về Lục Lâm Thiên, hắn đã nhìn thấy hình ảnh Lục Lâm Thiên của Thượng Thanh thế giới trong tương hoàng không gian, cho nên vừa mới gặp mặt đã nhận ra. Lục Lâm Thiên. Vừa nghe nói vậy, thân hình đám người này rung động. Người có tên. Cây có bóng, ba chữ Lục Lâm Thiên này đã sớm vang vọng cả 3000 đại thiên thế giới. Muốn Tử Lôi Huyền Đỉnh của ta, thế nhưng ngay cả ta cũng không nhận ra, xem ra Tử Lôi Huyền Đỉnh các ngươi không có cơ hội nhận được rồi. Lục Lâm Thiên nhìn ba người trước mắt, cuối cùng nhìn vào người hai nam tử cực kỳ xấu xí kia, nói. Xem ra lời đồn là thật, nam nhân Tu La tộc và La Sát tộc đều cực xấu xí, còn không phải xấu bình thường a. Lục Lâm Thiên. Dám vũ nhục Tu La nhất tộc ta, người muốn chết. Nam tử cao ngạo của Tu La tộc kia nghe vậy giận dữ, khí tức toàn thân trào ra, thân hình rắn chắc, có lực lập tức lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Trong nháy mắt phá không xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Thiên La Quyền. Người này hét lớn một tiếng, năm ngón tay nắm lại, đánh ra một đạo quyền ấn cường hãn giống như thiên thạch phóng về phía Lục Lâm Thiên. Xoẹt. Trước đạo quyền ấn cường hãn này năng lượng khủng bố chấn động khiến cho không gian chung quanh xuất hiện vết nứt không gian lan tràn ra bốn phía. Khí tức cuồng bạo lập tức xít vào, khiến cho cả không trung đung đưa. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn vào, một quyền này trong nháy mắt đã sắp đánh tới mặt Lục Lâm Thiên. Muốn chết! Âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên, cánh tay phải run lên, nắm tay nắm chặt, kim quang từ trong tay tuôn ra, trong nháy mắt cả không trung run lên. Một đạo quyền ấn màu vàng được ngưng tụ rồi nghênh đón một quyền của nam tử Tu La tộc kia. Oanh! Quyền ấn màu vàng lướt đi, hai đạo quyền ấn trong sát na giống như thiên thạch va chạm, lực lượng cực lớn lập tức trút xuống không trung. Uy thế khủng bố kinh người lan tràn, làm cho không gian chung quanh rạn nứt. Từng đạo gợn sóng trong không gian mang theo khe nứt vẫn còn lan tràn ra phía xa.
Xoẹt. Bằng mắt thường có thể thấy được, đạo quyền ấn bằng bằng kim quang kia thậm chí không có một chút chậm trễ nào, không gian bốn phía lập tức bị chấn vỡ, rạn nứt. Siêu siêu. Đạo quyền ấn của nam tử cao ngạo tu la tộc kia dưới đạo quyền ấn màu vàng của Lục Lâm Thiên nứt vỡ từng khúc, hóa thành mảnh vỡ. Khí tức sắc bén lạnh lẽo tuôn ra, từng mảnh vỡ quyền ấn bắt đầu lan tràn tới cánh tay phải, sau đó cả thân hình hắn trong nháy mắt dùng xu thế sấm sét dễ dàng bị đánh tan thành mảnh vỡ. Hai quyền ấn va chạm, nhị nguyên hóa hồng cảnh của tu la tộc bị diệt sát. Siêu siêu. Trong nháy mắt, cả phiến thiên địa này đột nhiên yên tĩnh, không gian nặng nề, một lát sau mới có vô số tiếng hít sâu một hơi. Tất cả chết đi. Thân hình Lục Lâm Thiên không có bất kỳ trì hoãn nào, sau khi nam tử nhị nguyên hóa hồng của tu la tộc bị đánh chết, không gian chung quanh vặn vẹo, thân hình nương theo gợn sóng giống như thời gian loạn lướt ra. Năng lượng áo nghĩa sắc bén vô cùng khuếch tán ra không gian chú nắc quanh, bao phủ cả phiến không gian lớn. Uy thế kinh người trong một sát na lan tràn, khiến cho cả không gian tràn ngập khí tức sắc bén, lạnh lẽo, linh hồn rung động không thôi. Siêu siêu. Lục Lâm Thiên dùng tốc độ không thể tưởng tượng xuất hiện, hai tay chấn động. Hai tay mang theo hai đạo quyền ấn màu vàng, nện vào trên LNG ngực của hai nam tử Dạ Xoa nhất tộc và La Sát nhất tộc. Tất cả đều nhanh tới mức khó mà nghĩ nổi. Ken két. Trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được tiếng răng răng do xương cốt vỡ vụn, hai người này đồng thời phun ra một ngụm máu tươi trên không trung. Phanh phanh. Âm thanh trầm thấp bạo liệt truyền ra, thân hình của hai nam tử này đều bị hai đạo quyền ấn màu vàng của Lục Lâm Thiên hung hăng đánh thành mảnh vỡ. Trong sát na ngay cả hồn anh cũng không kịp chạy ra. Năng lượng khủng bố bắn ra tứ phía, khiến cho không gian điên cuồng nhộn nhạo. Trong lúc thân hình hai người này vỡ nát, cả không trung tràn ngập kim quang, khí tức sắc bén, lạnh lẽo vô cùng tràn ngập. Trong nháy mắt cuồng phong rít gào, mơ hồ còn có tiếng sấm vang vọng. Oanh! Không gian bỗng nhiên run rẩy dữ dội, kim quang đại thịnh, khí tức sắc bén lạnh lẽo tràn ngập không trung. Đột nhiên có một đạo thủ ấn màu vàng phá không đánh ra. Đạo thủ ấn này vô cùng khổng lồ, ước chừng mấy ngàn thước khiến cho không gian ven đường nứt vỡ, khó có thể khôi phục. Hư không đen kịt hiển hiện. Dưới vô số ánh mắt chấn động, đạo thủ ấn màu vàng này đánh vào trong đám cường giả đỉnh tiêm của Minh Linh. Ầm ầm ầm. Một trường ngập trời ngày đánh xuống, từng tiếng năng lượng nổ vang trầm thấp không ngừng vang vọng trên trời cao. Không trung giống như sơn băng địa liệt, cả phiến không gian dưới đạo thủ ấn màu vàng này bị đánh thành cho tàn. Bằng mắt thường có thể thấy được, những cường giả đỉnh tiêm do các tộc trong Minh Linh đại quân hội tụ dưới đạo thủ ấn này thân hình lập tức nứt vỡ từng khúc. Trên trăm cường giả Minh Linh, ngay cả sức phản kháng cũng không có, thực lực hơn kém quá xa, trước mặt Lục Lâm Thiên hiện tại, bọn họ so với con sâu cái kiến không khác là bao, đều không phải là đối thủ. Trên không trung, năng lượng cuồng bạo rung động giống như thực chất điên cuồng nhộn nhạo, không gian to lớn dưới năng lượng đáng sợ va chạm bắt đầu trở nên vặn vẹo. Khí tức ngập trời giống như quang mang khuếch tán, trong nháy mắt lan tràn ra phía xa. A hát! Lực lượng cuồng bạo thổi quét, uy năng khủng bố khiến cho lòng người run rẩy như cầy sấy, một mảng lớn đại quân Minh Linh chung quanh bị ảnh hưởng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, không ngừng quanh quẩn trên không trung. Một mảnh lớn đại quân Minh Linh bị ảnh hưởng bị trọng thương, còn có không ít người thần hồn câu diệt. Khi năng lượng khủng bố trên không trung tán đi, trên không trung tràn ngập khí tức năng lượng. Cả đại quân Minh Linh giống như che khuất bầu trời ở bốn phía lúc này im lặng, tất cả ngây ngốc nhìn về phía trước, có cảm giác sởn gai ốc, tóc gáy dựng đứng. Khí tức khiến tim đập nhanh từ trong lòng mọi người truyền ra. Trên trăm cường giả các tộc, vô số hóa hồng cảnh, trong đó còn có ba cường giả nhị nguyên hóa hồng của Dạ Xoa tộc, Tu La tộc, La Sát tộc, không ngờ trong nháy mắt đã bị miểu sát. Cảnh này khiến cho người ta quá mức rung động. Trên ngọn núi xa xa, Lam Linh nhìn lên trời cao, âm thanh lạnh lẽo như băng vang vọng, cánh tay vung lên. Bày trận pháp công kích, hạm đội chuẩn bị, giết. Bày trận. Tiếng quát từ trong miệng Lam Linh vang lên, từ trong thiên địa bốn phía lập tức có không ít tiếng quát vang lên, không gian trên không ít đội ngũ run run. Một đại trận cổ xưa, cường hãn nhanh chóng được ngưng kết, lơ lửng trên không trung. Uy thế khủng bố lan tràn. Hạm đội công kích. Mấy đạo lưu quang lướt đi, vô số chiến hạm xẹt qua trời cao, tựa như từng đầu hung thú khổng lồ trên không trung, khí tức khủng bố khiến cho không gian rung động. Từng đạo quang mang năng lượng giống như thiên thạch bắn về phía trước.
Xoẹt. Từng đạo năng lượng công kích của chiến hạm giống như thiên thạch xé rách không gian mang theo quang mang chói mắt từ chỗ sâu trong hư không đánh xuống, uy năng chấn động khiến cho cả phiến không gian lớn cứng lại. Khiến cho những người khác khó có thể chạy trốn. Từng đạo công kích lập tức đánh vào trong đại quân Minh Linh. Ầm ầm. Công kích của chiến hạm nổ tung, không gian to lớn như vậy trong khoảnh khắc ầm ầm bị nghiền nát, một mảng lớn không gian đen kịt bị phá thành mảnh nhỏ, hiển lộ ra vòng xoáy không gian cực lớn. Âm thanh bạo liệt, trầm đờ upsilon, xê kinh thiên khiến cho linh hồn phát run nổ vang. Ô ô, tiếng kêu thảm thiết nương theo tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Một mảng lớn sinh linh Minh Linh dưới công kích này thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng còn chưa phát ra đã bị công kích mang theo năng lượng khủng bố đánh thành mảnh vỡ. Oanh, oanh, oanh. Vô số đại trận khởi động, đại trận công kích, đại trận hợp kích bắt đầu hiển hiện. Uy năng cổ xưa tàn sát tứ phía, dưới năng lượng mênh mông bực này, không gian sơn băng địa liệt, kinh khí cuồng bạo khủng bố rung động tạo thành hình tròn tán loạn, lan tràn ra chung quanh. Giết. Đại chiến khốc liệt, đám người Lăng Thanh Tuyền, Lam Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lục Kinh Vân, Lục Linh, Thái A, Nhâm Tiêu Diêu, Mạc Kình Thiên, Lôi Tiểu Thiên, Phong Bá Nam, Hoàng Giật, Mộc Tử Kỳ, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Đạm Đài Tuyết Phi, Dương Diệu, Lục Thiếu Hùng, Giả Vị Ương, Bạch Lang, Quỷ Hoa, Tiết Mặc Kỳ, Kim Viêm cùng những người khác đều nhanh chóng lướt đi. Xoẹt! Những người nổi bật này ra tay. Đây là một đoàn thể có một lực lượng hủy diệt. Cả không gian đều run rẩy không ngớt, từng đạo công kích khủng bố giống như vô số đạo pháo hoa đột nhiên nổ tung. Quang mang mạnh mẽ khuếch tán, không gian đều hóa thành hư vô đen kịt. Giống như cả thiên địa này dưới công kích bực này đột nhiên lung lay giống như sắp đổ. Ầm ầm. Sơn băng địa liệt, khí tức hủy diệt tràn ngập giữa không trung, trong hoang vu sơn mạch. Vô số ngọn núi cao ngất dưới dư âm của năng lượng khủng bố ảnh hưởng bị san bằng thành bình địa. Giết! Cùng với đó, những người trong mật địa thiên giới và những người nổi bật trong các mật địa khác đánh ra. Cả đại quân rậm rạp của thượng thanh thế giới trong giây lát cũng bộc phát ra tiếng chém giết kinh thiên động địa. Đại quân phóng về phía trước, đất rung núi chuyển, giống như là thủy triều mang theo khí tức sát phạt lập tức va chạm với đại quân Minh Linh. Ầm ầm! Ô ô! Va chạm bực này khiến cho vô số sinh linh vẫn lạc, trong sơn mạch bỗng nhiên có khí tức sát phạt kinh người bộc phát. Vô số đôi mắt trở nên đỏ thẫm, tiếng kêu thảm thiết thê lượng cùng với năng lượng kinh người, tiếng trầm đờ upsilon, C vang vọng quanh quẩn trên không trung. Trốn, chạy mau. Thống lĩnh một chiêu bị diệt, chúng ta không phải là đối thủ, chạy mau. Những cường giả đỉnh tiêm trong Minh Linh đại quân ngay một chiêu đã bị miểu sát. Lực chấn nhiếp như vậy khiến cho Minh Linh đại quân kinh hồn táng đảm, hồn phi phách tán. Minh Linh đại quân này tuy rằng số lượng nhiều hơn gấp mấy lần, thế nhưng người có thể phát huy ra chiến lực vốn có lại không có mấy. Cả đám mang theo sự hoảng sợ thoát đi. Lục Lâm Thiên Đạp không đứng lơ lửng, trường bào màu xanh bay phất phới, khí tức sát phạt lạnh lẽo khiến cho Minh Linh đại quân chung quanh điên cuồng chạy trốn, không dám lại gần. Bỗng nhiên Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía xa. Ngao ngao, giống giống, trên không trung phía xa, từng tiếng thú giống kinh người trong lúc mơ hồ truyền tới. Từ xa tới gần, một mảng lớn đại quân thú tộc khổng lồ che khuất bầu trời phá không bay tới. Giống như muốn che đậy trời xanh, dập dạp chằng chịt, đông nghịt một mảnh, liếc nhìn không thấy tận cùng. Giết, không để lại một ai. Trên không trung xa xa, một tiếng hét lớn mang theo sự uy nghiêm, bá đạo vang vọng trên trời cao. Giống. Ngao! Tiếng hét lớn này vang lên, trong đại quân thú tộc giống như vô biên vô hạn phía trước phát ra tiếng thú giống kinh thiên động địa. Khiến cho thiên địa run rẩy, lập tức mang theo khí tức sát phạt ngập trời liên miên không ngừng phóng về phía Minh Linh đại quân đang hoảng sợ chạy tứ tán. Ô ô! Đại quân thú tộc liên miên không ngớt gia nhập khiến cho trong Minh Linh đại quân càng có nhiều tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên nhiều hơn. Phía trên đại quân thú tộc có mấy trăm đạo thân ảnh dẫn đầu. Khí tức khủng bố phóng ra, khiến cho trời cao rung chuyển. Từng đạo thân ảnh mềm mại, thân hình động lòng người xuất hiện, đúng là đám người Chu Thần Hy, Hổ Y, Tĩnh Thần Công Chúa, Long Yên Công Chúa, Huyền Doanh. Còn có Huyền Kình và những thanh niên ở phía sau, cũng không thấy đám người Huyền Hạo, Đại Công Chúa Long Bích Hàm, Huyền Vũ, Huyền Ô Lão Tổ, Long Minh Lão Tổ, Long Bành Lão Tổ, Lão Tộc Trưởng Long Mộ, Đại Trưởng Lão Long Nguyệt,
có lẽ thân là người thế hệ trước, có ngạo khí bẩm sinh cho nên sẽ không tranh đoạt với đám người trẻ tuổi làm gì. Giết! Từng tiếng quát vang lên, từng đạo thân ảnh khiến cho người ta sôi máu nhìn như vô lực thế nhưng lại bộc phát ra năng lượng giống như hủy diệt, bất luận một người nào đều là tồn tại khủng bố tới cực điểm. Tất cả đi chết đi! Từng tiếng hét lớn bá đạo vang vọng, một đạo thân ảnh màu vàng xẹt qua trời cao. Những nơi đạo thân ảnh này đi qua, vô số người trong Minh Linh đại quân ở ven đường nổ tung. Trong hư không có từng đạo hỏa diễm màu vàng bắn ra. Nơi đi qua, một đường sát phạt, thi thể ngập tràn. Những nơi đạo thân ảnh màu vàng này đi qua, tất cả đều bị hủy diệt vô cùng bá đạo, thân ảnh lập tức đáp xuống bên người Lục Lâm Thiên. Quang mang nóng bỏng màu vàng thu liễm, đây chính là một nam tử mặc áo bào màu vàng, mái tóc xoăn màu vàng, trong đôi mắt thâm thúy mà đen nhánh lộ ra khí tức mênh mông. Trong mi tâm có một đạo ấn ký màu vàng, thần bí mà yêu mị. Thanh niên mặc áo bào màu vàng này nhìn Lục Lâm Thiên, sau đó lại nhìn đại quân thú tộc rậm rạp che khuất bầu trời sau lưng mình rồi nói với Lục Lâm Thiên. Lão đại, đại quân thần thú thế giới của đệ không tệ đúng không? Quả thực không tệ. Lục Lâm Thiên nhìn thanh niên mặc áo bào vàng này khẽ mỉm cười, người này trừ Tiểu Long ra cũng không thể là ai khác. Đại quân thú tộc của thần thú thế giới, so với thượng thanh thế giới mà nói còn mạnh hơn. Thân là thú tộc, đại quân của thần thú thế giới lấy thú tộc làm chủ, cơ hồ đều là tồn tại đỉnh phong. Thanh thế của đại quân thú tộc này cực kỳ khủng bố. Trong tiếng chém giết rung trời, tuy rằng thanh thế của đại quân thượng thanh thế giới đã không kém, thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên cũng không khó cảm giác ra, đồng thời cũng có chút rung động. Nhân tộc ở trên phương diện bản thể và các thiên phú khác quả thực không bằng thú tộc, Minh Linh chủng tộc, cũng may nhân tộc lại có ưu thế khác. Thu hồi ánh mắt, trong mắt Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, nói. Tiểu Long, sao đệ biết ta ở nơi này? Ha ha, mấy ngày hôm trước đệ phát hiện ra một đám người của Tu La nhất tộc, đầu lĩnh gọi là bà Vũ gì đó, vốn muốn tiêu diệt tên này, không ngờ bọn chúng dường như đang mưu đồ gì đó. Lại tụ tập không ít quân đoàn cho nên đệ muốn chờ xem một chút. Không ngờ đám người không có mắt này lại dám đánh chủ ý tới lão đại huynh. Tiểu Long cười ha hả, hoàn toàn không đem Tu La nhất tộc đặt vào trong mắt. Nói xong, Tiểu Long khẽ nheo mắt, nhìn chiến trường bao la khôn cùng phía dưới, khí tức nóng bỏng lần nữa chấn động, miệng nói. Lão đại, đệ đi giải quyết một chút, tránh cho chúng ta thương vong quá lớn. Nói xong, thân ảnh màu vàng của Tiểu Long lập tức xông vào trong Minh Linh đại quân, chuyên tìm những tuyên cổ cảnh của Minh Linh đại quân để giải quyết. Những nơi thân ảnh màu vàng này đi qua, tất cả bị phá hủy, một đường hủy diệt. Siêu! Trường bào màu xanh khẽ tung bay, trong không trung đột nhiên xuất hiện chấn động. Thân ảnh Lục Lâm Thiên cũng lập tức lao thẳng xuống Minh Linh đại quân, quang mang màu xanh đậm bao phủ thân hình. Những nơi hắn đi qua, hư không rung chuyển, tất cả sinh cơ bị cắt đứt. Tiếng chém giết, tiếng kêu rên thê lương quanh quẩn, giết chóc ngập trời, mùi máu tươi phóng lên trời, tràn ngập không trung. Trong khoảng thời gian ngắn đã máu chảy thành sông. Minh Linh đại quân vốn đã sợ hãi lúc này đã bắt đầu điên cuồng lên. Sợ hãi tới mức tận cùng là điên cuồng phản kháng giống như không muốn sống. Minh Linh đại quân đã chém giết tới mức hai mắt đỏ rực. Từng người biến thành thân hình khổng lồ đứng sừng sững trên không trung. Cũng không ngừng có thân hình khổng lồ giống như pháo hoa nứt vỡ từng khúc. Lùi không thể lùi, chỉ có thể liều, trốn không thể trốn, chỉ có thể dốc sức liều mạng. Không có bất kỳ cơ hội đầu hàng nào, Thương Khung Minh và Thiên La Minh, vốn đã có ân oán từ lâu. Trong Minh Linh đại quân sợ hãi, điên cuồng có một thân ảnh xinh đẹp mặc y phục màu trắng như tuyết, mái tóc xanh sau đầu theo gió tung bay. Trong bàn tay ngọc có từng đạo công kích được đánh ra, không gian vặn vẹo, vô số người trong Minh Linh đại quân tan thành mây khói. Nữ tử mặc y phục màu trắng tóc xanh này có khí chất nhẹ nhàng tựa như lông hồng. Vô số sinh linh trong Minh Linh đại quân tai thành mây khói bên cạnh giường như vẫn không làm ảnh hưởng tới khí chất của nàng một chút nào. Phảng phất như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian vậy. Giết, liều mạng với nàng ta. Hơn 10 người có tu vi tuyên cổ cảnh của Tu La nhất tộc trong Minh Linh đại quân hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, điên cuồng đánh ra từng đạo công kích về phía trước. Cả phiến không gian bị xé rách tạo thành khe nứt, năng lượng âm hàn mênh mông lan tràn ra chung quanh. Cả nửa không trung đã phong vân biến sắc. Sơn mạch phía dưới sơn băng địa liệt, khiến cho người ta nhìn vào run như cầy sấy.
Lực lượng khủng bố trong công kích khiến cho bầu trời chấn động, công kích từ bốn phương tám hướng đánh về phía nữ tử mặc y phục màu trắng, khiến cho giữa không trung vặn vẹo không ngừng. Tổng đôi mắt xinh đẹp của nữ tử tuyệt mỹ mặc y phục màu trắng này không có bất kỳ chấn động nào, vẻ mặt lạnh nhạt, váy dài màu trắng run run, đứng lơ lửng trên không trung, một đạo quang mang vô hình từ quanh thân nàng lan tràn ra. Bàn tay trắng nõn của nữ tử tuyệt mỹ này vung lên, đang muốn ra tay, bỗng nhiên ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía trước. Lập tức trong đôi mắt yên tĩnh giống như ngập nước kia trong nháy mắt nổi lên rung động. Xoẹt! Công kích của hơn 10 người Tu La nhất tộc Minh Linh Đại Quân có tu vi tuyên cổ cảnh sau khi bắn tới phạm vi mấy chục thước quanh thân nữ tử mặc y phục màu trắng tuyệt mỹ. Nữ tử mặc y phục màu trắng này còn chưa có bất kỳ động tĩnh nào thế nhưng công kích âm hàn khủng bố lại giống như vô thanh vô tức bị phá hủy. Làm cho hơn 10 Tu La nhất tộc có tu vi tuyên cổ cảnh khiếp sợ không thôi. Tạch tạch tạch, két. Cùng một lúc, thân hình của hơn 10 tuyên cổ cảnh Tu La nhất tộc trong Minh Linh Đại Quân kia tự động nứt vỡ. Từng vết nứt không gian xuyên thủng không gian đi qua thân hình, trong lúc vô thanh vô tức thần hồn câu diệt, chỉ lưu lại hơn 10 linh tinh lơ lửng. Siêu! Vết nứt không gian bắn thẳng tới trước mặt nữ tử tuyệt mỹ mặc y phục màu trắng lại lập tức dừng lại. Một nam tử mặc áo bào xám tóc đen, có chút tuấn lãng giống như vô thanh vô tức xuất hiện trước người nữ tử mặc y phục màu trắng tuyệt mỹ này. Khuôn mặt giống như điêu khắc, cương nghị, đôi mắt giống như sao trời vô cùng thâm thúy. Trong mắt không có một chút tạp chất nào. Nam tử mặc áo bào xám, tóc đen này xuất hiện, quang mang quanh thân nữ tử mặc y phục màu trắng tuyệt mỹ này thu liễm. Thân hình xinh đẹp run lên, đôi mắt như nước, yên tĩnh lúc này chấn động, đẹp tới mức khiến cho người ta nhìn vào lập tức có cảm giác như đang mơ. Nam tử mặc áo bào xám tóc đen nhìn thân ảnh mềm mại trước người, từ từ từng bước một đi tới. Mỗi một bước bước ra, gợn sóng không gian dưới chân lập tức rung động không ngừng. Không ngừng lan tràn ra chung quanh. Nam tử mặc áo bào xám tóc đen tuấn lãng đứng đó, áo bào xám trên người phần phật, giống như là tương liên với thiên địa. Ánh mắt trong sáng thanh tịnh, không chứa bất luận tạp chất gì. Nam tử này tới trước mặt nữ tử mặc y phục màu trắng rồi đứng lại, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào trên người nữ tử mặc y phục màu trắng này. Chiến trường bao la chung quanh lúc này giống như là thứ thừa thãi. Hàng ước người trong Minh Linh Đại Quân cũng không dám tới gần hai người. Hai người nhìn nhau, nam tử mặc áo bào xám tóc đen nhìn nữ tử mặc y phục màu trắng tuyệt mỹ, trong đôi mắt giống như sao rốt cuộc hiện lên chấn động, nói. Tỷ tỷ, ta rất nhớ nàng. Nam tử mặc áo bào xám tóc đen chỉ nói một câu thế nhưng lại khiến cho thân hình mềm mại của nữ tử mặc y phục màu trắng tuyệt mỹ này run lên. Đôi mắt như nước chấn động, nhìn nam tử mặc áo bào xám trước người. Bờ môi son khẽ mở, mím môi nói. Tuy rằng biết tương tư là vô dụng, thế nhưng trong lòng ta cũng không nhịn được mà sinh ra nhớ nhung. Nói xong, nữ tử tuyệt mỹ mặc y phục màu trắng không nhịn được nữa mà lập tức nhào vào trong ngực nam tử mặc áo bào xám tóc đen. Hai người lập tức ôm nhau, ôm nữ tử mặc y phục màu trắng trước người vào trong lòng, nam tử mặc áo bào xám tóc đen thấp giọng nói bên tai nữ tử tuyệt mỹ này. Đừng nói tương tư là vô dụng. Cũng không muốn tương tư. Cho dù tương tư vô cùng khổ sở, nhưng ta lại tình nguyện tương tư trong khổ sở như vậy. Cuộc đời này, nếu không có tương tư, ta sẽ không có cách nào chờ được nàng lâu như vậy. Phanh phanh. Chúng cường giả trong linh vũ thế giới đang chiến đấu kịch liệt nhìn thấy nam tử mặc áo bào xám tóc đen phía xa, lập tức nhận ra thân phận của người này. Là trọng kiếm vô phong Dương Quá, là Dương Quá tới. Đó là Dương Quá, hắn cũng tới. Xoẹt. Sinh cơ trong không gian bị chặt đứt, trong vòng quang mang màu xanh đậm trước người Lục Lâm Thiên, vô số Minh Linh Đại Quân lập tức suy yếu rồi hóa thành hư vô. Một mảng lớn linh tinh lơ lửng, hai mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhìn về phía đạo thân ảnh mặc áo bào xám cách đó không xa, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Hồi đại chiến này kéo dài từ sáng sớm tới trưa mới dần dần chấm dứt. Minh Linh Đại Quân do nhiều tộc hợp lại, khoảng 40 quân đoàn. Hơn 10 người có tu vi hóa hồng cảnh, mấy trăm tuyên cổ cảnh, niết bàn cảnh nhiều vô số kể, đại quân tổng cộng hơn 10 ức, chết hoặc tổn thương hơn 3/4. Cường giả càng khó có thể đào thoát. Sát khí ngập trời, mùi máu tươi tràn ngập thiên địa, khắp nơi đều là cảnh tượng thi thể ngập tràn. Quy chân niết bàn, quả thực đủ cường hãn a. Trên một ngọn núi, Lục Lâm Thiên nhìn nam tử mặc áo bào xám tóc đen trước người. Biết được đại ca Dương Quá không ngờ lại là quy chân niết bàn không thua chân lý niết bàn,
trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc. Trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này cũng âm thầm cao hứng, nhiều năm như vậy, đại ca luôn giữ phần tình ý kia của mình, không có vì thời gian mà xóa nhòa, lãng quên, lúc này cuối cùng cũng đạt được thứ mà đại ca hằng nhung nhớ. Hắc hắc, trên ngọn núi, Dương Quá cười ngượng ngùng, những năm này hai con mắt hắn vẫn tràn ngập vẻ chất phác, thanh tịnh như trước. Chỉ là khí chất so với lúc trong linh vũ thế giới lần nữa có thêm vài phần sắc bén. Dương Quá chất phác vuốt vuốt gáy mình, nói với Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Hai gia hỏa nhà các đệ cũng là chân lý niết bàn a, ta cũng không thể chênh lệch với hai người quá nhiều. Tiểu Long nhìn Dương Quá một lượt, ánh mắt chăm chú nhìn vào Dương Quá, lập tức nghi hoặc nói với Dương Quá. Tam Nguyên Hóa Hồng, Dương Quá lão đại, huynh đột phá thật khủng bố a. Sau quy chân niết bàn ta lại nhận được một ít cơ duyên, không lâu trước đó mới đột phá Tam Nguyên Hóa Hồng, bằng không ta đã sớm đi tìm các đệ rồi. Dương Quá cười cười, lập tức nhìn qua Tiểu Long, khẽ nhíu mày, nói. Tu vi của đệ cũng không dưới ta nha, đừng đả kích ta, có lẽ đệ cũng là Tam Nguyên Hóa Hồng đúng không? Hắc hắc, Tiểu Long cười cười, vẻ mặt có chút ngạo nghễ nho nhỏ, nói. So với lão đại đương nhiên còn kém hơn một chút. Mới Tam Nguyên Hóa Hồng đỉnh phong mà thôi, cũng không biết lúc nào mới đột phá tới Tứ Nguyên Hóa Hồng. Nghe vậy Dương Quá lập tức bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Tiểu Long. Lục Lâm Thiên không nói gì mà chỉ cười cười. Đại ca Dương Quá là Tam Nguyên Hóa Hồng, Tiểu Long là Tam Nguyên Hóa Hồng đỉnh phong. Hai người muốn tranh đoạt chín tòa Hồng Hoang Điện không có vấn đề quá lớn. Thân là đời thứ nhất sau khi linh vũ thế giới mở ra hỗn độn, bất luận một người nào đi ra đều không phải là kẻ yếu. Nhất định sớm muộn cũng có thể tung hoành trong 3.000 đại thiên thế giới. Mà những người như đại ca Dương Quá, Tiểu Long vốn là tồn tại đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ của linh vũ thế giới. Lúc này đi ra ngoài, cũng có thể trở thành tồn tại đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ của phiến thiên địa này. Phụ thân, đại bá, Tiểu Long thúc, phía dưới đã thu thập xong xuôi. Đạt được không ít linh tinh. Lục Kinh Vân phóng lên đỉnh núi. Khí tức sát phạt sắc bén quanh người tuy rằng đã thu liếm, thế nhưng vẫn khiến cho lòng người thầm run run. Hảo tiểu tử, không ngờ lại mạnh như vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Nhớ năm đó trong phi linh môn con còn quấn ta đòi đi chơi, thời gian trôi qua thật nhanh. Dương Quá dùng sức vỗ bả vai Lục Kinh Vân, mắt nhìn thanh niên trước mắt đã cao gần bằng hắn. Nhớ tới tiểu gia hỏa trong phi linh môn khi trước, giống như chỉ trong chớp mắt đã trở thành đại thiếu gia Lục gia thanh danh hiển hách. Danh chấn thương khung chiến trường. Trong lòng hắn không khỏi có chút thổn thức về thời gian. Lục Kinh Vân cười một cái, nói với Dương Quá. Thời gian có trôi qua nhanh nữa, chỉ cần người nhà chúng ta ở cùng một chỗ là tốt rồi. Lục gia, linh vũ thế giới có phụ thân, có đại bá, còn có tiểu long thúc, sớm muộn cũng có một ngày linh vũ thế giới sẽ quật khởi trong 3.000 đại thiên thế giới này. Hảo tiểu tử, không hổ là nhi tử của phụ thân ngươi. Tiểu Long vỗ bả vai Lục Kinh Vân, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên sự vui vẻ. Các ngươi trò chuyện đủ chưa? Tăng thêm mấy người chúng ta có được không? Âm thanh dịu dàng vang lên, từng đạo thân ảnh xinh đẹp liên tục bước tới, nhẹ nhàng như lông hồng, lập tức đi tới bên cạnh bốn người. Vô Song tỷ, Cảnh Văn tỷ. Nhìn từng đạo thân ảnh xinh đẹp đi tới, trong mắt Tiểu Long hiện lên sự vui vẻ. Trên một ngọn núi cách đó không xa, bộ váy dài màu đỏ trên người hỏa vũ theo gió tung bay, hoa văn hỏa diễm tinh xảo chấn động, tựa như hỏa diễm đang nhảy múa. Nhìn ngọn núi phía trước, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, nói với chúng nhân bên người. Thanh niên mặc áo bào vàng của thần thú thế giới và nam tử mặc áo bào xám bên người Lục Soái là ai? Thực lực dường như đều rất mạnh a. Người của thần thú thế giới kia gọi là Long Huyền, chân lý Niết Bàn, là người mới được thần thú thế giới phong là thần thú. Nam tử áo bào xám kia hẳn là Dương Quá của thiên địa các, quy chân Niết Bàn. Hoàng Giật đứng chắp tay, mái tóc dài đen kịt giống thác nước buộc ở phía sau đầu, khí chất trước sau như một đều lạnh lùng như vậy, hắn nói. Không ngờ hai người này đều là huynh đệ của Lục Lâm Thiên. Lục gia này thật đáng sợ. Nghe vậy đám người Mộc Tử Kỳ, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, Lý Tương, Nhâm Tiêu Diêu, Mạc Kình Thiên. Nghẹn họng nhìn chân chối về phía trước. Trong lòng âm thầm hít sâu một ngụm khí lạnh. Vào đêm, ánh trăng bao phủ ngọn núi, trên ngọn núi, mọi người tề tụ. Trên tảng đá bên người Dương Quá, Long Yên ngồi ngay ngắn, ánh mắt như nước vô cùng động lòng người. Nhị đệ,
lần này ta tới đây chủ yếu là tới tìm các đệ, mặt khác còn có một chuyện khác. Dương Quá nhìn Lục Lâm Thiên và Tiểu Long nói. Chuyện đại hội tranh đoạt hồng hoang không biết các đệ có biết không? Cái gì là đại hội tranh đoạt hồng hoang? Nghe vậy Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc, xem ra còn có không ít chuyện hắn còn không biết. Tiểu Long dường như biết rõ, ánh mắt khẽ đổi, lập tức lên tiếng nói. Để biết rõ một chút, còn chưa đầy một tháng nữa là tới. 72 khối đại lục sẽ mở ra, thời điểm này bình thường Thương Khung Minh và Thiên La Minh đều mở ra đại hội lựa chọn những người có thực lực đỉnh tiêm. Thương lượng tranh đoạt 72 khối lục địa, tránh cho lúc đó người Thương Khung Minh đều như ong vỡ tổ tranh đoạt một khối đại lục giống nhau. Trên đại hội cũng sẽ thương lượng đến lúc đó chống lại Thiên La Minh thế nào. Dù sao mỗi một lần Thương Khung Minh ở trước mặt Thiên La Minh đều không chiếm được tiện nghi gì. Đại hội này gọi là đại hội tranh đoạt hồng hoang. Lục Lâm Thiên nghe Tiểu Long nói vậy một lúc sau mới gật đầu nói. Đại hội tranh đoạt hồng hoang, là đại hội mà cơ hồ đại biểu của các đại thế giới trong Thương Khung Minh đều tham gia đúng không? Nghiêm túc mà nói thì đúng như vậy. Cách Lục Lâm Thiên không xa, Phong Du Du ngồi bên người Bắc Cung Vô Song có chút bất đắc dĩ và cảm thán nói với Lục Lâm Thiên. Đại hội tranh đoạt hồng hoang này thượng thanh thế giới lúc nào cũng tham dự, thế nhưng gần đây lại không coi trọng quá lớn. Giống như những năm qua, cho dù đi cũng không có tác dụng quá nhiều. Không phải cơ hồ tất cả đại biểu của Thương Khung Minh đều phải tham gia sao? Tại sao lại đi cũng không có tác dụng? Lục Lâm Thiên nhíu mày, nhìn Phong Du Du hỏi. Phong Du Du khẽ than, Hoàng Giật tiếp lời nói với Lục Lâm Thiên. Tất cả các đại thế giới trong Thương Khung Minh chúng ta thực lực cũng có mạnh có yếu không đồng nhất. Thượng thanh thế giới chúng ta những năm qua trong đám người trẻ tuổi đã lâu không có xuất hiện kẻ nào hơn người. Cho nên đã bao nhiêu năm qua không tranh đoạt tới Hồng Hoang Điện. Bởi vậy, trên đại hội tranh đoạt Hồng Hoang đương nhiên sẽ không coi trọng. Nhiều nhất chỉ tới đó nghe ngóng một chút tin tức mà thôi. Có coi trọng cũng không kiếm được chút chỗ tốt nào. Nói xong Hoàng Giật cũng không khỏi cảm thán. Khí chất lạnh lẽo có chút chấn động, trong thượng thanh thế giới hắn có ngạo khí tuyệt đối. Cho dù là trước mặt Lục Lâm Thiên, hắn tự biết không địch lại cũng có thể bảo trì được sự kiêu ngạo của mình. Bởi vì bản thân hắn có kiêu ngạo của mình. Thế nhưng trong đại hội tranh đoạt hồng hoang, Hoàng Giật hiểu rất rõ, thượng thanh thế giới ở bên trong đại hội này còn chưa tính là thứ gì. Nhìn Lục Lâm Thiên, Hoàng Giật tiếp tục nói. Lần này đại hội tranh đoạt hồng hoang có ngươi và Du Du, còn có Lục Kinh Vân. Tin rằng sẽ khiến cho Thương Khung Minh nhớ kỹ thượng thanh thế giới chúng ta. Lục Lâm Thiên nghe vậy ánh mắt khẽ đảo, xem ra thượng thanh thế giới ở trong Thương Khung Minh thực lực quá thấp so với những đại thế giới khác. Phong Du Du nhìn Lục Lâm Thiên, cánh tay khẽ giơ lên, đôi môi son khẽ nhếch, nói. Ngươi còn nhớ rõ ma tước của ma gia kia hay không? Tiểu tử bị ta làm nổ nguyên đan hay sao? Hai mắt Lục Kinh Vân nhảy lên, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Ma tước kia lúc trước bị một quyền của hắn đánh nát nguyên đan trở thành phế nhân. Phong Du Du gật đầu nói với Lục Kinh Vân, trong bờ môi có chút đắng chát, đang muốn nói tiếp, Phong Bá Nam lại nhìn Lục Kinh Vân nói. Người ra tay phá hủy nguyên đan của ma tước kia, lúc trước mục đích chân chính của bọn chúng tới thượng thanh thế giới là dò xét thực lực của đám người chúng ta. Chỉ là không ngờ về sau lại trả giá có chút thảm trọng. Trong mắt Lục Kinh Vân có chút nghi hoặc, hỏi. Thái Minh thế giới kia chẳng phải là người của Thương Khung Minh hay sao? Bọn hắn thăm dò thực lực của chúng ta làm gì? Đều là vì nguyên nhân tranh đoạt Hồng Hoang Điện. Hoàng Giật khẽ than nhẹ một tiếng, dừng một cái rồi nhìn Lục Kinh Vân tiếp tục nói. 3000 đại thiên thế giới, tất cả các thế lực lớn, thế nhưng tổng cộng chỉ có 9 tòa Hồng Hoang Điện. Trong đó mỗi một lần tranh đoạt 9 tòa Hồng Hoang Điện này Thiên La Minh còn chiếm hơn phân nữa. Thương Khung Minh chúng ta bình quân chỉ có chiếm được 3 tới 4 tòa Hồng Hoang Điện. Đây coi như là nhiều rồi. Có đôi khi chỉ có 2 tòa. Mà mấy tòa Hồng Hoang Điện này vốn là thứ trong túi của 10 thế lực đỉnh tiêm nhất trong Thương Khung Minh ta. Còn hơn 1000 đại thế giới còn lại trong Thương Khung Minh căn bản không có bao nhiêu cơ hội. Trừ phi có thể đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi có thiên phú tột đỉnh. Ngừng lại một lần nữa, cẩm bào trên người Hoàng Giật khẽ nhúc nhích, khí tức lạnh lẽo lần nữa theo đó chấn động. Tiếp tục nói. Bởi vì như vậy cho nên những đám đại thiên thế giới này, 3 tới 5 đại thiên thế giới hoặc là hơn 10 đại thiên thế giới đều có một ước định chúng. Bất kể là có một đại thế giới nào đến lúc đó nếu như có cơ hội tranh đoạt một tòa Hồng Hoang Điện,
vậy thì tới lúc đó các đại thế giới này đều được chọn lựa một vài đệ tử đi vào. Mà giữa Thượng Thanh thế giới chúng ta và Thái Minh thế giới lại vừa vặn có ước định như vậy. Lục Kinh Vân nghe vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống, nói với Hoàng Dật. Nói cũng đúng, nếu như Thượng Thanh thế giới chúng ta có thể đoạt được Hồng Hoang Điện, người Thái Minh thế giới kia cũng muốn phân nửa đi vào đúng không? Đúng vậy, chính là như vậy. Hoàng Dật mỉm cười nói với Lục Kinh Vân. Đây không phải là làm không công cho kẻ khác sao? Quá tiện nghi cho Thái Minh thế giới kia. Sắc mặt Lục Kinh Vân lập tức khó coi, có chút giận dữ, nếu như đoạt được Hồng Hoang Điện, còn phải không câu giao cho Thái Minh thế giới một nửa danh ngạch, ngẫm lại Lục Kinh Vân bắt đầu cũng cảm thấy có chút không công bằng. Phong Du Du nhẹ nhàng cười cười, nói. Lần trước ma tước tới mật địa thiên giới chính là có ý định tới thực lực của đám người trẻ tuổi chúng ta. Sau đó muốn cùng chúng ta giải trừ ước định này. Ngươi nói là mấy tiểu tử dám thối này định không tính toán gì sao? Không cần giao cho Thái Minh thế giới một nửa danh ngạch sao? Lục Kinh Vân nhìn qua Phong Du Du, hai mắt lập tức sáng ngời. Phong Du Du nói, bởi vì lần trước ngươi phế ma tước, Thái Minh thế giới tuyên bố sẽ không bỏ qua. Nói nếu như không giao ra ngươi thì sẽ giải trừ ước định với Thượng Thanh thế giới ta. Cho nên Phong Hành lão tổ đã đồng ý giải trừ ước định kia. Phong Hành thiên chủ thật anh minh a. Lục Kinh Vân thỏa mãn cười nói, sắc mặt lập tức ngưng trọng một chút, nói tiếp. Vậy sẽ không còn đại thiên thế giới khác có ước định với Thượng Thanh thế giới đó chứ? Hoàng Dật lắc đầu nói. Chỉ có Thái Minh thế giới, không có đại thế giới nào khác nữa. Lục Lâm Thiên chỉ lặng lặng ngồi nghe, nghe vậy lập tức mỉm cười, nói với Phong Du Du. Nói như vậy Thái Minh thế giới bọn chúng sợ rằng lần này đã xuất hiện kẻ nào hơn người, bằng không sợ rằng cũng không xóa bỏ ước định với Thượng Thanh thế giới. Phong Du Du gật đầu trả lời Lục Lâm Thiên. Chúng ta nhận được một tin tức, lần này trong Thái Minh thế giới quả thực xuất hiện một người bất phàm, thực lực so với ma tước còn cường hãn hơn. Đoán chừng đối với tranh đoạt Hồng Hoang Điện có vài phần nắm chắc. Hừ, ta muốn nhìn xem Thái Minh thế giới này có thể xuất ra kẻ bất phàm tới đâu. Ngàn vạn lần đừng rơi vào trong tay ta. Ánh mắt Lục Kinh Vân chấn động một chút, trong cổ họng vang lên một tiếng hừ nhẹ. Giải trừ là được rồi. Lục Lâm Thiên nói xong, khẽ mỉm cười, nhìn Dương Quá nói. Đại ca, đại hội tranh đoạt Hồng Hoang này bao giờ sẽ bắt đầu? Hẳn là 3 ngày sau, nhưng mà cách đây có chút xa, ở trong Mẫn Tinh Đại Lục, không ít đại biểu của các đại thế giới trong Thương Khung Minh đã chạy tới đó. Dương Quá lại nói tiếp với Lục Lâm Thiên. Lần này ta từ phụ cận Mẫn Tinh Đại Lục đuổi tới, Thiên Địa Các đã quyết định cùng với Thương Khung Minh ở cùng một chỗ. Không phải Thiên Địa Các luôn bảo trì trung lập sao? Tại sao lần này lại muốn gia nhập Thương Khung Minh? Nghe Dương Quá nói vậy, đám người Phong Du Du, Hoàng Dật, Phong Bá Nam đều có chút kinh ngạc. Thiên Địa Các và Tuyên Cổ Điện giống nhau, đều trải dài trong 3.000 đại thiên thế giới. Từ trước tới nay không để ý tới bất luận phân tranh gì. Không ngờ lần này lại gia nhập đội ngũ của Thương KSNG Minh. Dương Quá cười cười nói. Đây là quyết định của bên trên, ta cũng không có cách nào biết được nguyên nhân. Theo ta được biết, lúc này không chỉ có Thiên Địa Các gia nhập Thương Khung Minh, mà ngay cả Phi Thiên Đạo Tặc, Tuyên Cổ Điện, hai cỗ thế lực này cũng gia nhập vào trong hàng ngũ của Thương Khung Minh. Tuyên Cổ Điện cũng gia nhập sao? Lục Lâm Thiên lập tức nhíu mày, nếu như Phi Thiên Đạo Tặc gia nhập thì Lục Lâm Thiên tuy rằng có chút ngoài ý muốn, thế nhưng cũng không nhiều lắm. Thế nhưng hắn thân là thánh chủ của Tuyên Cổ Điện lại không biết Tuyên Cổ Điện gia nhập vào trong đội ngũ của Thương Khung Minh. Nhị đệ, đệ là thánh chủ của Tuyên Cổ Điện, chẳng lẽ không biết việc này sao? Dương Quá có chút ngoài ý muốn nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Lục Lâm Thiên nghẹn họng, thầm nghĩ đám người kia cũng không quá nể tình mình, chuyện lớn như vậy không ngờ lại không thông báo cho hắn. Hắn nhíu mày, bất đắc dĩ nói với Dương Quá. Việc này quả thực đệ không biết rõ. Dương Quá không để ý mà tiếp tục nói. Trừ Phi Thiên Đại Tặc, Thiên Địa Các, Tuyên Cổ Điện ra. Theo ta được biết, ngay cả Thiên Linh Cung cũng tuyên bố gia nhập đội ngũ của Thương Khung Minh, lần này cũng theo Thương Khung Minh tranh đoạt Hồng Hoang Điện. Cái gì? Nghe vậy đám người Phong Du Du, Hoàng Dật, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần và những người khác đều khiếp sợ. So với việc nghe thấy Tuyên Cổ Điện và Phi Thiên Đạo Tặc gia nhập vào trong hàng ngũ của Thương Khung Minh còn khiếp sợ hơn không thôi. Thiên Linh Cung, đây là thế lực gì vậy?
Lục Lâm Thiên nghi hoặc nhìn qua mọi người nói, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy ba chữ Thiên Linh Cung này. Từ vẻ mặt khiếp sợ của đám người Phong Du Du, Hoàng Giật hắn không khó biết rõ, Thiên Linh Cung này sợ rằng có địa vị không nhỏ. Phong Du Du nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Chí Tôn Điện ngươi cũng biết chứ? Đúng vậy, biết rõ một chút. Lục Lâm Thiên gật đầu, lúc trước hắn cũng từ trong miệng điện chủ hậu Khánh Lâm của Tuyên Cổ Điện mà biết được tới Chí Tôn Điện này. Đây là thế lực ẩn giấu trong 3.000 đại thiên thế giới, không có một chút tung tích nào. Nhân số không nhiều thế nhưng lại đều là cường giả, thế lực khủng bố. Dùng thế lực của Tuyên Cổ Điện thế nhưng cũng không tìm thấy dấu chân của bọn họ. Lục Lâm Thiên lập tức nhíu mày, hỏi Phong Du Du. Chẳng lẽ Thiên Linh Cung có quan hệ với Chí Tôn Điện sao? Lục Lâm Thiên từ trong miệng Long Đầu Hậu Khánh Lâm của Tuyên Cổ Điện biết được, Chí Tôn Điện chính là thế lực tà ác. Vô số năm qua, Thương Khung Minh và Thiên La Minh ở trong Thương Khung chiến trường chém giết tranh đoạt, ngọn nguồn chính là do Chí Tôn Điện ngày trước châm ngòi thổi gió không ít. Nhưng mà Thiên Linh Cung gia nhập Thương Khung Minh, cho nên hẳn là Chí Tôn Điện không có quan hệ gì với nó mới đúng. Phong Du Du lắc đầu nói. Thiên Linh Cung ngược lại không có quan hệ với Chí Tôn Điện. Thiên Linh Cung và Chí Tôn Điện có chỗ giống nhau, đều là thế lực cực kỳ thần bí, chỉ là Chí Tôn Điện thần bí, tà ác khiến cho người ta nhìn không thấy dấu vết. Dường như muốn mưu đồ gì đó, mà Thiên Linh Cung tuy rằng thần bí, thế nhưng lại có dấu vết mà lần theo. So với hai cỗ thế lực lớn như Thiên Địa Các và Tuyên Cổ Điện mà nói, là chính thức không nhúng tay vào bất luận phân tranh nào trên đời này. Lại thêm một Thiên Linh Cung sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo, lập tức hỏi Phong Du Du. Không biết thế lực của Thiên Linh Cung này so với Tuyên Cổ Điện thì thế nào? Cái này! Phong Du Du lắc đầu, cười khổ nói. Chuyện này thì ta không được biết. Dương Quá nghe vậy tiếp lời nói với Lục Lâm Thiên. Thế lực của Tuyên Cổ Điện khổng lồ, cường giả vô số. Thiên Linh Cung tuy rằng không để ý tới phân tranh bên ngoài, thế nhưng cũng rất mạnh. Càng quan trọng là, trong nội cung Thiên Linh Cung, không phải thú tộc và nhân tộc hoặc là minh linh. Trong nội cung Thiên Linh Cung đều là linh vật trời sinh. Toàn bộ Thiên Linh Cung đều là linh vật trời sinh sao? Hai mắt Lục Lâm Thiên lập tức tràn ngập vẻ hoảng sợ. Đúng vậy, toàn bộ đều là linh vật trời sinh, cho nên mới gọi là Thiên Linh Cung. Dương Quá gật đầu nhìn Lục Lâm Thiên nói. Thiên Linh Cung này tuy rằng chưa từng để ý tới phân tranh bên ngoài, thế nhưng có thể khẳng định, thế lực của Thiên Linh Cung rất mạnh. Toàn bộ đều là linh vật trời sinh, thực lực không mạnh mới là lạ. Lục Lâm Thiên cảm thán, vẻ mặt có chút nghi hoặc, nói. Không phải linh vật trời sinh kết minh với minh linh sao? Trong Thiên La Minh cũng có không ít linh vật trời sinh nha. Tiểu Long từ đầu chưa nói gì lúc này lên tiếng nói với Lục Lâm Thiên. Lão đại, theo đệ được biết, số linh vật trời sinh kết minh với minh linh trong Thiên La Minh cũng không phải là toàn bộ. Lục Lâm Thiên đại khái đã hiểu ra một chút, có lẽ giống như trong Tuyên Cổ Điển cũng có minh linh vậy, chắc chắn sẽ có một tình tiết đặc biệt nào đó. Mà Thiên Linh Cung là thế lực hội tụ linh vật trời sinh, lại là chân chính không để ý tới tất cả phân tranh bên ngoài. Thế lực do linh vật trời sinh hội tụ, trình độ cường hãn ra sao không cần phải bàn. Thiên Linh Cung gần đây rất kiêu ngạo, sợ rằng dùng sự kiêu ngạo của Thiên Linh Cung hẳn sẽ không tham dự đại hội tranh đoạt hồng hoang lần này. Thiên Linh Cung tuy rằng tuyên bố gia nhập vào Thương Khung Minh, thế nhưng đoán chừng có lẽ một mình tranh đoạt hồng hoang điện. Dương Quá nói với mọi người. Lục Lâm Thiên cũng không suy nghĩ nhiều nữa, Thiên Linh Cung thân là thế lực hội tụ linh vật trời sinh, tự nhiên cũng có ngạo khí của mình. Linh vật trời sinh là tồn tại có thiên phú có thể nói là mạnh nhất trong thiên địa này, bọn họ có tiền vốn kiêu ngạo. Đại hội tranh đoạt hồng hoang này đệ cũng nhận được tin tức, đang định đi xem, lão đại. Nếu như huynh muốn đi, chúng ta ngay ngày mai nên xuất phát. Tiểu Long quay đầu nói với Lục Lâm Thiên. Đi, đương nhiên phải đi rồi. Ngày mai xuất phát, tránh việc chậm trễ, coi như lúc đó không tranh đoạt được gì, đi đến đó nghe ngóng tin tức cũng tốt. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Phong Du Du nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Vậy ta đưa ngươi đi. Phụ thân, con cũng đi cùng người, con xem ai dám không để lại chỗ cho chúng ta. Lục Kinh Vân nói với Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên sát khí. Lục Lâm Thiên suy nghĩ một hồi, mở miệng nói với Lục Kinh Vân và Phong Du Du. Không, biết mình biết người trăm trận trăm thắng, một mình ta đi là được rồi.
tránh cho bạo lộ thực lực của thượng thanh thế giới chúng ta. Huống chi đại hội tranh đoạt hồng hoang sợ rằng Thiên La Minh cũng sẽ nhận được tin tức. Khó bảo đảm đến lúc đó bọn chúng không đánh lén. Quân đoàn của thượng thanh thế giới cần các người trấn thủ. Lục Lâm Thiên rất rõ ràng, mặc dù nói đại hội tranh đoạt hồng hoang đều là người của Thương Khung Minh, thế nhưng có thể tưởng tượng ra, một khi tranh đoạt hồng hoang điện, cho dù cuối cùng có thể tranh đoạt được hồng hoang điện hay không, một khối hồng hoang lệnh cũng có 4 danh ngạch tiến vào trong hồng hoang điện. Cho nên tranh đoạt hồng hoang lệnh, tuy rằng cùng là người Thương Khung Minh, sợ rằng cũng không lưu tình. Sau khi biết rõ thực lực của thượng thanh thế giới, đến lúc đó sẽ hấp dẫn không ít các đại thế giới liên thủ ngăn cản, có hại mà không có lợi. Mà nếu như tất cả cường giả đều rời khỏi, đến lúc đó khó tránh khỏi minh linh chủng tộc sẽ đánh lén, có Lục Kinh Vân và Phong Du Du ở lại, Lục Lâm Thiên mới có thể yên tâm. Đương nhiên, điều khiến cho Lục Lâm Thiên yên tâm nhất chính là trong thượng thanh thế giới hiện tại còn có con át chủ bài đang ẩn giấu. Con bài này còn chưa có bất kỳ ai phát hiện ra. Đến lúc đó sẽ giống như hắc mã phát huy tất cả, khiến cho tất cả mọi người rung động không thôi. Dương Quá nói, tỷ lệ Thiên La Minh đánh lén có lẽ không lớn, thừa dịp này bọn họ cũng phải tổ chức đại hội tranh đoạt hồng hoang. Đến lúc đó đám người kia cũng sẽ tụ tập lại, không có bao nhiêu thời gian đến đánh lén Thương Khung Minh. 72 khối đại lục kia mới là chiến trường kịch liệt nhất. Lục Lâm Thiên nhìn bầu trời đêm thâm thúy, mơ hồ, thì thào nói. 9 tòa hồng hoang điện, 3.000 đại thiên thế giới sẽ phải chém giết một hồi thảm thiết, đọ sức đỉnh phong. Mọi người ngồi đó mãi tới đêm khuya mới tán đi. Cuối cùng Lục Lâm Thiên cũng quyết định, sáng sớm ngày mai một mình hắn tiến về phía Mẫn Tinh Đại Lục diễn ra đại hội tranh đoạt hồng hoang. Tiểu Long tự nhiên cũng quyết định một người đi tới đó, mặt khác cũng không thiếu Dương Quá. Trong màn đêm, sơn mạch bao la bị phá thành từng mảnh nhỏ, vô số khe nứt thật sâu lan tràn trên mặt đất. Đại quân thượng thanh thế giới đã sớm rút lui ra xa. Đại chiến thê thảm ban ngày, số người vẫn lạc dùng đơn vị mấy ức mà tính. Khắp sơn mạch bao la là cảnh máu cảnh thành sông, mùi máu tươi phóng lên trời cao. Siêu siêu. Ở giữa nơi chiến đấu kịch liệt nhất, trên một ngọn núi bị phá hủy thành mảnh nhỏ có một đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi đó. Sát khí âm hàn trên người chấn động rồi lan tràn, khiến cho cả không gian run rẩy. Lập tức hình thành lực lượng cắn nuốt. Đem năng lượng tàn hồn và một lượng lớn sát khí trong phiến thiên địa này hút vào trong cơ thể. Siêu siêu. Lấy đạo thân ảnh đang ngồi khoanh chân trên ngọn núi bị nghiền nát kia làm trung tâm, sát khí nồng đậm cùng tàn hồn bị hút tới ngày càng nhiều, khiến cho cả phiến không gian lờ mờ không có ánh sáng. Siêu siêu. Sáng sớm hôm sau, ba người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Dương Quá, còn có Long Yên công chúa thả người phá không phóng về phía Mẫn Tinh Đại Lục. Long Yên công chúa và Dương Quá xa cách hơn 1.000 năm, mãi cho tới hôm qua mới nhìn được một cái, tự nhiên không đành lòng tách ra, cho nên cùng một chỗ đi về Mẫn Tinh Đại Lục. Mẫn Tinh Đại Lục, trên đường đi từ trong miệng Dương Quá và Tiểu Long thì Lục Lâm Thiên mới biết được đây chính là một khối đại lục diện tích không phải là quá lớn. Ở trong Thương Khung chiến trường cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đây chính là một tiểu hắc thị trong Thương Khung chiến trường. Trong hắc thị này có thể đổi các loại tài liệu. Đan dược, linh khí, tinh thạch thế giới, thậm chí là nữ nhân. Tóm lại chỉ cần là thứ mà ngươi nghĩ tới trong hắc thị đều có. Hắc thị ở trong Mẫn Tinh Đại Lục này còn không nhỏ, bình thường cũng có chút náo nhiệt. Bởi vì Thương Khung chiến trường không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Có hắc thị tồn tại cũng làm cho người ta thuận tiện hơn không ít. Bởi vậy cũng không có bất luận kẻ nào chèn ép, sự tồn tại của nó tự nhiên có lý do khác. Tự nhiên cũng không có người nào dám quấy rối hắc thị. Thế lực sau lưng mỗi một hắc thị không nhỏ, tuy nói rằng là hắc thị, thế nhưng nương sau lưng sâu bao nhiêu người thông minh cũng có thể biết được. Trong Thương Khung chiến trường vốn có diện tích cực lớn, Lục Lâm Thiên từ trong miệng Dương Quá biết được, sợ rằng muốn tới Mẫn Tinh Đại Lục còn cần 2 ngày. Cũng gần tới đại hội tranh đoạt hồng hoang. Đường hầm không gian trong Thương Khung chiến trường cực ít, mặt khác chẳng biết tại sao. Trong Thương Khung chiến trường có không ít đại lục, thế nhưng giữa các đại lục lại không có khe hở thế giới, cũng không có cách nào xuyên qua kẽ hở thế giới tiến về phía trước. Cho nên coi như là dùng thực lực của ba người Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Tiểu Long hiện tại, cũng không có cách nào nhanh chóng đi tới Mẫn Tinh Đại Lục phía trước. Cứ như vậy ba người nhanh chóng phi hành, ba người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Dương Quá đã lâu không gặp, một mặt vừa phi hành, mặt khác tự nhiên có không ít chuyện bàn luận.
ven đường ba người cũng gặp không ít quân đoàn của Thương Khung Minh, tất cả đều không để ý tới, cũng không vì ven đường gặp quân đoàn của Minh Linh mà trì hoãn lại. Trên đường đi, Lục Lâm Thiên từ trong miệng Dương Quá và Tiểu Long biết được một ít chuyện trong 3.000 đại thiên thế giới, ví dụ như bài danh của Thượng Thanh Thế Giới trong Thương Khung Minh. Loại bài danh này tự nhiên cũng không phải là chính thức, chỉ do một ít người nhạy bén dùng thứ tự của các người trẻ tuổi tham dự đại hội tranh đoạt Hồng Hoang, còn có một ít người trẻ tuổi kiệt xuất trong quá trình tranh đoạt làm căn cứ mà xếp loại đại thế giới sau lưng. Từ trong miệng Phong Du Du và Hoàng Giật, Lục Lâm Thiên cũng biết được bài danh của Thượng Thanh Thế Giới trong Thương Khung Minh cũng không quá cao. Nhưng mà từ trong miệng Dương Quá và Tiểu Long, Lục Lâm Thiên mới biết được hai người Phong Du Du và Hoàng Giật còn chưa nói thật, bài danh của Thượng Thanh Thế Giới trong Thương Khung Minh đâu chỉ là không cao, quả thực chính là cực thấp. Nghe nói Thượng Thanh Thế Giới đã hơn 150 vạn năm không có đạt được Hồng Hoang Điện, mà ngay cả số lần nắm được Hồng Hoang lệnh cũng chỉ có một lần mà thôi. Mà so sánh với các đại thế giới xếp trước, trong Thương Khung chiến trường cũng lưu truyền bài danh của các đại thế giới. Trong Thương Khung Minh có 10 đại thế giới xếp đầu, phân biệt là Tôn Vũ Thế Giới đứng thứ nhất, thứ hai là Sang Linh Thế Giới, thứ ba là Băng Tuyệt Thế Giới, thứ tư là Thần Thú Thế Giới. Thứ năm là Thái Hoàng Thế Giới, thứ sáu là Phong Thiên Thế Giới, thứ bảy là Minh Quang Thế Giới, thứ tám là Vô Tư Thế Giới, thứ chín là Thần Hổ Thế Giới, còn thứ 10 là Xích Thiên Thế Giới. Tuy rằng thứ tự của 10 đại thiên thế giới này chỉ là thứ lưu truyền trong miệng mọi người, cũng chỉ dựa vào bài danh của những người trẻ tuổi tranh đoạt Hồng Hoang lệnh cùng Hồng Hoang điện mà đúc kết ra. Không có cách nào đại biểu thực lực chân chính của tất cả các đại thế giới. Nhưng mà từ trình độ nào đó mà nói, tuy rằng đây chỉ là bài danh của những người nhạy bén kia, thế nhưng cũng thể hiện ra được một ít thực lực của các đại thế giới. Đối với bài danh của thập đại thế giới này, đối với thần thú thế giới Lục Lâm Thiên cũng không thấy xa lạ gì. Lục Lâm Thiên đối với Thái Hoàng Thế Giới và Vô Tư Thế Giới, Minh Quang Thế Giới cũng không xa lạ. Bạch Linh và Lục Âm còn ở trong Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc trong Thái Hoàng Thế Giới. Lục Xoanh ở Thiên Nữ Cung trong Vô Tư Thế Giới. Còn Lục Xảo và Lục Tượng đang ở mật địa Minh Quang Thế Giới. Không ngờ thần thú thế giới, Thái Hoàng Thế Giới, Vô Tư Thế Giới, Minh Quang Thế Giới lại có bài danh cao như vậy. Thân hình xẹt qua không trung, đồng thời khóe miệng Lục Lâm Thiên khẽ nhếch lên nở nụ cười vui vẻ. Thượng Thanh Thế Giới tuy rằng yếu một chút, thế nhưng như vậy cũng không đồng nghĩa với thực lực của bản thân Thượng Thanh Thế Giới, chỉ là bài danh dựa vào thực lực của đám người trẻ tuổi bao năm qua mà thôi. Tiểu Long gật gật đầu, nhìn Lục Lâm Thiên cười nói tiếp. Huống chi lần này có lão đại trong Thượng Thanh Thế Giới, bài danh của Thượng Thanh Thế Giới nhất định sẽ tăng vọt. Không biết thực lực người dẫn đầu trong các đại thế giới khác ra sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Dương Quá nói. Có lẽ đều không kém, nhưng mà so với nhị đệ mà nói, sợ rằng không đủ. Theo thiên địa các ta được biết, mạnh nhất cũng chỉ có nhị nguyên hóa hồng xuất hiện. Nhất nguyên hóa hồng đã có tư cách tranh đoạt Hồng Hoang Điện. Nhưng mà lần này dường như có chút quái dị, trong đám người trẻ tuổi có không ít cường giả. Nhị nguyên hóa hồng không ít, trong đó dường như cũng còn có tam nguyên hóa hồng. Lần này dù sao cũng không giống như những lần trước, theo đệ được biết, lần này sau khi Hồng Hoang Điện đổi chủ, lần kế tiếp Hồng Hoang Điện mở ra phải sau 1.500 năm. Nghe nói khi đó vừa vặn có chuyện lớn xảy ra, đến lúc đó đủ để kéo theo cả 3.000 đại thiên thế giới. Cho nên đây chính là lần cuối cùng diễn ra đại hội tranh đoạt Hồng Hoang và Hồng Hoang Điện đổi chủ. Bởi vậy lần này tranh đoạt Hồng Hoang Điện đối với cả 3.000 đại thiên thế giới mà nói đều là chuyện đặc biệt quan trọng. Ai có thể chiếm được một tòa Hồng Hoang Điện, đến lúc đó cả đại thế giới sau lưng đều nhận được một đường sinh cơ. Tiểu Long nói xong, tiếp tục nói. Bởi vậy trên đám người đồng lứa này, tất cả các đại thế giới đều toàn lực ném vào tài nguyên bồi dưỡng. Lấy thần thú thế giới làm ví dụ, ném xuống không ít tài nguyên và tâm huyết, bởi vậy thế hệ hiện tại so với khi trước, thực lực chỉnh thể đề cao không ít. Cũng xuất hiện thêm không ít người có thiên phú không tồi. Đương nhiên bọn họ có mạnh cũng chỉ như vậy mà thôi. Nói xong Tiểu Long mỉm cười, những chuyện này đoạn thời gian trước hắn cũng đã biết được. Tiểu Long, cũng không thể nói tới Thiên La Minh, lần này trong Thiên La Minh cũng xuất hiện vài người bất phàm. Lại thêm người Thiên La Minh so với nhân tộc và thú tộc còn đoàn kết hơn nhiều. Đặc biệt là Tu La tộc, La Sát tộc, Dạ Xoa tộc, Thiên Ma tộc, Thần Linh tộc, lần này những người bất phàm kia đều không thể khinh thường. Không được chủ quan. Dương Quá nói với Tiểu Long.
Dạ Xoa tộc, Thiên Ma tộc. Lục Lâm Thiên nghe vậy, xa tí ngập trời trong mắt lập tức chấn động, ban đầu ở trong đường hầm không gian từ thương khung chiến trường tới mật địa thiên giới. Bên trong đám người có tu vi hóa hồng cảnh đánh lén hắn có Dạ Xoa tộc cùng với người của Thiên Ma tộc. Cảm nhận sát ý trên người Lục Lâm Thiên chấn động, Tiểu Long nói. Lão đại, những người kia của Thiên Ma tộc và Dạ Xoa tộc sớm muộn gì cũng có lúc đối phó với chúng. Đến lúc đó báo thù cũng không muộn. Nghe vậy Lục Lâm Thiên gật đầu, ngăn chặn sát ý trong lòng. Dù sao hiện tại cũng khó có thể giải quyết sạch sẽ, nếu như có cơ hội đối phó cũng không muộn. Trước mắt Hồng Hoang Điện là quan trọng nhất, nếu như gặp phải những người của Dạ Xoa tộc và Thiên Ma tộc kia cũng chỉ có thể để cho bọn chúng sống thêm một chút. Ngay khi Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, Dương Quá nhìn mảnh đại lục bao la trước mắt, thân hình hắn cùng với Long Yên công chúa dừng lại, nói. Chúng ta tới rồi, phía trước chính là Mẫn Tinh đại lục. Trên đường đi Long Yên công chúa đều nghe ba người nói chuyện mà trầm mặc không nói, nhìn đại lục phía trước, lúc này nàng mới mở miệng nói. Phía trước dường như có chút phồn hoa. Rốt cuộc cũng tới rồi sao? Lục Lâm Thiên nhìn phía trước, trước không gian xa xa phía trước có một mảng lớn đại lục xuất hiện, trong lúc mơ hồ có từng dãy núi trùng trùng điệp điệp hiển hiện. Siêu siêu! Thân hình bốn người đáp xuống Mẫn Tinh đại lục. Trong thương khung chiến trường tiêu điều này không ngờ Mẫn Tinh đại lục này lại có một chút sinh cơ nhàn nhạt hiếm thấy. Năng lượng thiên địa cũng nồng đậm hơn không ít sơn mạch cũng có vài phần xanh ngắt. Thủ bút quả thực không nhỏ. Lục Lâm Thiên nhìn chung quanh, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau lưng Mẫn Tinh đại lục này không biết rốt cuộc là thế lực lớn nào. Không ngờ lại bố trí một tụ linh trận cực lớn, làm cho năng lượng thiên địa ở trên Mẫn Tinh đại lục này so với bên ngoài nồng đậm hơn không ít. Muốn tạo ra được tụ linh trận cực lớn này cũng cần phải trả một cái giá lớn không nhỏ. Bố trí ở trên Mẫn Tinh đại lục cũng không có tạo ra bao nhiêu tác dụng với bản thân mình, đây mới thực sự là chuyện khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Một mình bố trí tụ linh trận cực lớn này, chỉ cần có đầy đủ tài liệu Lục Lâm Thiên cũng có thể bố trí ra được. Thật sự có chút náo nhiệt. Tiểu Long đánh giá bốn phía rồi nói, trên phiến đại lục này xuất hiện không ít kiến trúc liên miên. Tựa như một đại thành cực lớn. Giữa không trung xung quanh cũng còn có thể nhìn thấy không ít thân ảnh phá không đi tới đi lui. Bởi vậy bốn người Lục Lâm Thiên đáp xuống cũng không có bao nhiêu người chú ý. Cường giả trên Mẫn Tinh đại lục không ít, xem ra đại bộ phận đại biểu của các thế giới đều đã tới. Dương Quá nói, dường như đã dò xét ra thứ gì. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, linh hồn lực nhạy cảm của hắn đã sớm chấn động rồi lan tràn ra, dò xét tất cả mọi thứ trong phiến thiên địa này. Vẻ mặt hắn lập tức rung động, miệng nói. Người các đại thế giới có lẽ cũng đã tới không ít. Ngày mai có lẽ chính là ngày diễn ra đại hội tranh đoạt Hồng Hoang A. Lão đại, hôm nay chúng ta có nên tìm chỗ đặt chân một chút hay không? Trước tiên cứ nhìn kỹ rồi hãy nói, đến lúc đó lại quyết định cũng không muộn. Lục Lâm Thiên nói. Bốn người lập tức đi vào trong đại thành phía trước, từ phía xa đã nghe thấy không ít tiếng ồn ào truyền tới. Trong đại thành có vô số thân ảnh đi tới đi lui, giữa không trung không ngừng có người xẹt qua. Cả đại thành so với trong tưởng tượng của Lục Lâm Thiên còn náo nhiệt hơn một ít. Không hổ là hắc thị trong thương khung chiến trường, cửa hàng bên trường trong đại hành thực sự cái gì cũng có. Rực rỡ muôn màu, số lượng của nó so với đại thành bên ngoài không chút thua kém. Bốn người đi dạo thành đại thành một phen, bởi vì Long Yên công chúa xinh đẹp cho nên khiến cho không ít người chú ý. Chỉ là lại không có ai dám nháo sự trong lúc nhạy cảm trên Mẫn Tinh đại lục như vậy. Người xuất hiện trên Mẫn Tinh đại lục cũng biết, trong mấy ngày này, đại biểu của cả 3.000 đại thiên thế giới đều tới tham dự đại hội tranh đoạt Hồng Hoang. Tất cả đều có mặt trên Mẫn Tinh đại lục, vạn nhất trêu chọc phải một người xa lạ là đại biểu cho đám người đồng lứa của một đại thế giới nào đó. Khi đó thực sự sẽ không biết chết như thế nào, vô luận là bối cảnh hay thực lực, đến lúc đó sẽ chết mà không có chỗ chôn. Đi dạo trong cả đại thành, linh hồn lực nhạy cảm của Lục Lâm Thiên không khó phát hiện ra không ít thanh niên nam nữ có tu vi hóa hồng cảnh, đều khí độ bất phàm, có mấy người thậm chí hắn còn gặp thoáng qua. Sau khi đi dạo một phen, Lục Lâm Thiên cũng có chút thu hoạch. Dùng tinh linh trên người đòi lấy một ít tài liệu luyện khí không tệ phòng tới lúc cần dùng. Lúc này số lượng linh tinh trên người hắn cực kỳ khổng lồ, cho nên Lục Lâm Thiên cũng không quan tâm số lượng tinh linh nhỏ như vậy. Ngược lại tinh thạch thế giới Lục Lâm Thiên lại không nỡ dùng.
hạm đội của hắn tiêu hao không ít tinh thạch thế giới do liên minh cung cấp. Tăng thêm Lục Gia Quân lại dùng tinh thạch thế giới của hắn, cho nên nhập không đủ suất, tiêu hao vô cùng kinh người. Đến lúc đó ở trên 72 khối đại lục tranh đoạt hồng hoang lệnh mới chính là chiến trường lớn nhất. Bởi vậy Lục Lâm Thiên không nỡ dùng bất kỳ một khỏa tinh thạch thế giới nào. Mà khi Lục Lâm Thiên đang định dùng một ít linh tinh đổi lấy tinh thạch thế giới trong các thương hội thì phát hiện ra tinh thạch thế giới đã tăng giá, đã có người thu mua ở khắp nơi. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên cười khổ, đoán chừng cũng có đại biểu của đại thế giới nào đó đang trắng trợn thu mua tinh thạch thế giới. Gần đây dưới loại chém giết như vậy, linh tinh khắp nơi đều có thể nói là có một lượng lớn giang lưu hành. Mà một ít hạm đội thì lại tiêu hao tinh thạch thế giới với số lượng khủng bố. Tinh linh vốn so với tinh thạch thế giới khó cầu hơn, thế nhưng bây giờ lại quay ngoắt 180 độ, tinh thạch thế giới so với linh tinh khó cầu hơn. Bốn người đi dạo chừng ba thời thần, sợ rằng ngay cả một phần 10 đại thành này bốn người còn chưa đi hết, bốn người đều có một chút thu hoạch, cho nên cũng vui vẻ đi tiếp. Ngay khi bốn người đang định tiếp tục đi thì bỗng nhiên đám người phía trước giống như thủy triều túm tụm lại, không ít người tụ tập tới. Ánh mắt ba người dương quá, Tiểu Long, Long Yên khẽ đổi, trong đám người giống như thủy triều túm tụm ở phía trước có không ít khí tức hóa hồng CN tồn tại, cho nên mọi người cũng không tính qua đó mà định rời đi. Chỉ là ánh mắt Lục Lâm Thiên lại biến hóa không nhỏ, đám người kia có không ít người trẻ tuổi, nhưng cường giả hóa hồng cảnh cường hãn trong đó lại không dưới 10 người. Những đám người chung quanh Lục Lâm Thiên cũng không có để ý, cũng không định để ý tới. Tuy rằng Lục Lâm Thiên không định để ý tới, thế nhưng trong đám người phía trước, nữ tử xinh đẹp mặc bộ váy màu đỏ, dáng người là lướt động lòng người được vô số nam tử vây quanh, khuôn mặt vốn vô cùng mị hoặc, cao quý vô cùng, thế nhưng sau khi ánh mắt nhìn thấy rõ Lục Lâm Thiên, khuôn mặt lập tức co rúm lại. Bộ dáng mị hoặc kia lập tức trở nên lạnh lẽo. Nam tử mặc áo bào xanh kia nàng sao có thể quên được. Bởi vì hắn trong khu vực săn bắn của vạn thế đối quyết mà quang mang trên người nàng ảm đạm, trọng thương cực nặng, nếu không phải trong tộc hao phí một cái giá lớn, sợ rằng hiện tại nàng còn chưa khôi phục được. Bởi vì hắn hiện tại trong mật địa thiên giới nàng không thể ngẩng đầu lên được, không còn vẻ tao nhã lúc trước. Cũng bởi vì hắn cuối cùng toàn tộc trốn chết, giống như chó nhà có tang chạy khỏi thượng thanh thế giới, chỉ có thể tới tổ địa che chở. Lục Lâm Thiên đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của nữ tử xinh đẹp mặt váy dài màu đỏ trong đám người, ánh mắt lập tức run lên, có chút chấn động. Đây không phải là ai khác mà chính là Hoàng Lạc Nhan của Nguyệt Hoàng Thế Giới. Ngay khi Lục Lâm Thiên định đối phó với Nguyệt Hoàng Thế Giới, Hoàng Lạc Nhan đã bị người Phượng Hoàng nhất tộc mang đi, cuối cùng toàn tộc thoát khỏi Nguyệt Hoàng Thế Giới. Lục Lâm Thiên thật không ngờ ở trên mẫn tinh đại lục này lại có thể nhìn thấy được Hoàng Lạc Nhan, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo như băng nhìn thẳng về phía Hoàng Lạc Nhan. Cùng lúc này, trong đám thanh niên túm tụm bên người Hoàng Lạc Nhan, không ít người nhìn thấy Hoàng Lạc Nhan lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức hung hăng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Đương nhiên cũng có không ít người nhìn vào Long Yên công chúa, trong mắt hiện lên vẻ rung động. Một nam tử mặc cẩm bào, khuôn mặt trắng nõn, có chút đẹp mắt, khí tức nhất nguyên hóa hồng trên người chấn động, hẳn là người thú tộc. Nhưng vào lúc này nhìn thấy Lục Lâm Thiên đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Lạc Nhan cho nên lập tức quát lớn với Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, nhìn gì vậy? Ngươi nhìn tiếp ta sẽ móc mắt ngươi ra. Hoàng Lạc Nhan nghe vậy lập tức nhìn qua thanh niên vừa quát Lục Lâm Thiên, chỉ là không nói thêm gì. Kiêu ngạo như vậy sao? Ta! Lục Lâm Thiên vẫn không nói gì, chỉ là Tiểu Long lại không nhịn được, tiếng quát từ trong miệng vang lên, đang định ra tay. Tiểu Long! Trong nháy mắt này, Lục Lâm Thiên đột nhiên đặt tay lên vai Tiểu Long, nói. Nếu hắn đã tìm tới ta để cho ta xử lý đi. Nói xong Lục Lâm Thiên chậm rãi bước ra, hai bước ngắn ngủi thế nhưng lại xuất hiện trước người Hoàng Lạc Nhan, mà ngay cả thanh niên mặc cẩm bào kia hắn còn không thèm nhìn lấy một cái mà nhìn Hoàng Lạc Nhan nói. Chó ngươi nuôi sao, ồn ào quá. Hoàng Lạc Nhan nghe vậy, mắt nhìn Lục Lâm Thiên, vẻ mặt lạnh như băng, khuôn mặt co rúm lại. Trong mắt hiện lên vẻ oán độc, trong lúc mơ hồ thậm chí còn hiện lên vẻ sợ hãi, năm ngón tay lặng lẽ bóp nát một khối ngọc giản linh hồn trong lòng bàn tay ya. Tiểu tử, ngươi nói ai là chó? Ngươi muốn chết? Cùng lúc này, nam tử mặc cẩm bào vừa mới lên tiếng lần nữa hét lớn, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, vốn hắn còn đang định ở trước mặt nữ nhân mình thích ra oai một chút,
không ngờ nam tử mặc áo bào xanh này lại dám ở trước mặt nữ tử hắn thích làm hắn mất mặt như vậy. Âm thanh giận dữ từ trong miệng nam tử mặc cẩm bào này vừa dứt, năng lượng thuộc tính phong cuồng bạo, sắc bén quanh thân nam tử mặc cẩm bào này chấn động. Thân hình lập tức lao thẳng về phía trước, cùng lúc đánh ra một đạo quyền ấn đánh về phía Lục Lâm Thiên. Mà đồng thời, khi nam tử mặc cẩm bào này ra tay, khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười lạnh lẽo, đầu còn không thèm quay lại, cánh tay phải chém về phía bên phải. Năm ngón tay uốn lượn tạo thành chảo ấn. Một đạo chảo ấn được ngưng kết, khiến cho phiến không gian bên phải bị lún sâu xuống. Tiếp theo trong nháy mắt, trong sát na thân ảnh vừa mới phóng ra của nam tử mặc cẩm bào kia lại bị đạo chảo ấn vừa mới được ngưng kết ra của Lục Lâm Thiên nắm lấy. Trong nháy mắt ngắn ngủi, chảo ấn mang theo không gian lún sâu bắt lấy nam tử mặc cẩm bào. Vẻ mặt người này hoảng sợ, biến sắc, vẻ cuồng ngạo, hung hăng càn quấy vừa rồi được thay thế bằng vẻ mặt sợ hãi, kinh khủng. Trong chảo ấn kinh khủng kia, toàn thân hắn không thể nhúc nhích mảy may, cho dù là tự bạo cũng không có cách nào làm được. Đến lúc này nam tử mặc cẩm bào này mới biết được, nam tử trước mặt mặc áo bào xanh nhìn như không có một chút khí tức chấn động này thực lực không ngờ lại cường hãn tới tình trạng như vậy. Căn bản không phải là tồn tại mà hắn có thể trêu chọc. Đây là một cọng rơm cứng, so với hắn còn cường hãn hơn. Phụt, chảo ấn mang theo không gian lún xuống Ukra Lục Lâm Thiên nắm nam tử mặc cẩm bào, chảo ấn khẽ bóp, không gian lập tức vặn vẹo kịch liệt. Chỉ một thoáng nam tử mặc cẩm bào này lập tức mở miệng phun ra một mảng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Thân hình nam tử mặc cẩm bào này lập tức vặn vẹo, biến dạng giống như không gian chung quanh chảo ấn. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, quả nhiên bên cạnh cũng không có thứ gì tốt. Ngay cả thực lực làm chó cũng không có. Lục Lâm Thiên vẫn lạnh lùng nhìn Hoàng Lạc Nhan, ngay cả đầu Lục Lâm Thiên cũng không quay về sau nhìn một cái. Nói xong, tay phải hắn run lên, hung hăng nện nam tử mặc cẩm bào trong chảo ấn về phía xa. Phanh! Thân hình nam tử mặc cẩm bào giống như thiên thạch lập tức bị nện vào trong lòng đất, âm thanh trầm đỡ Upsilon, C vang vọng. Thân hình bị cắm vào trong lòng đất. Ầm ầm, mặt đất cũng run lên, trên con đường bằng nham thạch rắn chắc lập tức xuất hiện khe nứt. Thân hình nam tử mặc cẩm bào ở trong khe nứt trên mặt đất mềm nhũn gục xuống. Xương cốt toàn thân nứt vỡ từng khúc, thân hình giống như một cục thịt, linh hồn phân thân và hồn anh chẳng biết khi nào đã bị Lục Lâm Thiên phá hủy. Trên người không còn sinh cơ. Bên người Hoàng Lạc Nhan, gần 20 nam tử vốn cao ngạo không thôi, khuôn mặt lúc này được thay bằng vẻ hoảng sợ. Căn bản không có ai dám nói một câu gì, đều bị Lục Lâm Thiên dọa sợ. Bởi vì vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy nhất nguyên hóa hồng cảnh bị diệt sát, muốn làm được như vậy cần thực lực nhường nào cơ chứ. Đến thời điểm này tất cả mọi người mới ý thức được nam tử mặc áo bào xanh trước mắt này mạnh như thế nào. Cảnh này cũng khiến cho ánh mắt oán độc của Hoàng Lạc Nhan co rúm lại. Những năm này không gặp mặt, không ngờ thực lực của Lục Lâm Thiên lại tiến bộ khủng bố như vậy. Người này là ai? Tại sao lại mạnh như vậy? Đây không phải là cha thiên minh của thành băng thế giới sao? Một chiêu bị giết à? Trên đường phố vốn náo nhiệt sau khi xảy ra động tĩnh bực này lập tức thu hút vô số người thích xem náo nhiệt vây quanh. Đánh chết một nhất nguyên hóa hồng, bất kể là người này của thế giới nào, là thân phận gì, Lục Lâm Thiên hiện tại cũng không quá để ý. Lục Lâm Thiên nhìn qua đám nam nhân túm tụm bên người Hoàng Lạc Nhan. Lúc này cả đám lập tức kinh hãi lùi về phía sau. Lúc này Lục Lâm Thiên mới nhìn Hoàng Lạc Nhan nói. Không ngờ chúng ta còn có thể gặp a. Xem ra đám tùy tùng của ngươi sợ rằng cũng không quản tới ngươi nữa rồi. Hoàng Lạc Nhan nhìn đám nam tử chung quanh lúc này đã sớm lùi về phía sau, ánh mắt tràn ngập hàn ý, oán hận không thôi. Khóe miệng co giật, nàng cắn răng ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi muốn làm gì, đây là Mẫn Tinh Đại Lục. Muốn làm gì sao, ta chỉ muốn giải quyết dư nghiệt ngày đó chưa quét sạch sẽ mà thôi. Lục Lâm Thiên nói, hàn ý trong mắt không thèm che giấu làn tràn ra, nói. Vốn ta cho rằng sau này có thể gặp lại thì thực lực của ngươi sẽ có tiến bộ mới đúng, không ngờ đã nhiều năm như vậy lại vẫn chỉ là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, ngay cả hóa hồng cảnh còn không tới. Lục Lâm Thiên, rốt cuộc ngươi muốn làm gì, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ động lòng người của Hoàng Lạc Nhan, đôi mắt xinh đẹp run rẩy nhìn qua Lục Lâm Thiên. Nàng cảm giác được ánh mắt tràn ngập hàn ý không thèm che giấu của Lục Lâm Thiên lúc này, trong lòng âm thầm cảm thấy bất an,
ánh mắt mơ hồ đảo ngược đảo xuôi, dường như đang chờ đợi thứ gì đó. Lục Lâm Thiên, hắn là Lục Lâm Thiên. Chẳng lẽ là người chân lý Niết Bàn, người lĩnh ngộ ra áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, là thánh chủ Lục Lâm Thiên của Tuyên Cổ Điện sao? Là hắn, Lục Lâm Thiên. Hoàng Lạc Nhan nói xong, 20 nam tử vừa mới lùi ra phía sau cùng với một mảng lớn người vây xem chung quanh lập tức bạo động. Ta khinh người quá đáng sao? Hay là Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi phải nếm trái đắng? Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi lúc trước dám bán đứng ta. Ta đã từng thề, ta không chết thì nhất định phải giải quyết tất cả các ngươi. Mà ngươi chính là dư nghiệt còn lại. Lục Lâm Thiên không có một chút khách khí nào, khuôn mặt bỗng nhiên âm trầm lạnh lẽo. Trong nụ cười tràn ngập sát ý, hàn ý lạnh lẽo ngập trời trong mắt bắn ra, nói. Cho nên hiện tại cũng là lúc ngươi nên chết đi. Siêu. Lục Lâm Thiên nói xong, lấy thân hình hắn làm trung tâm, cả không gian chung quanh bỗng nhiên run lên, hàn ý ngập trời bỗng nhiên lan tràn ra chung quanh. Ken két. Dưới loại hàn khí này, không gian đóng băng, Hoàng Lạc Nhan đột nhiên run rẩy không hiểu. Ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, thế nhưng trong nháy mắt này toàn thân nàng đông cứng thành băng. Vẻ mặt hoảng sợ cùng ánh mắt sợ hãi ở trong khối băng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Vỡ. Âm thanh lạnh lùng từ trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra, đủ để lọt vào tai tất cả mọi người chung quanh, cũng không thấy hắn có một hành động gì. Ầm ầm ầm. Chữ vỡ này vang vọng, khối băng kia lập tức nổ tung, không gian chung quanh hiện lên vòng xoáy hư không, tảng băng nứt vỡ từng khúc, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn ra tứ phía rồi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thân hình Hoàng Lạc Nhan theo tảng băng nhanh chóng biến mất trong thiên địa này. Siêu siêu. 20 thanh niên kia hít sâu một ngụm khí lạnh, trơ mắt nhìn Hoàng Lạc Nhan bị đánh chết trước mắt thế nhưng lại không có bất kỳ ai dám ngăn cản. Không có bất kỳ ai dám lên tiếng. Bọn họ tuy rằng là tự ngạo, thế nhưng Lục Lâm Thiên này ngay cả cha Thiên Minh và Hoàng Lạc Nhan đều dám giết. Vậy thì cũng dám giết bọn họ. Trước mặt thực lực tuyệt đối, lại ở trong thương khung chiến trường, bên ngoài không có bất kỳ ai có thể nhúng tay vào, bọn họ còn dám nói gì được nữa. Hỗn trướng. Ai dám lớn mật giết người Phượng Hoàng nhất tộc ta như vậy? Trong lúc mọi người kinh hãi, một tiếng hét lớn âm trầm nương theo giận dữ ngập trời vang vọng rên không trung đại thành. Oanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi này, khí tức nóng bỏng cuồn cuộn kéo tới. Một đạo thân ảnh đỏ rực nhanh chóng đáp xuống nơi Hoàng Lạc Nhan bị đánh chết. Người tới chính là một nam tử thân hình thon dài, có chút tuấn lãng, mắt nhìn nơi Hoàng Lạc Nhan vừa bị đánh chết, người này bỗng nhiên quay đầu về phía Lục Lâm Thiên. Khuôn mặt tuấn lãng lúc này có chút âm trầm, tái nhợt, giống như người ta chỉ cần nhìn một cái trong lòng lập tức cảm thấy lạnh lẽo không thôi. Khí tức nóng bỏng quanh thân người này lan tràn, khuôn mặt tái nhợt kia run ẩy một chút rồi nhìn Lục Lâm Thiên, trầm giọng nói. Người Phượng Hoàng nhất tộc ta là do ngươi giết. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn nam tử này, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói. Ngươi là người Nguyệt Hoàng thế giới. Nhớ kỹ, Phượng Thiên thế giới, Phượng Vũ. Nam tử này nhìn Lục Lâm Thiên, trầm giọng nói. Giết người Phượng Hoàng nhất tộc ta nhất định sẽ phải trả giá thật nhiều. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn nam tử trước mắt này rồi nói. Đã không phải là người của Nguyệt Hoàng thế giới vậy thì đi đi. Việc này không có liên quan tới ngươi, chỉ là một ít ân oán cũ giữa ta và Hoàng Lạc Nhan mà thôi. Nếu như ngươi nhúng tay vào, sợ rằng cái giá phải trả sẽ vô cùng lớn. Đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của ta. Nam tử này nghe vậy, ánh mắt khẽ đảo, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nực cười, ngươi cảm thấy Phượng Thiên thế giới ta dễ bắt nạt tách sao? Còn ngươi, không cần biết ngươi là ai, một khi giết người Phượng Hoàng nhất tộc ta thì nhất định phải trả giá thật nhiều. Phượng Vũ đại ca, hắn chính là Lục Lâm Thiên. Trong đám thanh niên nam tử vừa mới lui về phía sau, một thanh niên mặc hoa phục tu vi tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong tiến lên, hai mắt có chút e ngại nhìn qua Lục Lâm Thiên. Lập tức yếu ớt nói với Phượng Vũ. Lục Lâm Thiên. Ba chữ Lục Lâm Thiên lập tức khiến cho khuôn mặt Phượng Vũ co lại, hai mắt run lên nhìn thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Không nhịn được mà hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn sự khiếp sợ trong lòng, ánh mắt đại biến không ít. Đối với người ở đây mà nói, ba chữ Lục Lâm Thiên không có ai chưa từng nghe nói qua. Ngươi không tới từ Nguyệt Hoàng thế giới, nể mặt Diễm Hoàng Điện Chủ, lần này không có mắt ta sẽ không truy cứu. Nhưng mà nhớ kỹ, không có lần thứ hai. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt liếc qua Phượng Vũ, lập tức quay đầu nói với Dương Quá và Tiểu Long sau lưng.
Đại ca, Tiểu Long, chúng ta đi thôi. Dương quá, Tiểu Long gật đầu, bốn người lập tức nghênh ngang rời đi. Từng ánh mắt nhìn bóng lưng bốn người nghênh ngang rời đi, không có bất kỳ ai dám nói gì. Một chiêu đánh chết hóa hồng cảnh sơ giai, ở đây không có ai dám động vào. Phượng Vũ cũng không dám, hắn cắn chặt răng, khuôn mặt co rúm, hàn ý trong mắt bắn ra, nhưng lại không có biện pháp nào khác. Nhìn cha Thiên Minh bị đánh chết cách đó không xa, Phượng Vũ hiểu rõ, bản thân mình tuy rằng là nhị nguyên hóa hồng, thế nhưng một chiêu đánh chết cha Thiên Minh như vậy, hắn tự nhận không có cách nào làm gọn gàng như thế được. Cho nên Phượng Vũ biết rõ hắn không trêu vào được Lục Lâm Thiên kia. Huống chi ba người sau lưng Lục Lâm Thiên này, nữ nhân kia còn tốt. Nhưng mà thanh niên áo xám tóc đen và thanh niên mặc áo bào màu vàng kia, khí tức của hai người này hắn cũng không có cách nào dò xét ra được. Nhưng mà hắn có thể cảm giác được hai người này không dễ trêu. Đi dạo một phen, khi bốn người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Dương Quá, Long Yên công chúa tìm được nơi đặt chân thì đã tới hoàng hôn. Bốn người cũng đã dò xét được chút tin tức, ngày mai chính là ngày đại hội tranh đoạt hồng hoang diễn ra ở trong phòng đấu giá của một thương hội trong Hắc Thị. Người tham gia đại hội tranh đoạt hồng hoang cũng không ít, hơn 1000 đại thế giới của Thương Khung Minh, cũng không phải mỗi một đại thế giới đều giống như Lục Lâm Thiên và Tiểu Long, một đại thế giới đều tới một người. Đại thế giới bình thường sẽ tới 2 hoặc 3 người, có đại thế giới phô trương hơn chút sẽ mang tới hơn 10 người cũng không nhất định. Bởi vậy mỗi một lần nhân số tham dự đại hội tranh đoạt hồng hoang đều tăng lên. Ước chừng hơn vạn, bởi vậy nơi bình thường căn bản không có cách nào chứa được. Đại hội tranh đoạt hồng hoang cũng không thể nào tổ chức trên quảng trường. Người tới đều là đại biểu đỉnh tiêm trong đám người cùng thế hệ, cũng không phải chỉ đại biểu mỗi cổ tộc. Mỗi một người đều là tồn tại đỉnh phong trong thiên địa. Tự nhiên đều có một ít ngạo khí, dù thế nào cũng không tham dự đại hội tranh đoạt hồng hoang diễn ra trên quảng trường. Bốn người Lục Lâm Thiên tìm được một khách điếm yên tĩnh, giá cả tuy rằng đắt, thế nhưng bốn người bao chọn một tầng, tránh cho người khác quấy rầy. Về phần muốn bao cả khách điếm là chuyện không thể nào. Hiện tại tất cả khách điếm trên Mẫn Tinh Đại Lục đều kín hết người. Bốn người Lục Lâm Thiên có thể thuê hẳn một tầng là bởi vì bọn hắn vừa uy bức vừa lợi dụ. Ánh trời chiều như máu chiếu vào không ít kiến trúc cổ xưa, liên miên. Lục Lâm Thiên tiến vào trong phòng, ngồi khoanh chân, trong đầu lại đang nghĩ tới chuyện Hồng Hoang Điện. Một tòa Hồng Hoang Điện lúc đó tối đa chỉ chứa được 99 người, quả thực có chút ít ỏi. 99 danh ngạch, còn phải phân cho một ít đại thế giới có hồng hoang lệnh một ít danh ngạch. Đến lúc đó đã ít lại càng ít, linh vũ thế giới tăng thêm người của thượng thanh thế giới, Lục Lâm Thiên tính đi tính lại cho dù nhiều hơn nữa cũng không đủ. May mà quy tắc tranh đoạt hồng hoang điện cũng không có quy định một đại thế giới chỉ có được một tòa. Chỉ cần có thực lực tranh đoạt, có thể tranh đoạt bao nhiêu cũng được. Bởi vậy Lục Lâm Thiên đã có kế hoạch, đến lúc đó tranh thủ tranh đoạt nhiều hơn một chút. 9 tòa hồng hoang điện, các đại thế giới trong Thương Khung Minh cũng là đối thủ cạnh tranh, đến lúc đó đều sẽ không lưu tình. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, bằng không lúc này Lục Lâm Thiên sẽ không có hứng thú tới tham dự đại hội tranh đoạt hồng hoang. Sau 1500 năm rốt cuộc sẽ có chuyện lớn gì xảy ra? Lục Lâm Thiên khẽ than một tiếng, Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long và Phong Hành Lão Tổ cũng không có đề cập tới, cho nên Lục Lâm Thiên cũng không có cách nào biết được. Sau khi cảm thán một tiếng, hắn bắt đầu tiến vào trạng thái điều tức. Chỉ cần có thời gian Lục Lâm Thiên chưa từng bao giờ thôi lĩnh ngộ. Về phần tu luyện nguyên lực đã sớm không phải là mối lo lắng của hắn. Tinh thạch thế giới, linh tinh, thôn vệ nguyên lực người khác. Đều là ngọn nguồn phát ra nguyên lực HCO hắn. Có âm dương hỗn độn quyết, tất cả sẽ không thành vấn đề. Trên ban công của đình viện tang thương có vô số dấu vết, chứng minh nơi này sợ rằng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Trên ban công có một nữ nhân có mái tóc dày như mây, người mặc bộ váy dài màu tím, dáng người cao gầy. Ống tay áo rộng thùng thình, bên trên có thêu đồ án hoa sen. Thân hình mềm mại, thướt tha, đường cong lung linh, nhìn vào lại cảm thấy có thêm vài phần thanh nhấp. Sao ngươi lại chạy tới đây? Một đạo âm thanh dịu dàng che vân tới, một nữ tử mặc cẩm bào màu tím liên tục bước tới, dáng người nhẹ nhàng, vẻ mặt cũng giống như trích tiên, phong tư trác tuyệt. Nữ tử như vậy, sợ rằng bất luận là mốt dầm tử nào nhìn thấy cũng phải thất hồn lạc phách. Khuôn mặt thanh tú giống như lưu ly, đôi mắt giống như bảo thạch màu đen, ánh mắt như ngập nước, lộ ra vẻ vũ mị. Không phải ngươi cũng tới sao?
ngày mai chính là đại hội tranh đoạt hồng hoang. Dương quá kia có trở về không? Lần này hắn là trọng tâm của thiên địa các chúng ta. Nữ tử mặc váy tím quay đầu lại, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt như ngọc, mắt ngọc mày ngài, hai hàng lông mi mang theo vẻ lạnh lùng, thế nhưng lúc này nhìn qua nữ tử mặc cẩm bào màu tím lại dịu dàng nở nụ cười. Nữ tử mặc cẩm bào kia đi tới bên người nữ tử mặc váy tím, bên hông bộ cẩm bào màu tím có một đai lưng mềm mại, mái tóc đen nhánh xõa xuống vai. Dưới ánh trăng u tĩnh bao phủ ban công, nhìn mái tóc đen nhánh này lại giống như thác nước màu đen u tĩnh chảy xuống phía dưới. Khuôn mặt tinh xảo, hai mắt nhìn qua nữ tử mặc váy tím, khẽ mở miệng nói. Vừa rồi đám người bọn họ đã nhận được tin tức, Dương Quá đã trở về, đã tới Mẫn Tinh Đại Lục. Hắn không phải đi tìm mấy người kia sao? Vậy, nghe vậy nữ tử mặc váy tím mở miệng, đôi mắt trong sáng mà thanh tịnh nhìn qua nữ tử mặc cẩm bào màu tím. Nữ tử mặc cẩm bào màu tím mỉm cười, nụ cười khuynh thành, ống tay áo màu tím khẽ tung bay, nhất cử nhất động đều câu hồn đoạt phách, nàng nói. Lục Lâm Thiên kia cũng tới, vừa rồi trên Mẫn Tinh Đại Lục hắn đánh chết cha thiên minh của thành băng thế giới cùng Hoàng Lạc Nhan của phong thiên thế giới. Hắn đến thật rồi sao? Nghe nữ tử mặc cẩm bào màu tím nói vậy, nữ tử mặc váy tím có chút vui vẻ, thế nhưng lại nhanh chóng thu liếm, miệng nở nụ cười nhạt. Thở dài có chút sâu kín, nói. Gia hỏa này giống như lúc còn ở linh vũ thế giới, đến nơi nào cũng gây náo động. Nữ tử mặc cẩm bào màu tím cũng mỉm cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Bộ cẩm bào không thể che hết tư thái mềm mại thướt tha của nàng, tư thái của mỹ nhân. Bờ môi song khẽ mở, nàng nói. Đi theo hắn còn có hai người, hẳn là Long Yên công chúa của Thanh Long hoàng tộc, còn có tiểu long kia. Nữ tử mặc váy tím nhìn lên trên không trung, trên vòng trời có một vầng trăng sáng treo cao, mây mù nhàn nhạt mờ ảo, so với tiếng động ồn ào trong nội thành đêm khuya mà nói, nơi này không thể nghi ngờ còn yên tĩnh hơn rất nhiều. Mắt nhìn nữ tử mặc váy tím, nữ tử mặc cẩm bào màu tím khẽ hỏi. Không biết Dương Quá có nói cho hắn biết chúng ta đều ở thiên địa các hay không? Nếu như không nói, ngày mai gặp gia hỏa này nhất định hắn sẽ giật mình không nhỏ. Lại nói. Ta còn chưa từng nhìn thấy gia hỏa này giật mình, không biết bộ dáng sẽ ra sao. Nói xong, nữ tử mặc cẩm bào màu tím khẽ lười biếng duỗi lưng, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng xa xa cùng với sương mù đang lơ lửng trên không trung, đôi mắt trong sáng thâm thúy, không biết có phải đang nghĩ tới chuyện gì đó hay không mà bờ môi son đột nhiên mỉm cười. Ngày mai ta không đi, một mình Lam Thập Tam trấn thủ ở bên kia ta có chút không yên lòng. Ta vẫn nên trở về thì tốt hơn. Nữ tử mặc váy tím khẽ vươn tay, hai hàng lông mi nhíu lại. Mặc dù nàng chờ mong được gặp hắn, thế nhưng cho dù có gặp mặt lần nữa thì có thể làm được gì? Sau khi gặp mặt sẽ xảy ra chuyện gì nàng không có cách nào tưởng tượng ra được. Nữ tử mặc cẩm bào màu tím nghe vậy lập tức nhìn nữ tử mặc váy tím, thở dài nói. Ngươi còn đang suy nghĩ chuyện trước kia sao? Tất cả đều đã qua, chuyện trước kia ngươi bất lực. Người khác không biết thế nhưng ta đều biết. Những năm này sợ rằng trong lòng người đều có bóng Danskura hắn. Nếu không ở trong thiên địa các, chỉ cần là tin tức về hắn ngươi sẽ không vụng trộm đi đọc. Lúc trước tin tức hắn bị thiên ma tộc, dạ xoa tộc đánh lén vẫn lạc truyền ra. Ngươi lấy cớ đi ra ngoài, kỳ thực lại đi điều tra tin tức của hắn. 1200 năm kia, không ít người dạ xoa tộc, lang linh tộc, thiên ma tộc đều chết trong tay ngươi. Ta biết rõ ngươi muốn báo thù cho hắn. Ngừng một lát. Nữ tử mặc cẩm bào màu tím nhìn nữ tử mặc váy tím, cắn môi rồi tiếp tục nói. Các chủ đã từng nói qua, dùng đại nghị lực, đại hằng tâm, đại thiên phú của ngươi, nếu không phải do 1200 năm kia làm ảnh hưởng tới tâm tình của ngươi. Rất có thể ngươi không chỉ là vô lượng niết bàn mà chỉ ít có ba thành trở thành chân lý niết bàn. Nữ tử mặc váy tím nghe vậy, khuôn mặt không có bất kỳ chấn động nào. Chỉ là trong đôi mắt sáng lại âm thầm rung động, biến ảo. Sau khi nữ tử mặc cẩm bào màu tím dứt lời, nàng nhìn nữ tử mặc cẩm bào màu tím hỏi. Tử Yên, vậy còn ngươi thì sao? Làm sao ngươi biết lúc trước ta đi tới nơi hắn gặp chuyện không may? Ta! Nữ tử mặc cẩm bào màu tím nghe vậy, khuôn mặt tinh xảo lập tức cứng đờ, trong đôi mắt hiện lên vẻ ảm đạm. Hôm sau, khi tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu vào căn phòng. Trong phòng, Lục Lâm Thiên đang khoanh chân ngồi bỗng nhiên mở ra. Khí tức thương cổ man hoang từ trong mắt chấn động, hai mắt một trắng một đen giống như ngày và đêm luân chuyển nhanh chóng thu liễm.
Đi kiến thức đại hội tranh đoạt hồng hoang một lần đi thôi. Lục Lâm Thiên đứng dậy, đại hội tranh đoạt hồng hoang, tất cả những người trẻ tuổi trong Thương Khung Minh đều hội tụ, chuyện này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên cũng có chút chờ mong. Đại hội tranh đoạt hồng hoang diễn ra tại một thương hội trong Hắc Thị, ở trong Đại Thành, khiến cho khi bốn người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Dương Quá, Long Yên đi tới thương hội kia, đường phố chung quanh đã có vô số người giống như thủy triều, khiến cho những con đường cái chung quanh chật ních. Việc quy mô lớn và trọng đại bực này tự nhiên dẫn tới vô số người xem náo nhiệt. Xuyên qua đám người chật như nêm cối ở trên đường là chuyện không thể nào, cho nên Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Dương Quá, Long Yên công chúa cũng chỉ có thể nhảy vọt qua đám người này mà thôi. Người bay vọt lên giữa không trung cũng có không ít, từng đạo thân ảnh đáp xuống trước đại điện cực lớn trên quảng trường, đây chính là nơi thương hội kia đặt chân. Diện tích của mảnh quảng trường trước đại điện không nhỏ. Trên quảng trường này lại không có bất kỳ người xem náo nhiệt nào dám tới gần nửa bước. Trong lúc diễn ra đại hội tranh đoạt hồng hoang, ai dám bước vào quảng trường nửa bước giết không tha. Không người nào dám vượt một bước bước vào trong quảng trường. Hôm nay những người tụ tập trong thương hội kia là những người nào a? Ai dám nháo sự hôm nay thuần túy là muốn chết. Những người trẻ tuổi đỉnh phong nhất trong Thương Khung Minh, những người trẻ tuổi có bối cảnh không nhỏ đại biểu cho đại thiên thế giới mình tụ tập lại đây. Loại đội hình này cho dù có ăn tim gấu, gan báo cũng không dám nháo sự. Siêu siêu. Từng đạo thân ảnh đáp xuống quảng trường. Top 5 top 3, cũng có đội ngũ hơn 10 người tụ tập lại một chỗ. Từng đạo thân ảnh đáp xuống, khí tức ẩn nấp. Nhưng mà khí tức trong lúc mơ hồ này lại khiến cho cả phiến thiên địa này run lên. Từng đạo thân ảnh tiến vào trong đại điện, nhưng lại cần phải đi qua chỗ mấy lão giả giữa đường để đăng ký. Sau khi báo ra danh tính mới có thể tiến vào trong đại điện. Siêu siêu. Bốn người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Dương Quá, Long Yên công chúa đáp xuống quảng trường, ánh mắt quét qua quảng trường, lập tức thu hồi ánh mắt nhìn về phía mấy lão giả kia. Đều là tuyên cổ cảnh, thực lực như vậy nếu như ném ra bên ngoài cũng có thể coi là rất mạnh. Những người này hẳn là người tôn vũ thế giới, lần tranh đoạt hồng hoang điện trước đó, thành tích của tôn vũ thế giới tốt nhất. Bởi vậy đại hội tranh đoạt hồng hoang lần này cũng là do tôn vũ thế giới tổ chức. Nghe nói lúc này trong tôn vũ thế giới cũng có hậu bối không kém, vô thượng niết bàn, người mang áo nghĩa lạ. Dương Quá nói với ba người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Long Yên công chúa. Vô thượng niết bàn, thấp một chút a. Khóe miệng Tiểu Long nhếch lên, vô thượng niết bàn trong mắt hắn cũng không là gì. Trong thiên địa này vô thượng niết bàn đã ít càng thêm ít. Cũng không giống như người của linh vũ thế giới chúng ta, có thể tuôn ra nhiều vô thượng niết bàn và vô lượng niết bàn như vậy. Có lẽ bởi vì vốn linh vũ thế giới chúng ta đã bất phàm từ trước. Dương Quá nói, hiểu 3.000 đại thiên thế giới càng nhiều, hắn cũng có không ít suy đoán về linh vũ thế giới. Người trong linh vũ thế giới đều bất phàm, vô thượng niết bàn khắp nơi đều có thể thấy được. Chỉ cần như vậy cũng thấy được linh vũ thế giới bất phàm, hoặc giả có nguyên nhân khác. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Tiểu Long nghe vậy cũng có chút nghi ngờ nói. Tứ thú hoàng tộc trong linh vũ thế giới chúng ta sao lại có liên quan tới thần thú thế giới, quá kỳ quái. Đến lúc đó sẽ biết rõ. Bây giờ chúng ta tới kiến thức đại hội tranh đoạt hồng hoang một chút đi. Lục Lâm Thiên nói xong đứng chắp tay, sau đó đi tới đại điện. Lão đại, chờ đệ. Tiểu Long lập tức theo đuôi, sải bước đuổi theo Lục Lâm Thiên rồi đi tới bên cạnh hắn. Dương Quá cúi đầu cười cười với Long Yên công chúa, sau đó kéo tay Long Yên công chúa từ từ đi theo sau lưng Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Bốn người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Long Yên công chúa, Dương Quá đi tới trước người mấy lão giả trước đại điện, lúc này cũng có mấy đội thanh niên nam nữ cũng đang đăng ký. Xin hỏi chư vị là đại biểu của đại thế giới nào? Họ gì tên gì, lão hủ sẽ đăng ký cho chư vị. Một lão giả nhàn rỗi lập tức nhìn bốn người Lục Lâm Thiên một lát rồi nói. Thái độ khi nói chuyện cực kỳ khách khí. Bất luận một đại biểu của đại thế giới nào tới đây đều là người nổi bật, đỉnh tiêm trong đám người đồng lứa. Bọn họ tới từ tôn vũ thế giới, cũng không dám có bất kỳ ngạo khí nào. Đám người trẻ tuổi đồng lứa tới đây hôm nay tuyệt đại bộ phận thực lực đều mạnh hơn bọn họ. Thần thú thế giới Long Huyền. Thượng thanh thế giới Lục Lâm Thiên. Thiên địa các Dương Quá. Tiểu Long, Lục Lâm Thiên, Dương Quá, ba người nhẹ nhàng nói danh tự của mình cho lão giả kia. Chỉ là ba người vừa mới nói xong, ánh mắt của lão giả nhìn ba người này lập tức run lên,
toàn thân nhịn không được run rẩy. Mấy chục thanh niên nam nữ chung quanh cùng với mấy lão giả đang ghi tên nghe vậy cũng run lên, ánh mắt đồng loạt nhìn vào Tiểu Long, Lục Lâm Thiên, còn có Dương Quá. Một đạo lưu quang trên tay lão giả này khắc tư liệu của ba người vào trong ngọc giản, ánh mắt vẫn khó giấu được vẻ rung động. Hắn lập tức cung kính gật đầu nói với ba người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Dương Quá. Mời chư vị vào bên trong, đại biểu các đại thế giới đã tới không sai biệt lắm rồi. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ thủ tục khi đăng ký cũng có chút đơn giản. Bốn người lập tức cất bước, đi về phía đại điện kia. Hóa ra hắn chính là Lục Lâm Thiên, thánh chủ Tuyên Cổ Điện, người chân lý Niết Bàn, người lĩnh ngộ ra áo nghĩa kỳ lạ thứ 5A. Long Huyền cũng là người chân lý Niết Bàn. Dương Quá của Thiên Địa Các cũng là quy chân Niết Bàn cực kỳ thưa thớt. Ba người này sao lại đi cùng một chỗ? Xem ra quan hệ của ba người này cũng sâu a. Bốn người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Dương Quá, Long Yên công chúa đi vào trong đại điện phía trước, mấy chục thanh niên nam nữ sau lưng, khuôn mặt vốn tràn ngập ngạo khí lúc này tràn ngập vẻ kinh ngạc và khiếp sợ. Khí độ hiên ngang, cao ngạo trên người dưới mấy chữ này hoàn toàn không nhấc lên nổi. Siêu siêu. Bốn người Lục Lâm Thiên tiến vào trong đại điện, trên quảng trường có mấy người đáp xuống, dẫn đầu là một nữ tử mặc cẩm bào màu tím, dáng người mềm mại, tư thái chắc tuyệt tựa như trích tiên. Mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười đủ để khiến cho bất luận nam nhân nào thất hồn lạc phách. Thân ảnh đáp xuống đất, đã thu hút không ít ánh mắt chung quanh. Là một trong hai thánh nữ của Thiên Địa Các Tử Yên. Vừa rồi không phải Dương Quá, một trong những thánh tử của Lâm Thiên tới sao? Xem ra lần này Thiên Địa Các đối với Hồng Hoang Điện cực kỳ coi trọng, không ngờ lại phái ra thánh tử và thánh nữ tới. Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Dương Quá, Long Yên công chúa, bốn người đi vào trong đại điện. Trong đại điện này vốn là do thương hội cải tạo thành đấu giá hội, cho nên diện tích cực lớn có thể dung nạp hơn mấy vạn người. Khi bốn người Lục Lâm Thiên vào trong đại điện, lúc này trong đại điện cũng có hơn vạn người ở trong, cũng không quá chật chội. Trên vạn người trong đại điện, bất luận một ai đều là người trẻ tuổi có thực lực đỉnh phong trong đại thế giới của mình. Cho dù không phải là đại biểu trẻ tuổi đỉnh phong trong thế giới của mình, thế nhưng mỗi một người đều là thế hệ bất phàm. Ánh mắt quét qua, tiếng động lớn, náo nhiệt vang vọng trong đại điện. Top 5 top 3 túm tụm, mấy chục người xen lẫn một chỗ, đều đang hỏi han lẫn nhau. Trong đó bên người không ít nữ tử có không ít thanh niên vây cơ nơ. Bốn người Lục Lâm Thiên tiến vào cũng không có động tĩnh gì. Bởi vì ở đây đều là những nhân vật có ngạo khí, cho nên cũng không để ý những người vừa mới tiến vào trong đại điện là người nào. Đám người trẻ tuổi đồng lứa đỉnh phong trong thương khung Minh A. Tổng đại điện, ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua, trong đội ngũ hơn vạn người kia, có gần ngàn người có tu vi hóa hồng cảnh đã thu liễm. Những người còn lại bất luận một ai đều là tuyên cổ cảnh, thậm chí còn là tuyên cổ cảnh cao giai trở lên. Đội ngũ như vậy Lục Lâm Thiên cũng có chút rung động. Sợ rằng người có tu vi niết bàn cảnh tiến vào trong đại điện, dưới cỗ khí tức áp lực vô hình kia toàn thân cũng như nhũn ra, nguyên lực đình trệ. Loại đội hình này cũng là lần đầu tiên Lục Lâm Thiên gặp phải, chân chính là quần anh hội. Dùng thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại, tu vi còn có tâm cảnh đều được đề cao, đối với loại tình cảnh này hắn cũng không có bao nhiêu chấn động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 155.